Ê, các phụ nữ nha, đây là kênh của Tác phẩm Điên Cuồng Lão Sư, tác giả Lăng Duệ, Cúc Bồ Chính, Chu Minh, Đỗ Cẩn, Thể Loại, Bách Hợp, Thực Văn, Hiện Đại, Sư Sinh Tình hữu độc chung, h Đây là phần 2 của bộ hệ liệt Âu Dương Minh Cẩn, phần 1, Ái Thượng Nữ Lão Sư, phần 2, Điên Cùng Lão Sư, phần 3, Chỉ Vì Người, phần 4. Chương 52, Văn Kim Võ Đấu Sử Đẹp Hiên, ngày hôm nay nhận được điện thoại của Ngài, Ngài muốn đổ chủ nhiệm đem Dương Dương trả về. Vừa vặn ta ở chỗ đổ chủ nhiệm, cùng đổ chủ nhiệm thảo luận chuyện của Hàn Dương, không thảo luận xong liền tới đây tìm ngài cùng nhau thảo luận trong lúc ta học đại học có tự học qua pháp luật hiểu biết một chút ngài là người giám hộ của hàn dương điểm ấy ngài không phủ nhận chứ hàn học hiên nhìn ta hơi gật đầu tốt lắm về lý ngài là cha ruột hàn dương hàn dương ở nhà bị ngược đãi ngài có biết không vừa nghe ta nói như vậy hàn học hiên trong lúc nhất thời có chút luống cúng nhưng dù sao cũng là một thương nhân lão luyện rất nhanh liền che giấu đi hắn quay đầu nhìn một chút người vợ ngồi ở bên cạnh ta không có đánh hắn nha ngươi nghe nàng nói bậy, ngươi có chứng cớ gì a à? nữ nhân này cũng là một điển viên kỳ tài hai câu trước đều là hướng về phía hàng học hiên nói một câu cuối cùng trực tiếp cùng ta nói ta cười cười từ trong túi đựng máy tính rút ra bản photocopy báo cáo nghiệm thương hàng tiên sinh đây là báo cáo nghiệm thương bạo lực gia đình ta photocopy một phần ngài xem một chút đi nói xong đưa cho hắn hắn đơn giản lật qua đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo trừng mắt nhìn ta ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a à? khôi phục lý trí của một thương nhân trong lòng ta không khỏi cũng cả kinh lão luyện hết thảy đều cho thấy người này tương đối lão luyện không có gì chỉ là hiếu kỳ ngài ngay cả con của mình vì sao chính mình không quan tâm lại nói tiếp ngài nếu tính là học trưởng của ta về tình về lý ta nên gọi ngài một tiếng hàng học trưởng ngài là cha ruột hàng dương a ngài có thể mắt nhìn trưởng tử bị ngược đãi mà thờ ơ phần báo cáo ngay lúc ngài nên xem lại đúng lúc ngài ra ngoài ngài không cảm thấy rất kinh khủng sao một người ở trước mặt ngươi đối con của ngươi quan tâm đầy đủ ở sau lưng ngươi liền vung tay người như vậy hoặc là lòng dạ thâm sâu hoặc là dụng tâm ác độc Đương nhiên, còn có một khả năng là nhân cách phân liệt, con mẹ nó ngươi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói người nào a. À. Nữ nhân bên người hàng Học hiên đột nhiên bạo phát, đằng một cái đứng lên, ta có điểm tên ngươi à. Tâm thấy hổ thẹn. Tìm mẹ ta để làm chi? Mẹ ta là người ngươi có thể tìm. Ngươi xứng sao? Người như ngươi. Ở trong mắt mẹ ta như thi thể chờ giải phẫu, bởi vì ngươi căn bản không có linh hồn ta cười cười, quay đầu, dùng thanh âm có thể khiến cả phòng nghe rõ nói với cẩn, cho nên ta thường nói với ngươi, đổ chủ nhiệm, ngươi nữ nhân này a, à, nên đối với mình khá một chút. Một ngày thế đạo thay đổi, nữ nhân khác tiêu tiền của ngươi ở phòng của ngươi, ngủ cùng chồng ngươi, còn đánh con của ngươi, mà chồng ngươi lại cam tâm tình nguyện làm một người nhu nhược, hàng học hiên cười lạnh vài tiếng, đứng lên, đổ cẩn, ta muốn biết ngươi ngày hôm nay dẫn người này tới, là có ý gì? Hàng học hiên lạnh lùng nhìn cẩn. Xem ra là nói không lại ta, muốn từ cẩn tìm đường phá vây, đang nghĩ ngợi thế nào đem lời nhận lấy, cẩn cười cười, tiến lên một bước. Đứng ở bên cạnh ta, sự thật như vậy, ta còn có thể có ý gì? Chẳng qua là cảm thấy trái tim có điểm băng giá, đối với ngươi, ta đã không ôm bất kỳ hy vọng lạc quan nào. Lời cẩn lạnh nhạt, là một loại ngôn ngữ phương thức ta không thường gặp, không kiêu ngạo, không xỉm định trả lời hàng học hiên. Hàng học hiên thấy cẩn không chút nào e sợ, trọng tâm câu chuyện liền xả trên người của ta. Niên muội lợi hại của ta a, à. xưng hô như thế nào a, à, không khách khí. Ta gật đầu, vừa cười vừa nói, ta là Chu Minh. Hàng học trưởng cũng không cần hao tâm tổn trí điều tra ta. ở bộ có một họ Chu, quan không lớn, quản không ít. Và án tối cao thành phố có một họ chu, quan cũng không lớn, hình như quản cũng thật nhiều. Quốc thuế thành phố chúng ta cũng cũng có một, không biết nàng làm chức gì, dù sao thì nàng cũng rất yêu ta. Nga, được rồi, hình cảnh đại đội còn có một họ chu, cái này ta quen thuộc, quan có lớn hay không không thể nói, nhưng hắn là cha ta, lời của ta mang dáng vẻ lưu manh. Toàn bộ dựa vào một chút trong quyền thế diễu võ dương oai đổi thành bình thường, ta nhất định đem mình kinh bỉ chết. Hàng học hiên ngồi xuống. Phỏng chừng ở trong lòng tính toán trong lời của ta đây có bao nhiêu phần có thể tin. Lão gia hỏa này, thật khó đối phó, nếu như có thể bình thường trò chuyện, hàng học trưởng, xin ngài bảo gì cả ngồi bên cạnh ngài câm miệng, nếu như nàng tiếp tục mắng người, ta sẽ không cùng ngươi nói chuyện, trực tiếp tìm người nhà ta, có lẽ trực tiếp tìm ta cha ta nói chuyện là được. Hàng học hiên nhìn một chút người vợ bên người, nữ nhân kia trừng ta liếc mắt, không lên tiếng, kỳ thực ta hôm nay tới ngoại trừ nói cho ngài chuyện này, còn có việc muốn nhờ. Ông nội ta, cũng chính là ông nuôi đổ chủ nhiệm, Nga, ông nội ta về hưu rồi, không phải quan. Trước đây dù lộn ngược lại, ở quân khu lý tất cả mọi người đều nhận thức ông. Ông nội ta đặc biệt thích Hàng Dương. Hắn nói, bản thân đã lớn tuổi, chúng ta đám con cháu này cũng không hiếu thuận hắn thích tiểu hài tử lão nhân a à, đều thích tiểu hài tử hắn nói lễ mừng năm mới muốn cho hàn dương đến nhà của chúng ta đương nhiên còn có cháu nuôi của hắn không bằng để ta đi thương lượng với ngài một chút ngài nếu như cho chút thể diện chu gia ta năm nay sẽ trôi qua thuận thuận lợi lợi thái thái bình bình ngài nếu như không đồng ý chúng ta cũng không dám có ý kiến gì chính là sợ người lớn tuổi a, tâm tình không tốt, khí không thuận. Ngài nói, lão nhân gia ông ta nếu như tự mình tới cửa cầu ngài, chúng ta người nhà khẳng định đều lo lắng, cũng phải đi cùng. Pháp viện a, kiểm sát viện a, hình cảnh đại đội xe đều đậu trước nhà ngài. Người biết sẽ nói ngài buôn bán hảo, kết bạn nhiều người a, nếu không biết người ta sẽ cho rằng ngài phạm vào cái gì đại án a, bao nhiêu đại bộ phận đều tới, ngài nói lão gia tử nhà ta mặt mũi này, ngài có thể cấp một phần mặt mũi được không? Nói một hồi, nói xong hàng học hiên hết chỗ nói rồi, chỉ là cười lạnh, không có biểu tình nào khác, trong phòng thách lâm vào trầm mặt khó đè nén. Hàng học hiên nhìn cẩn, ánh mắt phức tạp, hàng học trưởng. Thế nào? Ngài cảm thấy được hay không? Ta đây trở về cấp lão nhân gia ông ta nói một chút, đã nói chớ miễn cưỡng người ta, nhưng hình như nhà ta không chịu nói lý lẽ hay sao ấy. Ha ha, đầu năm nay, cũng không dễ dàng lăn lộn, ai cũng không nên đắc tội phải không, hàng học hiên cười lạnh, gật đầu. Hảo, vậy làm phiền chu niên muội. Con ta không hiểu chuyện. Hy vọng không cho ngài thêm phiền toái gì, ha ha. Hàng học trưởng thực sự là dễ nói chuyện. Ai, ta đây coi như hoàn thành nhiệm vụ. Học trưởng, Kỳ thực nếu như lễ mừng năm mới ngươi có hứng thú, xin mời ghé chơi. Nhà của ta ở trong quân khu, ngươi lái xe lái đến cửa, sau đó xuống xe đi tới. Bởi vì cửa gác đều là binh chính quy, súng thật đạn thật. Chỉ nhận thức thủ trưởng không tiếp thu thương nhân. Ngươi nói xem, vạn nhất có chút gì hiểu lầm, không tốt lắm, còn có chuyện khác không? Hàng học hiên có chút không nhịn được. Tiếu ý còn treo ở trên mặt, Giọng nói lại tăng thêm, "Không có, chúng ta đây cáo từ trước." Ta cười cười, xoay người, sờ sờ đầu Dương Dương, "Dương Dương, đi thôi. Ngày mai đi với ta tới nhà cảnh sát gia gia, cảnh sát gia gia rất nhớ ngươi, luôn nói với ta. Cách ta không mang theo ngươi tới tìm hắn." Nói xong, đứng lên, đối cẩn ra điệu bộ, cẩn nở nụ cười, xoay người, đi ra hàng gia, đổ cẩn. Hàng học hiên đột nhiên đứng lên, hôn một tiếng, nghe hắn gọi tên cẩn ta giận không chỗ phát tiết. Đỗ cẩn cũng là tên cho ngươi gọi à. Nha quỷ tôn tử. Còn có mặt mũi gọi. Ta tiễn các ngươi xuống lầu. Hàng học hiên nói xong đứng lên, tiễn. Đế ngươi tiễn. Ta không yên lòng. Ta vội tiến lên, đi bên cẩn, đem cẩn cùng hàng học hiên tách ra. Nam nhân này, đầu óc đa đoan khó lòng phòng bị a à, đi xuống lầu dưới mở cửa xe đế dương dương đi vào trước sau đó đi tới phía sau mở cốt đem cặp vi tính bỏ vào đóng cốt mắt lạnh nhìn một chút hàng học hiên đứng ở cửa phó lái nói chuyện với cẩn hai người nói cái gì thật ra ta lại không có hứng thú nghe đứng ở bên cạnh xe đốt một điếu thuốc từ từ hút khí trời rất lạnh tên khốn hàng học hiên này muốn đem chúng ta đông chết nói lâu như vậy hết bước sang trái rồi lại sang phải dậm chân cẩn xoay người muốn mở cửa xe chỉ thấy hàng học hiên tiến lên một bước đè lại cửa xe một tay kéo lại cẩn trong miệng còn nói gì đó ngươi buông ra cẩn một tiếng này đặc biệt rõ ràng xem ra cẩn nổi giận dương dương ở trong xe vội mở cửa xe ra mòi hắn cũng không muốn mẹ của mình chịu khổ đem tàn thuốc ném xuống đất vội vã vọc tới bắt lại cánh tay hàng học hiên, học trưởng, trời tối rồi, như vậy không tốt đâu, hàng học hiên nhìn ta một cái, sửng sốt, rụt tay ra. Chậm rãi hạ xuống, có chuyện gì ban ngày nói không được sao? Như vậy ở dưới lầu nháo, hàng xóm ngài có thể hiểu lầm hay không? Ta nhàn nhạt nói, nội tâm đã tức giận từ lâu không gì sánh được, nàng là vợ trước của ta, có cái gì không tốt, ai cho ngươi ở đây xen vào việc của người khác, vừa nghe thấy vợ trước hai chữ nhất thời cơn giận bùng phát đè nén tức giận miễn cưỡng cười cười xen vào việc của người khác kháo lão tử để ngươi xem một chút ta xen vào việc người khác thế nào xoay người cẩn nhìn ta đổ cẩn ngươi đem xe chạy đến cửa tiểu khu chờ ta ta và học trưởng nói chút chuyện cẩn tự nhiên lo lắng vừa muốn mở miệng nói cái gì đó bị ta cắt đứt nghe ta được không thanh âm của ta lạnh lùng đem chìa khóa đưa cho cẩn cẩn nhìn ta một cái không nói thêm gì nữa từ phía trước đi vòng qua mở cửa xe ta ở cửa chờ ngươi âm điệu không nghe ra được tâm tình lúc này hảo xe chậm rãi lái đi chỉ còn lại có ta và hàn học hiên ngươi có chuyện gì thì nói đi ta đi lên tiến tới bên tai hàn học hiên học trưởng chuyện ngươi vừa làm sự thật rất không nam nhân nói xong liền đánh vào đầu hàng học hiên mẹ nó hàng học hiên rút lui hai bước lấy tay bưng đầu mắng không đợi hắn ngẩng lên ta tiến lên một cước từ dưới lên trên đá vào hạ bộ hắn cai chiêu này ở đạo quán sẽ bị mọi người phỉ nhổ vạn nhân chửi bới thế nhưng thật dùng được a à, lão tiểu tử này nhất thời không lưng một tiếng gầm rú ngay lúc hắn không lưng ta lại tiến lên từ trên xuống dưới một cước bổ vào trên cổ hắn trong dự liệu ngã xuống đất mới vừa gầm rú biến thành cúi đầu rên rỉ hàng học trưởng lúc ta buông tha cho ngươi ngươi vốn không nên tranh luận ta tính tình bất hảo thật không tốt thật xin lỗi ta vừa nghe thấy người khác theo ta tranh luận ta sẽ nổi điên ai hiện tại ta nhưng thật ra có điểm đồng tình ngươi ngươi nếu như thấy ủy khuất ngươi gọi điện thoại cho cha ta để hắn bắt ta đi, cười lạnh hai tiếng, nhìn hàng học hiên nằm trên mặt đất, bộ dáng tinh minh lão luyện vừa rồi toàn thể tiêu thất, chỉ là che thân thể tại một cái bộ vị yếu hại cuộn thành một đoàn, còn có, hàng học trưởng, lần sau lúc ngươi nhìn thấy đổ chủ nhiệm, con mẹ nó ngươi cung kính với nàng cho ta. Đem tay chân tái máy của ngươi thu lại. Bằng không, lần sau nếu không phải ngươi phế thì là ta phế, nói xong hai câu hung hãn, xoay người chuẩn bị rời đi, a, à, quên mất. Ta vỗ đầu, xoay người cười cười, chúc ngày năm mới vui vẻ, nói xong, ta mỉm cười rời đi. Chương 53, thần giao cách cảm cũng cần thấu hiểu, cẩn cho xe dừng ở cửa tiểu khu, ôm vai đứng bên cạnh cửa xe, đi tới bên cạnh cẩn, tự hồ thấy bầu không khí có chút không thích hợp, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, mặt không biểu tình, làm sao vậy? Đứng ở bên cạnh cẩn nhẹ giọng hỏi, "Ta đã đợi đến khi thấy cẩn lái xe quẹo vào mới động thủ. Vì lo lắng không thể để cho nàng và Dương Dương nhìn thấy cảnh tượng quá mức máu tanh và bạo lực được, hay là cẩn thấy được hoặc là đoán được. Cẩn là đang giận ta sao?" Trong một khoảng thời gian ngắn, ta có chút không có biện pháp xác định, cẩn trầm mặt một hồi, ngẩng đầu nhìn ta một cái. Bốn mắt đối diện nhau, không biết là bởi vì trời quá tối hay là bởi vì ta có chút chột dạ không nhìn ra cẩn đang nghĩ gì ai cẩn thở dài trực tiếp vòng qua mở cửa xe ngồi ở ghế phó lái dương dương ngồi ở phía sau nhìn chúng ta trong lúc nhất thời ta cũng không biết làm sao mặc kệ thế nào trước tiên trở về rồi hãy nói vừa về tới nhà cẩn liền thẳng đi vào phòng đóng lại cửa phòng ngủ ngoài phòng ngủ chỉ để lại ta và dương dương hai mặt nhìn nhau minh minh sửng sốt một lát dương dương lôi kéo ta lại một góc chúng ta tiếp tục lắp ráp được không hắn chỉ chỉ mô hình trên bàn tiếp tục vì sao không tiếp tục chứ không phải đã nói rồi sao trở về minh minh cùng ngươi ráp lại ta sờ sờ đầu dương dương ngồi ở trên ghế salon sơ đồ đơn giản lại một chữ cũng nhìn không được không ngừng nhìn về phía phòng ngủ, cửa vẫn đóng chặt như trước. Không được một khắc đồng hồ, trong đầu tới tới lui lui vòng vo tìm một đống cách, có chút lo lắng, dương dương, có phải lúc ta bảo ngươi và mẹ trước thì mẹ ngươi liền trực tiếp lái xe tới cửa hay không? Ta kéo dương dương bắt đầu nêu ra nghi vấn, đúng vậy. Dương dương cầm khối lắp kép, vẫn đang chăm chú nghiên cứu, có dừng lại nhìn ta chút nào hay không? Không có. Dương Dương suy nghĩ một chút, lắc đầu cái này thật kỳ quái nếu không thấy được ta động thủ đánh hàng học hiên cơn tức giận này rốt cuộc là vì cái gì ta bó tay không cách nào lý giải vừa rồi ta rất sợ dương dương lầm bầm ta vừa nhìn thấy ba kéo mẹ liền thấy rất sợ hãi hắn ngẩng đầu lên nhìn ta nghe được dương dương nói như vậy ngực không khỏi nhói lên đối với hài tử ám ảnh bạo lực gia đình sẽ lưu lại rất sâu cho dù hắn chậm rãi lớn lên, trở nên mạnh mẽ, vẫn sẽ không sửa đổi được sự sợ hãi sâu trong nội tâm như cũ. Trên cái thế giới này, nơi ấm áp nhất không nơi nào khác chính là gia đình, người thân cận nhất không ai khác chính là cha mẹ của chính mình, mà bạo lực gia đình lại làm cho thân tình này trở nên không còn bình yên nữa. Làm cho sự hoài nghi bén rễ trong nhau, làm cho cảm giác an toàn chậm rãi biến mất hầu như không còn, ta chỉ hy vọng, đối với Dương Dương mà nói, Hiện tại bù đắp còn chưa quá muộn, những tư vị ta từng nếm trong quá khứ, ta chẳng hề muốn nghĩ tới quá nhiều, lại thật không ngờ, ký ức nặng nề ấy làm ta càng thêm muốn quan tâm yêu thương hai người kia, Dương Dương. Ba người có đối xử tốt với ngươi không? Ta đem Dương Dương kéo đến bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, "Ba." Dương Dương nhìn ta một cái, suy nghĩ một chút, nói tiếp, "Ba không hay ở nhà, trong nhà chỉ có ta, tiểu đệ đệ và A Di." khi ba ở nhà, A Di đối với ta rất tốt. Thế nhưng khi ba không có, nàng liền trở nên rất hung dữ. Dương Dương nhìn chầm chầm bàn trà, chậm rãi nói. Loại mẹ kế này từ xưa đến nay đều có, kéo dài mà không giảm, tình tiết hầu như cũng đều giống nhau. Hàng học hiên học vấn cao như thế mà lại nghĩ không ra sao? Hắn là nghĩ không ra, hay là căn bản cũng không có nghĩ đến, minh minh. Dương Dương nhìn ta, trong ánh mắt lóe ra một tia hoang mang thấm vào một loại khổ sở cực kỳ không hợp với tuổi của hắn kỳ thực ta biết a di thường ở sau lưng ta nói xấu ta ba luôn mắng ta nói ta không ngoan lúc ba mắng ta a di còn nói đỡ cho ta ta nghĩ a di thật đáng sợ ánh mắt hài tử thật bén nhạy dù hắn không nói thế nhưng cũng không biểu thị hắn nhìn không thấy so với những hài tử cùng lứa trên nhiều khía cạnh dương dương cũng coi là trưởng thành. Nhưng cái giá có phải quá lớn hay không? Dương dương, chúng ta không trở về được không? Ta vuốt tóc dương dương, thấp giọng hỏi, không quay về. Trong ánh mắt của dương dương toát ra một vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh liền bị nghi ngờ thay thế, đúng, ngươi ở lại với mẹ. Ta nở nụ cười, nhìn dương dương nói, dương dương nhìn ta, suy nghĩ một chút, thế nhưng, không phải ta hẳn là nên ở với ba sao, đúng vậy. Khi đó ngươi còn nhỏ, hiện tại ngươi lớn rồi. Ngươi nhớ kỹ Minh Minh nói, ngươi có quyền được lựa chọn, muốn ở với ba, hay với mẹ, do chính ngươi quyết định. Ngươi quyết định được rồi, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp, dương dương trầm mặt. Hài tử này đã có suy nghĩ của chính mình. Thời gian dài vất vả mà sống làm hắn nói ít đi, mà quan sát và suy ngẫm nhiều hơn muốn lưu lại sao ta bắt tay đặt lên vai dương dương nhẹ giọng hỏi dương dương suy nghĩ một hồi nhìn ta một cái gật đầu thở dài dương dương chính là nhân vật trọng yếu thái độ của hắn đối với chuyện ta định làm là cực kỳ quan trọng nếu quả như thật sẽ phải ra tòa thái độ của dương dương sẽ trở thành yếu tố quyết định minh minh dương dương gọi ta một tiếng nhìn hắn cười cười ngươi đi xem mẹ đi Ta nghĩ mẹ hình như không vui, ngực có chút chua xót, lại có chút vui vẻ. Một đứa con hiểu chuyện như thế, đối Cẩn mà nói, cũng là một loại an ủi đi, lại nhìn một chút cửa phòng ngủ đóng chặt, suy nghĩ một chút, đứng lên, nhẹ nhàng vặn một cái, cửa mở, nguyên lai, like, cửa không có khóa, trong phòng không có mở đèn, một mảnh tối đen. Nhẹ nhàng bật công tắc, đèn sáng, Cẩn đang ngồi ngay trước bàn, tóc rũ rượi, hai tay khoanh lại ghé vào trên bàn làm việc chỉ nhìn như thế ta cảm giác được nội tâm của nàng khốn đốn và mệt mỏi rã rời khi cẩn không ở bên ta luôn là một người đắm chìm trong tưởng niệm mỗi khi nhớ tới cẩn luôn có thể nhớ tới nàng trên bục giảng chậm rãi giảng bài tiếp xúc càng nhiều hiểu rõ càng sâu càng cảm giác được nữ nhân này thật ẩn nhẫn và kiên cường đương nhiên còn có cả những nỗi khổ không muốn ai biết này lặng lẽ đi tới đứng ở phía sau, đặt tay lên vai Cẩn, mệt mỏi. "Lên giường ngủ đi, ở bên tai Cẩn, nhẹ nhàng nói, Cẩn vẫn nằm nguyên chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích, đứng ở phía sau Cẩn, ta không biết làm sao." Ngày thường thích phỏng đoán tâm tư người khác, lại biết rất rõ rằng chuyện này rất khó, không thể nào suy đoán được, trong phòng có chút lạnh. Nhìn Cẩn chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, suy nghĩ một chút, đem áo lông trên người cởi xuống, đắp lên lưng của nàng mơn trớn tóc cẩn nhẹ nhàng sửa lại một chút vừa định rút tay lại cẩn đột nhiên ngồi dậy bắt lấy tay của ta xin lỗi cẩn không quay đầu lại chỉ là lẩm bẩm nói sao lại nói như vậy a à? vừa định rút tay ra để đi vòng qua bên cẩn từ phía sau tay của cẩn vẫn dùng sức cầm tay của ta tay kia cũng giơ lên hai tay nắm thật chặt như một hài tử đang chết đuối trong lúc bất chợt chộp được một đám rơm rạ, ta xác định, ta không chỉ là rơm rạ, ta là áo cứu sinh. Không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy ngu si đứng, ngươi làm sao vậy? Dùng tay kia, cúi người xuống, đặt trên vai cẩn, nói cho ta biết được không, mặt của ta dán tại trên mặt cẩn, cảm giác được hô hấp của nàng. Gọng kính đụng nhau, ánh mắt của nàng trong nháy mắt thoạt nhìn có tâm sự nặng nề, minh nhi, ta phát hiện, ta sợ hắn, sợ. Lại là cái chữ này. Vừa nãy ở trong phòng khách, Dương Dương nói hắn sợ ba. Mà bây giờ, Cẩn cũng nói ra cái chữ này. Hàng học hiên, hắn đến tột cùng là loại đàn ông như thế nào, có thể làm cho vợ cũ của mình, con trai của mình lưu lại sự sợ hãi sâu sắc như vậy, lúc hắn nắm tay ta, ta thực sự cảm giác rất sợ. Ta cũng không biết mình bị sao nữa, thầm muốn tránh thật xa hắn, ta nghĩ, hắn giống như một cơn ác mộng gạt đi không được giọng cẩn có chút hoảng hốt giọng nói như vậy đối với ta mà nói tựa hồ thật xa lạ từ khi ta biết cẩn vẫn cảm thấy nàng là không gì làm không được là một người mạnh mẽ trong sự nghiệp từ một lão sư phổ thông dạy thay đến bây giờ thành giáo sư ưu tú của tỉnh chủ nhiệm niên cấp nàng một mình sinh sống không có bất kỳ thân nhân nào quan tâm và chiếu cố cùng con trai mẹ con chia lìa nhìn xuống tưởng niệm và tự trách. Đối đãi học sinh, nàng vĩnh viễn là như vậy kiên trì, lấy tình cảm giải quyết sự việc, đối đãi đồng sự cũng là xử lý rất thành thạo. 10 giờ tối xong tiết tự học, nàng một người trong bóng đêm một mình về nhà. Phụ huynh làm khó dễ, nàng cũng là một người chậm rãi dùng lời thuyết phục tất cả. Mà bây giờ, khi nàng ở trong lòng của ta nói ra chữ sợ, ta biết tất cả sự yếu ớt từ nội tâm nàng đều hiện ra ở trước mặt của ta. Nàng cũng cần chiếu cố, cần quan tâm, cần một người ở bên người nàng, để cho nàng dựa vào, cho nàng cảm giác an toàn, hàng học hiên. Nếu như vừa rồi ta bởi vì mình hành động lỗ mãn mà có chút hối hận, hiện tại, ta không có chút cảm giác hối hận nào. Vừa vặn tương phản, ta lại cảm giác mình thiếu ngoan độc, hắn tạo cho nội tâm cẩn một vết thương như thế, dù dùng mạng hắn đế đền bù cũng không đủ sợ cái gì ta không phải ở bên cạnh ngươi sao tại sao phải sợ hắn sẽ làm tổn thương ngươi ngươi yên tâm có ta ở đây hai tay ta dùng sức ôm lấy cẩn hôn má nàng tựa tráng vào trán nàng nàng chỉ là nắm thật chặt cánh tay của ta từ nhỏ đến lớn hy vọng lớn nhất của ta là có một ngày ta có thể để cho cẩn ỉ lại mà bây giờ ta làm xong rồi. Thế nhưng, vì sao lòng lại đau như vậy, ta không phải sợ hắn sẽ động thủ. Chỉ là thấy thần tình hắn khi nói chuyện, ta lại thấy sợ hãi. Hắn đã dạy ta biết cái gì là nhân tâm mau thay đổi. Nguyên bản ôn hòa nói chuyện lại đột nhiên sắc mặt đại biến, nguyên bản người ta nghĩ sẽ bảo vệ ta lại đột nhiên trở nên bạo lực. Mỗi một lần ta gặp được hắn, cả người ta đều tràn đầy sợ hãi không thể tin được bất luận kẻ nào nhận không ra thật giả không sợ ngoan không sợ ta ôm cẩn thất giọng nói cứ như đang an ủi một tiểu cô nương bị kinh động cẩn thận từng ly từng tí lời nói nhỏ nhẹ xin lỗi vừa rồi lạnh lùng với ngươi như vậy hình như cuối cùng ta lại đem sợ hãi với hắn đổ lên trên người của ngươi cẩn cười khổ một cái sườn gò má liền áp vào gò má ta thật chặt không quan hệ, ta rất thích ý a, à, hắn phạm lỗi, ta sẽ đền bù. Ta cười cười, chỉ cần ngươi cho ta cơ hội là tốt rồi. Dù ngươi không cho ta cơ hội, ta cũng sẽ tự mình tìm cơ hội. Ta thế nhưng rất biết lợi dụng mọi sơ hở, cẩn dừng một chút, cũng cười. giơ tay lên, sờ sờ đầu của ta, lúc ngươi đi tới gặp hắn. Ta thật sợ các ngươi sẽ đánh nhau. Minh Nhi bây giờ ngươi thực sự tỉnh táo hơn so với trước đây nhiều, phải không? Ta chột dạ ho nhẹ một chút, kỳ thực, đổ cẩn, ta nói cái này nhưng ngươi cũng đừng nóng giận. Ta sợ ngươi tức giận, thế nhưng, ta nhất định phải nói, bởi vì... Chu Minh ta không muốn giấu giếm ngươi bất cứ chuyện gì, cẩn không có lên tiếng, yên lặng nghe. Kỳ thực, ta có đánh hàng học hiên. Chương 54, có đau khổ ta sẽ chịu cùng ngươi, rõ ràng cảm giác được thân thể cẩn chấn động, dừng lại một hồi, cẩn nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngươi, ngươi đừng nóng giận. Trong lòng ta quýnh lên. Từ hồi cấp 3, cẩn đã đặc biệt phản đối ta sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Thế nhưng nhìn thấy hàng học hiên nói chuyện như vậy, ta chính là không khống chế được không ra tay. Cẩn cử động, từ trong lòng của ta rời đi, đứng lên. Ta cũng chậm rãi đứng lên, cùng nàng đối diện, ngươi có bị thương không cẩn đem ta trên dưới quan sát một phen hàng học hiên hắn khi học đại học rất giỏi thể thao nhìn biểu tình ân cần của cẩn ta nở nụ cười thế a à? không nhìn ra phỏng chừng hắn còn không có phản ứng kịp người đã gục xuống một chiêu kia của ta người bình thường không chịu nổi cẩn nhìn ta từ từ khóe miệng mỉm cười chậm rãi biến mất có chút thất thần tất cả biến hóa đều bị ta thu vào trong mắt. Mặc dù ta không thể hoàn toàn phỏng đoán ra tâm tư của nàng, nhưng ta biết lúc này tâm tình nàng rất phức tạp và trong lòng đầy những sầu lo, giơ tay lên, vén sợi tóc đang phất phơ trước mặt nàng, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trên môi nàng. Đỗ cẩn. Thuận thế đem nàng ôm lấy, ta biết ngươi không thích những người dùng bạo lực giải quyết vấn đề, xin lỗi, ta sai rồi. Tay cẩn vuốt ve lưng của ta, Nhẹ nhàng thở dài, đối với quá khứ của ngươi, trước đây ta không hỏi tới, sau này cũng sẽ không. Kỳ thực ta đã mơ hồ phát hiện, ở trong lòng ngươi vẫn luôn có chút sợ hãi với ái tình. Đây là vấn đề bao năm nay ta vẫn xem nhẹ. Từ khi ta 16 tuổi, ta đã muốn cả ngày quấn quýt lấy ngươi, còn muốn đi vào trong lòng của ngươi, đi vào thế giới của ngươi. Thế nhưng hiện tại ta không muốn, từ từ thẳng người, nhìn mặt Cẩn tiếp tục nói, ngươi đem tim mình khóa lại trong thế giới của mình, bởi vì chuyện trước kia, làm ngươi đối với tình yêu sinh ra trốn tránh. Khi ta chạm đến và ý thức được điều này, ta cũng hiểu vì sao cho đến giờ này ngày này, ngươi cũng không có cách nào mở miệng nói ra từ yêu với ta. Ta muốn đem ngươi đưa đến thế giới của ta, không chỉ ngươi, còn có dương dương, cho các ngươi rời xa bóng ma ngày trước, cẩn nhìn ta, im lặng không lên tiếng từ từ cúi đầu, ta biết, nếu như không có ông ta, cha ta, cô ta, không có thế lực của Chu gia, cái gì ta cũng không làm được. Khi còn bé ta cùng người ta đánh nhau, mặc kệ ta gây ra bao nhiêu phiền phức, ta cũng không sợ. Dám làm dám chịu, hoặc nhìn hình như là chuyện tốt, kỳ thực, ta cũng chỉ là một tên hỗn đảng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùng. Từ nhỏ ta đã cảm thấy người nhà không tốt với ta, thế nhưng mỗi một lần gặp chuyện không may cuối cùng đều là người nhà giúp ta giống bây giờ công việc của ta rắc rối ta gặp phải cũng đều là người nhà từng bước từng bước hiệp trợ ta có đôi khi ta đã nghĩ một chu minh như vậy có đáng đế ngươi yêu không nếu như ngươi không yêu ta cái này cũng không trách ngươi chỉ là do ta thiếu ưu tú khi còn bé ta không xứng với ngươi kỳ thực hiện tại ở trước mặt ngươi Ta vẫn tự ti mặt cảm như trước. Ta tự nhận là người duy nhất xứng với ngươi, chính vì ta có thể dùng toàn bộ sinh mệnh của ta bảo hộ ngươi. Ta nguyện ý đem cuộc đời của ta đều đặt ở trong tay ngươi, Cẩn vẫn không nói gì, chỉ là ôm lấy ta như trước, Minh Nhi, ngươi đừng nói nữa được không, để ta yên tĩnh một chút, được, ta không nói. Ta cũng ôm lấy Cẩn, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng an tĩnh dị thường, Chúng ta cứ như vậy lặng lặng ôm nhau, trầm mặc. Cảm thụ được tồn tại và hơi thở, trong phòng khách có một chút tiếng vang, làm ta đột nhiên nhớ tới Dương Dương đang ở ngoài kia, cẩn cử động, quay đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngươi trở về đi, khuya lắm rồi. Cẩn nhàn nhạt nói, nói xong, nàng dãy ra khỏi cái ôm của ta, một mình đi tới trước cửa sổ. Áo lông khoác trên người nàng sớm đã rơi trên mặt đất, tựa như tâm tình của ta giờ khắc này phiêu hốt bất định đột nhiên rơi có một loại cảm giác vạn khiếp bất phục cúi người xuống từ dưới đất nhặt áo lên cầm ở trong tay đi tới cửa vài bước đứng ở nơi đó bất động suy nghĩ một chút mở cửa đi ra ngoài dương dương vẫn đang ngồi trong phòng khách vừa thấy được ta liền như muốn mở miệng hỏi vội ra dấu tay bảo hắn không nên lên tiếng đi tới bên người dương dương nhỏ giọng nói hắn tắm một cái rồi đi ngủ sớm một chút hài tử hiểu chuyện gật đầu trực tiếp đi tới phòng tắm, đem mô hình trên bàn đang vương vải thu xếp lại, thấy Dương Dương đi vào gian phòng của mình. Đột nhiên cảm thấy cả người vô lực. Ở trên ghế salon ôm đầu ngồi xuống, cẩn muốn ta về nhà. Nàng thì sao? Nàng sẽ chờ ta đi rồi một người rơi lệ, một người nhớ lại những thương tổn đó. Về tới nhà ta có thể làm cái gì? Một người ở trên sàn nhà ngồi chờ hừng đông hay là hút thuốc đến ngủ tạng lục phủ đều đau đau nhất, ta không thể đi, nghĩ vậy, ta đem y phục trong tay cố sức ném ở trên ghế salon. Bước đến phòng ngủ, cẩn còn đang đứng bên giường, nghe cửa phòng mở, xoay đầu lại nhìn, vài bước tiến lên, đem cẩn ôm lấy, cẩn thoáng chống cự, ta ôm càng chặt hơn, không buông tay, ta không đi. Ta đem mặt chôn trong tóc cẩn, ta không cho một mình ngươi khổ sở, cũng không đế ta một mình khổ sở, ta không đi, cảm giác được một giọt nước rơi xuống cổ, dọc theo cổ trợt xuống. Rơi vào trong y phục, lành lạnh, ta không phải hàng học hiên, tuyệt đối không phải. Nếu như 7 năm qua cũng không thể chứng minh điểm này, ta nguyện ý dùng thêm một lần 7 năm, hai lần 7 năm, thậm chí nhiều lần 7 năm chờ đợi, cho đến khi ngươi tin ta, thích ta, nước mắt cẩn chảy càng nhiều, trung nhẹ nhẹ, tay nàng bắt được quần áo của ta, độ ấm từ lòng bàn tay không ngờ xuyên thấu qua lớp vải đơn bạc. Truyền đến từng mạch máu. Ta biết, ta biết. Cẩn nghẹn ngào nói, đổ cẩn, ngươi không có đường lui. Hàng học hiên khi dễ ngươi, ngươi có thể nhịn, có thể trốn. Thế nhưng bây giờ, hàng học hiên chính là khi dễ con của ngươi. Ta tin tưởng ngươi yêu con mình còn hơn cả chính mình, ngươi phải đem dương dương trở về. Ta biết giờ này khắc này, điều cẩn lo lắng nhất chính là Dương Dương. Ở trước mặt hàng học hiên, ta không có đề cập đến vấn đề quyền nuôi con, chỉ là muốn đế cẩn, đế Dương Dương, ta, còn có người nhà ta an ổn cùng đón Tết đoàn viên, hơn nữa, ngày hôm nay ta đánh hàng học hiên, cũng là chặng đường lui của ngươi. Đế Dương Dương trở lại, hắn sẽ phải đối mặt càng nhiều lạnh lùng và ngược đãi hơn lúc trước. Ta không cho ngươi đường lui, thế nhưng... Ta sẽ cùng ngươi đi về phía trước, đổ cẩn. Nhẹ nhàng vuốt tóc Cẩn, "Đừng sợ, ta nhất định cùng ngươi, nếu như thời gian trước kia không thể chứng minh, vậy thì dùng thời gian sau này, đêm yên tĩnh, chúng ta lặng lặng ôm nhau." Không có thể non hẹn biển, thậm chí ta nghe không được một chữ yêu. Thế nhưng ta biết rõ, nữ nhân trong ngực ta lúc này đã đem tim mình phó thác cho ta. Mặc kệ thế nào, đối với Dương Dương mà nói, trong khoảng thời gian nắng sẽ không có bất kỳ phiền toái nào, Cẩn đã nghỉ đông, cả ngày đều cùng Dương Dương, về phần ta là chạy qua chạy lại giữa nhà ông nội và nhà Cẩn, gần đến lễ mừng năm mới, nhà ông nội dần dần tiếp nhiều người hơn. Mấy bác một người tiếp một người, bọc lớn bọc nhỏ quà Tết. Hơn nữa cấp dưới trước đây của ông nội cũng tới thăm. Trong lúc nhất thời ông nội cũng bắt đầu công việc lu bù lên, mà việc tiếp người nhận lễ tự nhiên là rơi vào trên người của ta, tương đối mà nói, nhà Cẩn trở nên có chút vắng vẻ. Tân niên càng ngày càng gần, thế nhưng trong nhà Cẩn vẫn là an tĩnh trước sau như một, trong lòng ta cũng không tránh khỏi tính toán xem năm nay đến tột cùng là làm sao qua. Ngồi ở phòng khách nhà ông nội ăn hoa quả. Ông nội ngồi ở một bên, cười híp mắt nhìn. Một quả táo vào bụng, thuận tay cầm lên một chùm nho, còn chưa có ăn xong Ông nội liền đem một trái chuối đã lột vỏ đặt ở trên tay ta, nhìn thật tốt a, à, bà ngươi khi còn sống rất thích nhìn ngươi ăn, nói ngươi là tiểu lão hổ của chúng ta, ăn sạch nuốt sạch nhìn thật thống khoái. Ông nội cười nói, "Ngất. Ông, ngươi đây là khen ta hay là mắng ta a? À? Đều không phải chê ta ăn nhiều sao?" "U, ta đây cũng không dám ăn, cảm tình ngài một hồi đau lòng." Ta ở một bên treo gẹo nói, Ngươi ăn hết ta mới vui vẻ a. À. Xem trên sàn hết hộp hoa quả này đến hộp hoa quả khác, đem lão nhân ta no tử cũng không ăn hết. Ngươi a, à, mau mau tiêu diệt hết cho ta, đừng để đến lúc một phòng toàn mùi hoa quả hư thối. Hôn mê, rõ ràng còn là lấy ta làm thùng rác, một miệng ăn nửa trái chuối, thiếu chút nửa nghẹn chết. Vội vàng cầm ly nước uống, chậm một chút. Khá hơn chưa? từ nhỏ ăn cái gì liền như hổ đói người không biết sẽ nghĩ ngươi bị bỏ đói ông nội vội vỗ về lưng của ta cười nói ông ngươi nói thật đúng ta cười nói có thể không đúng sao ông nội thở dài vài chục năm đó ngươi bà ngươi còn có ta đều là như thế trải qua hiện tại bà ngươi đi chỉ còn lại hai người chúng ta con đàn cháu đóng ít lợi gì a à? còn không phải ta một lão nhân ngày ngày quạng cô ẻ trong nhà. lời của ông nội có chút cô đơn. thời gian nhắc tới bà càng ngày càng nhiều. kỳ thực không chỉ có ông, mỗi một lần trở lại đây, ta đều nhớ bà. xin lỗi, ông, ta lần này trở về vẫn luôn ở ngoài, cũng không hảo hảo bồi bồi ngươi. ta cúi đầu, lòng có chút tự trách, không có việc gì. ông nội vỗ vỗ đầu của ta, đổ cẩn gặp phải điểm phiền phức sao, a. À. Ông nội đột nhiên hỏi làm ta ngẩn ra, ta nghe cha ngươi nói, làm sao vậy? Có chuyện không tốt, không? Từ từ sẽ đến đi. Tân niên, không có chuyện gì dễ làm, cũng không có rắc rối gì không thể dứt, nói trắng ra là, đều là vấn đề thời gian. Ta vừa cười vừa nói, tiền cô cô ngươi chưa? Ông nội lại hỏi. Xem ra, ông nội hiểu rất rõ chuyện này. Ai, lão tướng đúng là lão tướng, rất có phong phạm a à, đã đi tìm tiểu cô cô ông còn có chuyện này ta ta dừng lại một chút nhìn một chút sắc mặt của ông ta đánh gã đàn ông kia a à. ông nội trừng trừng mắt nhớ mày một cái chuyện khi nào mấy ngày hôm trước ta đến nhà hắn nói với hắn muốn đế con ở lại cùng chúng ta mừng năm mới sau lại lúc xuống lầu hắn nói chuyện đặc biệt kiêu ngạo còn tái máy tay chân ta tức giận ta ngẩng đầu lên nhìn ông đánh chỗ nào ông nội trừng mắt nhìn ta hỏi đũng quần nói xong tự ta không nín được cười ngươi ông nội nhìn ta thân thủ bóp chân ta một cái tranh con chân ngươi như cột sắt ngươi một cước này còn không đem người ta phá hủy hồ đồ ai nếu không chết cũng phải đau gần chết a à. may mà hắn có con trai không phải thì ngươi đây chính là thiếu lão đức ông nội ở một bên cảm thán nói, mặc dù đang bị trách cứ, nhưng ta chính là không nín được muốn cười. Việc này thật ra ta chưa từng nghe qua. Xem ra, tên hàng học hiên kia cũng không muốn làm to chuyện, tên ranh con ngươi. Ông nội, ba, cho ta một cái tác, ông, ta đây không phải là. Ta đây không phải là lúc đó giận dữ, ngươi nói, một đại nam nhân, người khác đánh con của hắn hắn mặc kệ, trái lại đối với vợ trước của mình động thủ động cước, ta ngăn hắn lại, hắn còn ngang ngược với ta. Người như thế như tôn tử, ngươi để yên cho hắn, hắn liền lên mặt. Ngươi xem, ta đánh hắn, không phải là ngay cả rắm hắn cũng không dám phóng. Ta ôm cánh tay ông nội không ngừng đung đưa, cút cút cút. Lắc ta đến chóng cả mặt. Ông nội đem tay ta gỡ ra, vẻ mặt ghét bỏ, ông, ngươi xem, ta sẽ nói chuyện với cô nhưng sắp tân niên năm sau rồi hãy nói chúng ta tân niên thật vất vả mới tụ chung một chỗ rất khó khăn a à, ân lời này còn có lý ngươi nha ông nội xỉ tráng ta nở nụ cười ông ba mươi ta không ở nhà a à. thấy ông nội thần sắc thư giãn ta lại bắt đầu nói ta biết đã đoán được mùng một thì sao ông nội trừng mắt ta Năm nay mùng một là muốn tất cả mọi người trở về chúc Tết. Ông nội đã nói qua, ông, người xem, chỉ có hai mẹ con nàng ở nhà, năm mới. Ta lại bắt đầu nói, mang về. Ông nội uy nghiêm nói ra hai chữ này. Chương 55, đêm đoàn viên khó quên, a à, Mang về. Lời của ông nội triệt để làm ta sững sờ, mang về, chuyện sớm hay muộn. Tết đoàn viên ngươi mang về, ai cũng sẽ không nói gì. Hơn nữa, có ta đây, không nể mặt ngươi, cũng phải cho ta mặt mũi. Ông nội như có điều suy nghĩ nói, ông, ngươi quá tốt. Ta ôm cánh tay ông mà lắc, cút cút cút. Trụng tay ta. Ông nội quát, đêm ba mươi. Sáng sớm liền chạy tới nhà cẩn, trộn hồ, dán câu đối, bận biểu chết đi được, dương dương chạy tới chạy lui, thành tiểu tay sai đắc lực, Lái xe đi siêu thị mua đồ ăn vặt, đêm 30 xem TV, đồ ăn vặt thế nào lại ít được. Cẩn mọi cách khuyên trang bất thành, cuối cùng cũng đành tùy ta nháo, Dương Dương ngồi ở vị trí phó tài, ăn chocolate trong tay, nhìn quầy pháo ngoài của sổ. Lại nhìn ta một chút, không nói tiếng nào, muốn chơi pháo. Ai, phát hiện tâm tư của một đứa trẻ thật là rất dễ đoán, chỉ chút thời gian đã dễ dàng nhìn ra, Dương Dương không lên tiếng tiếp tục ăn, chạy về phía trước, quay đầu xe, lái đến bên cạnh quầy pháo, muốn loại nào, chọn đi. Ta chỉ vào quầy pháo, nói, Dương Dương đứng ở đó, chọn nửa ngày, đều là một ít tiểu pháo. Sau cùng lấy một loại pháo kép, chỉ chỉ, Minh Minh ngươi dám phóng cái này sao? Dương Dương cười hỏi ta, ngươi đừng hỏi ta, ngươi dám không? Tiểu tử, ta hai tay đang vào nhau hỏi, dám a? À? dương dương vẽ mặt đắc ý dám thì mua bất quá ta nói cho ngươi biết a à, chớ đế răng hàm rất hết đến lúc đó lại khóc nhè chủ quầy pháo vui vẻ dương dương cũng cười không ngừng mua một đống pháo đốt đem đế ở cốc sau lúc mở cửa xe dương dương đã ngồi vào chỗ của mình ở ghế phó lái dương dương vừa định nổ máy xe đột nhiên nghĩ đến cái gì ân dương dương đang cầm trong tay món đồ chơi bằng giấy chủ quầy pháo đưa nhìn ta sau này ngươi nghĩ muốn cái gì còn có muốn biết cái gì đều trực tiếp nói với ta không cần ngại ngùng minh minh có thể đáp ứng ngươi có thể làm được sẽ tận lực giúp ngươi thỏa mãn nếu không thể đáp ứng ta cũng sẽ nói rõ vì sao nói như vậy ngươi có hiểu không ta sờ sờ đầu của đứa bé nhớ kỹ không cần ngại với minh minh không cần khách khí dương dương nhìn ta một hồi gật đầu cười còn có hai ta mua pháo đốt đem một phần nhỏ lên nhà còn dư đế trong xe lúc buổi tối ta mang ngươi xuống tới lấy đỡ phải mẹ ngươi thấy hai ta mua nhiều như vậy lại phê bình người ân dương dương cười hắc hắc tiếp tục nghịch món đồ chơi nhỏ trong tay nhìn hài tử này ta có hơi lo lắng mình sẽ làm hư hắn nếu như ta có khả năng ta thật muốn cho hắn tất cả những gì hắn muốn một ngày nào đó nói cho hắn mọi sự tình việc này hắn có thể tiếp thu hay không, đúng là không thể biết được. Bất kể như thế nào, ta sẽ luôn thương yêu hắn như trước, không ít đi một phần, nguyên lai like yêu một người, sẽ làm tình yêu của mình trở nên rộng lớn hơn, nổ máy xe, chạy vội về nhà, tối 30, cùng cẩn ngồi ở ghế salon, trên bàn bày đầy thịt và bột, ta nói mua sủi cảo làm sẵn cẩn không chịu nhất định phải tự mình gói, lấy được chày cán bột mới phát hiện loại chuyện này chỉ dựa vào sức là vô dụng. Khi hụt cả buổi, cán được một đống vỏ sủi cảo lớn nhỏ độ dày không đồng nhất, chọc hai người ngồi trên ghế salon cười ngửa tới ngửa lui, ai nha, Chu Tài Tài cũng có lúc mất mặt a. À. Cẩn ở một bên vừa cười vừa trào phúng ta, ai sinh ra liền làm được cái này a. À? Là ngươi dạy không tốt, còn nói ta. Ta ở một bên kháng nghị nói, cẩn bắt tay dạy ta nửa ngày, rốt cuộc nắm được các thao tác cơ bản, tuy rằng tốc độ chậm một chút, bất quá chất lượng đang từ từ đề cao, tivi đang chiếu chương trình đêm giao thừa, hàng năm đều như nhau không có ý nghĩa, nhưng đêm 30 không xem tivi cũng không biết làm gì. Xem tivi đã thành một loại tập quán. Hiện tại đã biết rõ. Trọng yếu không phải tivi đêm giao thừa chiếu gì, mà là người sẽ cùng ta xem, vừa đến tiết mục hài kịch Dương Dương tựa như nhàm chán, ở trong phòng khách đi tới đi lui, một hồi nhìn ta cán vỏ sủi cảo, một hồi lại chạy đến chỗ mẹ hắn nói là muốn giúp, kết quả trái lại càng thêm phiền. Cuối cùng cả gương mặt dính đầy bột không nói, còn treo chọc ta. Tiểu tử này đứng ở bên cạnh ta cầm một cục bột tác quái, cuối cùng không thể nhịn được nữa, đem hắn bế lên, ấn vào trên ghế salon, qua. Minh Minh ngươi thật khỏe. Dương Dương nằm trên ghế salon tinh ranh kêu, nhìn ngươi hoàn toàn không thành thật. Ta ở một bên hù dọa hắn, sau đó cù lét hắn. Dương Dương ở trên ghế salon cười lăn lộn, hai người các ngươi a. À. Đây là đồ ăn a, à, hai người các ngươi còn quậy phá. Cẩn ở một bên vừa cười, một bên giữ gìn trật tự. Ta vừa ngồi trở về chỗ cũ, Dương Dương liền đứng lên, bị Cẩn trừng mắt một cái, vội vàng ngồi xuống. Tiểu tử này thật nghịch cẩn nhìn ta nói hắc hắc, con nít nghịch ngợm cũng tốt thông minh con nít mà nếu hắn không nghịch đó là trí não có chỗ thiếu sót nếu là hắn không nghịch ngươi hẳn là buồn a à. ta ở một bên nói vừa nói xong một bên mặt của ta bị vỗ ba một cái nhất thời nửa bên mặt đều là bột mì dương dương ở một bên phô bày nụ cười giả tạo mẹ ngươi xem minh minh có giống nghệ sĩ vừa nãy trên tivi không ha ha cẩn nhìn ta, gật đầu, con nếp nghịch ngợm là tốt. Vẻ mặt trào phúng, ai, ta đây thật là lòng tốt không được báo đáp. Thành tựu làm bậy không thể sống. Được, xem, trí tưởng tượng thật phong phú, đang nói, Dương Dương liền rống lên một tiếng, trực tiếp chạy tới TV tới qua. Bảo bảo, cục cưng, bảo bảo. Ta và cẩn bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, đã từng thấy qua báo chí là sâu diễn anh luân tổ hợp. Bản thảo cương mục, đối với một người thích nhạc châu kiệt luân như ta mà nói, tự nhiên không xa lạ gì. Thomas và hầu cao tuấn kiệt bên cạnh, tự nhiên cũng là nhìn mãi quen mặt, ai là bảo bảo. Cẩn ở một bên tò mò hỏi ta, đứa trẻ kia, thường xuất hiện trong các buổi biểu điển của châu kiệt luân, nghe nói là bờ bo nhỏ tuổi nhất, nickname là bảo bảo. Ta vừa cười vừa nói. Mẹ, ngươi xem người ta ta cũng muốn đi học dương dương chạy đến bên người cẩn nói ngươi cẩn nhéo mũi dương dương ngươi vừa quay đầu sẽ không còn a à. sao lại không còn dương dương tò mò hỏi ta ở một bên trực tiếp cười to rút vào ta vừa ôm bụng vừa nói rút vào đâu dương dương tò mò nghĩ không phải là đội mũ sao đầu vì sao lại bị rút vào mũ suy nghĩ một lát dương dương chạy tới gây hấn minh minh người mắng chửi người người nói ta là con rùa đen nhỏ ta ngồi dưới đất cười đau bụng gói xong sủi cảo cẩn ở nhà bếp nấu ta mang theo dương dương xuống dưới lầu lấy pháo lúc mua pháo không nghĩ là nhiều khi bắt đầu đốt mới phát hiện thật đúng là không ít dương dương cầm pháo chạy tới chạy lui không ngừng hò hét ta đứng ở một bên cầm túi pháo nhìn hắn ngẩng đầu cẩn đang ở trên ban công nhìn chúng ta Trời rất tối, lại bị ánh đèn từ nhà nhà hắt ra làm có chút mông lung. Nàng ở chỗ cao, ta thấy không rõ ánh mắt của nàng, thế nhưng ta biết, nàng nhất định đang cười. Ta cảm giác được, trong lòng nàng tràn đầy hạnh phúc, bỗng nhiên quay đầu lại, ánh đèn nơi đó đã tắt. Tình cảnh này, có lẽ nên như thế, tiếng pháo lọt vào tai, đều nói lễ mừng năm mới đốt pháo có thể tiêu tai tránh ma quỷ, chỉ mong quả thực như vậy, năm 2009 hy vọng chúng ta đều có thể bình an hạnh phúc về đến nhà sủi cảo nóng hổi đã được dọn lên dương dương cởi áo khoác liền chạy tới trong phòng khách cẩn treo xong áo của dương dương liền đưa tay nhận áo khoác từ ta dùng tay chạm vào hai tay ta có lạnh hay không cẩn cười nói ta dùng mặt cà cà tay nàng ngươi thử xem trên tv đang phát tiểu phẩm dương dương ở một bên cười hài lòng nghe giọng nói quen thuộc liền biết là ai đem Đông Bắc thoại phổ biến ra toàn quốc, không ai khác chính là bản sơn đại thuốc, tiểu phẩm đủ tục, cũng đủ khôi hài. Ba người ngồi xem xong, chuẩn bị ăn sủi cảo, Dương Dương. Nhưng lúc cẩn vào nhà bếp, ta gọi Dương Dương lại, "Ân." Dương Dương chạy tới, vừa vặn cẩn cũng vào, gọi cho ba người một tí, "Chúc mừng năm mới." Ta cười sờ đầu Dương Dương, "A." À. Biểu tình của Dương Dương có chút gượng, lại nhìn cẩn một chút tự hồ có chút không tình nguyện gọi đi hắn là ba ngươi mặc kệ hắn đối với ngươi thế nào ngươi là làm việc mình nên làm được không ta nghiêng đầu nhìn dương dương ân dương dương suy nghĩ một hồi gật đầu đây dùng điện thoại di động của ta gọi ta từ trong túi móc ra điện thoại di động nói cho ba ngươi biết ngươi đang ở nhà chu minh để cho hắn yên tâm tâm nói thêm câu nữa tân niên vui vẻ là được dương dương tiếp nhận điện thoại trong tay ta rất nhanh liền gọi đi ngẩng đầu cùng cẩn bốn mắt nhìn nhau cẩn mỉm cười gật đầu chỉ chốc lát dương dương đã gọi xong để điện thoại xuống biểu lộ như trút được gánh nặng ta bắt tay lấy điện thoại đưa cho cẩn đây đến ngươi cẩn sửng sốt lập tức nở nụ cười ta tại sao lại dùng điện thoại ngươi ta đi phòng ngủ dùng điện thoại bàn gọi cẩn cười đi vào phòng ngủ hai người các ngươi mau ăn một hồi lạnh dương dương nhìn ta một cái không biết mẹ của hẳn đang cười cái gì thấy cẩn không dùng điện thoại của ta dương dương đại khái nghĩ ta hụt hẫng tỏ vẻ đồng tình đi ta ăn trước được rồi dương dương gấp lên một cái sủi cảo chấm tương há mồm bỏ vào vừa nhai hai cái liền phun ra sau đó uống vội uống vàng nước trái cây làm sao vậy hẳn không phải là nhân sủi cảo có vấn đề chứ khi làm nhân ta đã nêm nếm cẩn thận mà ta gấp lên một cái sủi cảo bỏ vào trong miệng không sao a à, vì sao hài tử này lại phản ứng dữ dội như vậy chẳng lẽ là nóng dương dương nhìn ta đem sủi cảo nuốt xuống cười cười chỉ chỉ cái chén trước mặt ta ta biết ý gấp một cái sủi cảo chấm vào chén tương sủi cảo vừa vào miệng còn chưa kịp nhai liền phun ra thế nào dương dương che miệng hỏi ta mẹ ngươi muốn hạ độc hai ta ta vội uống nước ngọt xóa đi vị lạ trong miệng đang nói cẩn đi ra vừa lúc nghe thấy được chúng ta đang oán giận làm sao vậy a à, ta bất đắc dĩ đưa đôi đũa cho cẩn ngài tự thử chén nước chấm một chút ngài đã cho gia vị gì a à, cẩn cầm lấy đôi đũa chấm chấm đếm thử một miếng nhíu mày, sau đó mặt cố nén cười, ta nhầm, hình như là rượu, thiên lôi. Rõ ràng là màu khác xa nhau a, à, còn có thể, không sao, vị lạ cũng rất được. Ta bất đắc dĩ cười, dương dương ở trên ghế salon cười ngửa tới ngửa lui, nửa ngày mới nói ra một câu, mẹ, ngươi nhầm ít có ác lắm. Chương 56, ba chén rượu tạ ơn người thân, tiếng pháo dần dần biến mất, ngồi ngay người trên ghế salon, Minh Nhi đang dỗ dương dương ngủ, liên tiếp mấy ngày sớm chiều làm bạn dương dương ngày càng ỉ lại minh nhi mỗi ngày sáng sớm luôn quay chung quanh ta hỏi minh minh bao giờ sẽ đến trên thực tế ta và con trai từ lâu đã xem nàng là một thành viên trong gia đình trên bàn trà để một lon bia đã mở cầm lên còn có lưu lại một chút đặt ở bên môi nghiêng chất lỏng nồng đậm chảy vào trong miệng có chút đắng bộ lũ thâm lâm vãng Hai Tôn độc trước trì. Uống rượu vốn là việc Minh Nhi yêu thích, nhưng bởi vì ta mà dần dần từ bỏ. Hôm nay nếu không phải ta quyết định để cho nàng uống rượu, nàng kiên quyết sẽ không uống, chú thích, một câu trong bài độc trước của Đỗ Phủ. Độc trước uống rượu một mình, người dịch Phan Ngọc, bộ lũ thâm lâm vãng, khai tôn độc trước trì, ngưỡng phong niêm lạc nhứ, hành nghĩ thướng khô lê, bạc liệt tàm chân ẩn, u thiên đắc tự di, bản vô hiên miệng ý bất thị ngạo đương thì buổi chiều đu quốc rừng sâu chén ta ta rót rượu bầu ung dung ngẫn nhìn hoa nhụy theo ông kiến còn vất vả leo cùng cây khô tài ta mỏng thẹn trò ở ẩn nơi quạnh hiu vui phận mình thôi lòng lo mũ áo bỏ rồi ta còn đâu dám chê cười thế nhân hết chú thích ra khỏi phòng nàng có một tia chần chờ ánh mắt rơi vào trên lon bia mỉm cười khiêm tốn mà ôn hòa có người nói với ta Nàng là một hài tử cuồng ngạo, thế nhưng ở bên cạnh ta, nàng luôn luôn kiên cường lại mang một tia trầm ổn. Những khoảnh khắc cuối cùng của năm, đêm 30. Một năm, cứ như vậy vội vã mà qua, chẳng biết lúc nào, nàng đã ngồi ở bên cạnh ta, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đây hết thảy đều do một chữ, đó chính là cái từ khi nàng lúc 16 tuổi mở miệng nói ra, đã dùng 7 năm qua để chứng minh, một chữ ái làm khó bao nhiêu người một chữ ái làm bao nhiêu người u mê một chữ ái làm bao nhiêu người thương tâm đau khổ thất lạc hạnh phúc hay đau khổ kết quả chung chính là tự mình chịu đựng ở đúng thời điểm gặp sai người là một loại bất đắc dĩ ở sai thời điểm gặp đúng người là một loại thống khổ vậy chúng ta thì sao là hạnh phúc hay là kiếp số nàng từ trong tay của ta tiếp nhận lon bia hầu như trống rỗng chỉ nói một câu đêm đã khuya khi nàng mừng rỡ nói cho ta biết đầu năm mùng một muốn dẫn chúng ta cùng nhau về nhà nhận được câu trả lời của ta chỉ là một câu không thể một khắc kia ta cảm thấy nội tâm của nàng sợ hãi và bất lực cũng không phải là ta không biết yêu chẳng qua là cảm thấy thân phận bất tiện làm ta khó có thể tự nhiên nơi đó nàng tất nhiên sẽ toàn quyền bảo hộ phí hết tâm tư chặn đứng tất cả câu hỏi và nghi ngờ nhưng mà đối với nàng mà nói ta chỉ là một nữ nhân nàng yêu nhưng không được đáp lại đối với nàng mà nói dương dương chỉ là con của người nàng yêu với chồng trước những nghi ngờ đó ta nói không nên lời bởi vì ta sợ nàng thương tâm và khổ sở ánh mắt của nàng lúc nhìn dương dương làm ta cảm động ta cảm nhận được nàng thật tâm thương yêu đứa bé này nàng là một người đáng đế yêu không phải là vì nàng không xứng với ta mà là ta không tốt khi ta mở miệng muốn giải thích, nàng lấy tay chặn lại những lời ta đã nghĩ thật lâu. Chỉ là dùng tiếu ý quen thuộc cùng giọng nói ôm nhu, bày tỏ sự thấu hiểu của nàng. Vẫn là không hỏi nguyên nhân gì, không truy cứu bất luận chuyện gì đã qua. Chữ ái này, được nàng diễn dịch đơn thuần mà duy mỹ. Đại dương chứa bao nhiêu dòng chảy, mà đứa bé này, dùng sự ẩn nhẫn chứa bao nhiêu ủy khuất và áp lực từ bên ngoài nàng vẫn luôn dùng vẻ mặt hoàng mỹ nhất mà đứng trước mặt ta, mà đem tất cả rắc rối và sầu lo chôn ở đáy lòng, muốn uống rượu. Không cần uống một mình. Bất kể lúc nào, ta uống cùng ngươi, cam kết như vậy có phải hay không là ước định thề non hẹn biển. Đúng như ta dùng bất hối, khắc lên bia ái của ngươi trọn đời. Từng nghe qua, độc chức, sao? Trong ánh mắt thông tuệ của nàng lóe lên một tia giảo hoạt, ca từ rất đẹp, ta hát cho ngươi nghe, gió đông khẽ lay tiếng chuông đêm, là ai nhãn lệ mông lung. Hôm qua chén rượu tàn vẫn còn phản chiếu nụ cười của nàng, hôm nay chỉ còn mùa đông lạnh. Người nói chốn hồng trần còn có ta sao lại vội buông tay. Rượu đắng nơi cổ họng chỉ còn một người uống. Sau ánh đèn cô độc là nhân ảnh tiều tụy, đừng hỏi cũng đừng nhớ, cạn một chén vạn nổi sầu, tuyết rơi sắc hồng tàn sao có thể như xưa triều dân triều hạ bao lần rồi cũng thành không hình bóng cô đơn xa xăm không như ta muốn ông đàn độc tấu không ai cùng triều dân triều hạ giang sơn vẫn thế chỉ còn con thuyền cô độc đừng hỏi cũng đừng nhớ tấm áo cơ hàng ai từng nói phải trải qua đau thương mới hiểu được triều dân triều hạ bao lần rồi cũng thành không hình bóng cô đơn không như ta muốn đời như giấc mộng biết đâu bao năm về sau dưới ánh trăng lại trùng phùng cùng nhau uống rượu, tất cả vẫn như lần đầu gặp gỡ, chú thích bài hát độc trước của Hồng Nhất Bình. Hết chú thích, đêm giao thừa, câu chữ như thế có chút tịch liêu, lại có phần làm nổi bật lòng cảnh. Không phải không thừa nhận, từ lâu, ta là một người bi quan, đem cổng thành bấy lâu đóng kín mở ra, cần thời gian cũng cần dũng khí. Đầu năm mùng 1, ông nội thấy ta một người vào cửa, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng là không nói gì khi về đến nhà đã đều là người xem ra ông nội đã ra lệnh thì không người nào dám không theo a lần lượt đến bắt chuyện từng người ông nội lôi ta vào phòng ngủ đổ cẩn đâu thế nào không mang về ông nội nghiêm túc hỏi ta ông ta nghĩ không quá hợp hơn nữa chúng ta ở trường hợp như vậy sẽ rất lúng túng ta đi ăn cơm đã ông nội không nói thêm gì chỉ là sờ sờ đầu của ta thở dài ông xin lỗi a đã phụ hảo ý của ngài sang năm đi sang năm lễ mừng năm mới ta nhất định đem nàng về ông nếu như ta muốn dẫn nàng trở về ta phải xác định bất cứ người nào cũng không thể làm nàng khó xử từ từ sẽ đến được không ta ở đây ai có thể nói cái gì ông nội cười hỏi ta ông không nói không có nghĩa là sẽ không nghĩ như thế chỉ cần đã nghĩ sớm muộn gì có một ngày nói ra chúng ta mỗi người đều tiếp thu rất khó thế nhưng khó hơn nữa cũng phải làm được ngươi tự lo liệu đi ông nội sờ sờ đầu của ta đi ra ngoài bữa ăn trưa theo lệ cũ thật sự là hưng sư động chúng từ nhỏ đã không thích gia đình tụ hội lần lượt nói chuyện đáp lời mời rượu thật sự là có chút buồn chán mỗi một lần đến phiên ta ta đều là không nói hai lời ba ly rượu uống cạn ỷ vào tổ phụ tổ mẫu sủng ái người khác cũng không tiện nói cái gì, lần này lại đến lượt ta, cha cười cười, ho nhẹ một chút, đem một ly rượu ngũ lương chuyển tới trong tay ta, cầm cái ly, ta cười đứng lên, hôm nay là đầu năm mùng một, chuyện năm rồi, ta tất cả đều không nói, lời muốn nói đều ở trong ly rượu này. Cho năm nay, ta muốn lại nhảy vài câu, uống rượu. Nói chuyện trời đất đều dừng lại, ăn đồ ăn cũng đều dừng chiếc đũa ở giữa không trung, trong ngày thường luôn luôn là đối với người nào cũng bất cung bất kính, hiện tại đột nhiên nói nhiều, người nhà đều thấy có chút kỳ lạ, tốt. Đều chớ ăn, nghe một chút chu gia đại tôn nữ của ta nói gì. Ông nội luôn luôn không uống rượu, nhưng có thể là bởi người nhiều. Có chút nóng, mặt ông nội có chút hồng như say rượu, năm nay là năm thứ 23 ta đến nhà này. Ta nhìn ông nội, cười cười, nếu như không phải do ông nội và bà nội ta không thể trưởng thành nếu như không phải các bác các cô giáo dục cũng không có ta ngày hôm nay từ nhỏ ta chính là nổi danh không hiểu chuyện bên trong ngang tàn bên ngoài hồ đồ từ nhỏ đến lớn cũng mang đến cho tất cả mọi người không ít phiền phức ta biết các trưởng bối là bởi vì cưng chiều ta nuông chiều ta mà ta lại luôn ỷ lại vào sự yêu thương của các ngươi bất tri bất giác đã qua thật nhiều năm ta cười cười, cầm ly rượu lên, ly rượu thứ nhất này, ta kính các vị trưởng bối của chúng ta, cảm ơn các ngươi đã khoan dung và thấu hiểu, rượu vào miệng không khỏi âm thầm liếc mắt trừng cha, cái mùi này. Ít cũng 50 độ, để ly xuống, cầm chai rượu lên liền rót một ly, người trên bàn như trước nhìn ta, trong mắt những người bác đã nổi lệ quan, ly thứ hai, ta muốn nói, ta đã trưởng thành. Từ nhỏ ta chính là chưa tới phút cuối chưa thôi, muốn cái này cái nọ, mặc kệ muôn vàng khó khăn, ta đều có được, mà bây giờ, đối với tương lai của ta, ta cũng đã có quyết định. Quyết định này, có người sẽ hiểu, có người sẽ không hiểu, người khác ta mặc kệ. Nhưng những người đang ngồi, mỗi một người họ Chu, ta quan tâm cái nhìn của các ngươi. Bởi vì các ngươi là thân nhân của ta, trong người ta chảy dòng máu của Chu gia, ta quan tâm thái độ của các ngươi đối với ta có lẽ tương lai việc ta làm theo các ngươi là sai thế nhưng ta mong muốn các ngươi có thể hiểu được chu minh còn có thể có chuyện gì làm phiền các ngươi hiện tại ta đem chuyện phiền phức nhất của ta nói với các ngươi trước tiên kính một ly ông ba mấy bác mong các ngươi có thể thấu hiểu nói xong liền cạn một ly mời rượu có điểm này không tốt đó là một khi đã mời muốn ăn một chút gì đế áp cũng không được ly thứ ba bốn chữ, tân niên vui vẻ. Ly thứ ba mạnh mẽ rót ra, uống xong vội vàng ăn vài miếng cơm, trên bàn trầm mặt, mọi người nhìn ta, rồi nhìn ông nội, cha ở một bên đang cầm ly rượu thưởng thức, không nói câu nào, được. Tốt. Ông nội lên tiếng, tất cả mọi người bắt đầu nhìn chầm chầm ông nội, Chu Minh thế nhưng là tôn trưởng của ta, tuy nói là một nha đầu, ta thế nhưng từ nhỏ đã xem nàng như tôn tử hài tử này tùy hứng. Ngang tàn cứng đầu, thế nhưng hài tử này phẩm hạnh làm sao, nhân nghĩa hay không nhân nghĩa, các ngươi đều tự thấy được, không cần ta nói, ông nội tự rót cho mình một ly rượu, ta cũng sửng sốt. Ông nội luôn luôn không uống rượu, lần này, hài tử này từ nhỏ ở bên cạnh ta lớn lên, là do chính tay mẹ các ngươi nuôi lớn. Ta liếc một chút cha, nét mặt cha có chút tối. Cúi đầu. Mẹ các ngươi trước khi đi, điều không yên tâm nhất chính là nàng. Ta cũng không biết mình có thể sống bao lâu. Ông nội thở dài, "Ba, người xem đầu năm không nên nói quở." Bác Hai ở một bên nói, "A, à, người đã già, còn cái gì may mắn điềm xấu." Ta chính là muốn nói, ta chỉ có một đứa con trai, là hắn, hai con gái của hắn là hậu duệ của Chu gia. Đứa nhỏ còn quá nhỏ. Đứa lớn chính là Chu Minh. Các ngươi đều cần phải dụng tâm, đem đứa bé này chiếu cố tốt, vừa uống rượu Chu Minh mời, chuyện tới trước mắt, cũng đừng khước từ. Ông nội nhìn mấy bác, ngữ trọng tâm trường nói, mấy bác cười cười, gật đầu, mắt đã ương ướt. Nhìn mái đầu bạc trắng của ông, đột nhiên có một loại xúc động muốn khóc. Ông nội là đang dùng uy nghiêm của mình giúp ta thuyết phục người nhà. Ngay cả khi ta cho ông một nang đề như vậy, ông vẫn không trách cứ một lời, mà là dùng phương thức của mình sủng ái và bao dung ta, ông nội nâng ly rượu, tất cả mọi người đứng lên cầm ly trong tay uống. Lời chúc năm mới không có tiếp tục nữa, lời của ông nội làm mấy bác đều có chút thương cảm. Cha càng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một người ngồi ở chỗ kia uống rượu. Chậm rãi, có người bắt đầu rời khỏi bàn tiệc, ông nội được bác đỡ đến phòng khách nghỉ ngơi, mấy ca ca lúc này mới bắt đầu cả tiếng nói chuyện bầu không khí khá hơn một chút. Mấy ly rượu làm huyệt thái dương, thình thịch đập, không biết lúc nào, nhị cô cô đi tới bên cạnh ta, vỗ vỗ bả vai của ta, Minh A, cô nói với người nói mấy câu, ân. Ta vội đứng lên, có chút nhức đầu, cùng nhị cô cô vào phòng. Chương 57, không biết là say hay tỉnh, lúc nhị cô cô kéo ta vào trong phòng thì tiểu cô cô đã ngồi chờ ở bên trong, Minh Tử, ta nghe tiểu cô cô ngươi nói, Hàng Học Hiên là chồng trước của Đỗ Cẩn. Nhị cô cô kéo ta ngồi tại bên giường, nhỏ giọng hỏi, ân. Ta một bên xoa huyệt thái dương, một bên gật đầu, ngươi thật muốn cùng Hàng Học Hiên tuyên chiến đúng không? Nhị cô cô kéo tay ta hỏi. Không muốn. Tốt nhất là hắn nên cùng Đỗ Cẩn thỏa hiệp, nếu không, đành đưa ra tòa. Ta nhắm mắt lại, không ngừng xoa xoa huyệt thái dương, nói như vậy, ngươi đã quyết tâm can thiệp chuyện này nhị cô cô sờ sờ trán ta, có thể là say rượu mặt đỏ làm nhị cô cô có chút lo lắng, ân. ta gật đầu, đẩy tay nhị cô cô ra, thế nào, ta nói không sai chứ? tiểu cô cô đứng lên, hai tay đút túi, đi tới trước mặt ta, nhị cô cô nhìn ta một cái, đem tay đút túi, cùng tiểu cô cô đứng sóng vai, thở dài, có tính toán gì không? không biết nhị cô cô nói nói là cho ai, ngẩng đầu nhìn một chút phát hiện nhị cô cô đang nhìn tiểu cô cô, quên đi, vẫn là trầm mặt nghe cho kỹ, ta và nàng đã bàn. Ngươi hiệp trợ một chút, tận lực đạt được thỏa thuận thay đổi quyền nuôi nấng. Ta bên này chuẩn bị, ngươi bên kia gây áp lực. Minh A. Tiểu cô cô xoa đầu của ta. Đứng ra thỏa thuận phải chính là đổ cẩn, chúng ta, bao gồm ngươi ở đây đều không tiện ra mặt, chuyện này, ngươi và đổ cẩn hai người hảo hảo thương lượng đi, ân ta dùng sức gật đầu. Vẫn có chút choáng ván đầu, suy nghĩ hỗn loạn, ra khỏi phòng, cùng mấy bác hàng huyên vài câu. Thật sự là khó chịu. Nằm trên ghế salon cảm thấy muốn ói. Tuy không phải lần đầu tiên uống rượu, lại thấy dị thường khó chịu. Cả người vô lực, đổ mồ hôi, ngồi dậy, chậm chậm đứng lên, ông nội cảm thấy được thần thái của ta tựa hồ có chút không ổn, liền sang xem ta liền mở miệng nói muốn về nhà nghỉ ngơi ông nội muốn ngăn trở lại lo lắng trong nhà này thật sự là bí mật khó giữ muốn nghỉ ngơi cũng không thành chỉ dặn dò một câu đừng lái xe gọi taxi về về đến nhà nghỉ có chút không ổn mở cửa ngồi ở cửa ù tai choáng váng tựa hồ khí lực đứng lên cũng không có tựa ở trên tường cảm giác toàn bộ đầu đều là chết lặng dùng sức đập về phía sau không thấy đau đớn sau đó dạ dày như quặn lại như có người cầm cưa mạnh mẽ cưa mồ hôi theo mặt chảy xuống điện thoại di động vang lên nửa ngày mới có thể từ trong túi móc ra nghe nghiêng đầu kẹp lấy minh nhi ngươi ở đâu cẩn ở trong điện thoại lo lắng hỏi ơ nhà ý thức có điểm không rõ lắc đầu thấy tim đập rộn lên có chút thở không nổi cha ngươi gọi điện thoại cho ta nói ngươi uống rượu rượu 68 độ, hình như uống hơi nhiều. Hỏi ngươi có phải là không thoải mái hay không, ngươi không sao chứ? Sao không nói với ta, 68 độ? Ta lại càng hoảng sợ, nói chưa dứt lời, vừa nói như vậy, ta càng thấy choáng váng đầu, ta tự hỏi hèn gì tác dụng mạnh như vậy, ta ở nhà, vừa trở về, có điểm không khỏe, đoán chừng là do bụng rỗng mà uống rượu, không có việc gì. Ta dùng tay phải ôm ngực, hô hấp có điểm không ổn. Ai, cha cũng thật ác độc, rượu độ lớn như vậy cũng đưa ta uống, bụng rỗng uống rượu. Ngươi hài tử này. Cẩn có điểm sinh khí, ngữ tốc nhanh hơn, giọng nói cũng biến thành sắc nhọn, ta hiện tại qua, không cần. Ta uống rượu. Ngươi không thích ta uống say. Ngươi đừng đến, ta tỉnh sẽ đi tìm ngươi. Còn chưa nói hết, điện thoại cúp. Thẳng thẳng cái cổ, điện thoại di động ba một tiếng rơi trên mặt đất nỗ lực đứng lên mềm nhũng không có khí lực nhắm mắt lại liền thấy như thiên toàn địa chuyển không bao lâu nghe thấy được tiếng đập cửa mà ta vẫn luôn ngồi ở cửa đưa tay với nấm đấm cửa mở ra minh nhi cẩn vừa nhìn thấy ta ngồi ở cửa nhất thời lại càng hoảng sợ ngươi không sao chứ mặt thế nào trắng như vậy đi bệnh viện cẩn vội vàng ngồi xuống đỡ ta đứng lên. Không có việc gì, có lẽ có chút ngộ độc rượu, tim thật khó chịu. Ta đè nặng ngực nói, không dám nói nhiều, cảm giác như lúc nào cũng muốn nôn, đi bệnh viện đi, nếu không, gọi một hai không. Cẩn thần sắc hốt hoảng nhìn ta, chân mày nhíu chặt, trong tủ lạnh có nước trái cây, hộp giấy, giúp ta lấy hai hộp. Ta chỉ chỉ tủ lạnh, cẩn nhìn ta một cái, không nói gì, đi tới phòng bếp cầm nước trái cây vội trở về. Vội mở nút, đưa cho ta, một hơi uống nửa hộp, đè lại cảm giác muốn ói, như trước ngồi dưới đất, nước trái cây lạnh lẽo uống xuống, dạ dày kịch liệt co rút lại, cảm giác đau đớn tăng mạnh, nhưng hô hấp phản phất thông thuận rất nhiều, ta pha cho ngươi chút trà. Cẩn cẩn thận hỏi ta, không được, mẹ ta nói qua, theo phô phim có trong trà làm tăng nhịp tim. Cộng thêm cồn sẽ càng làm tim thêm mệt. Không có việc gì, đừng quá nóng vội. Ta ngồi dưới đất, cúi đầu, Cẩn nhìn ta một cái, chậm rãi đỡ ta dậy, đi mấy bước, để ta nằm trên ghế salon. Giúp ta đem nút áo sơ mi cởi ra, sau đó đem tay đặt trên ngực của ta, xin lỗi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Cẩn, lòng cảm thấy tự trách. Ta lại để cho nữ nhân này lo lắng. Ta lại uống rượu. Ta biết ngươi ghét rượu cẩn chậm rãi nhẹ nhàng hôn lên trán ta một cái không quan hệ ta không ghét ngươi vương tay ôm cẩn từ từ nhắm mắt lại đột nhiên cảm thấy dù lúc này đột nhiên chết đi ta cũng cảm thấy mãn nguyện ba ngươi nói ngươi đem non nửa bình rượu kính rượu mọi người đến nỗi không thể nói gì làm khó ngươi rồi cẩn vuốt tóc của ta nhẹ giọng hỏi cẩn a ta một tay đem cẩn ôm kỳ thực ngày hôm nay ta rất muốn mang ngươi về hôm nay toàn bộ người của chu gia tụ tập về ta muốn đế tất cả mọi người gặp ngươi thế nhưng ta cũng lo lắng sẽ có một chút không quá thích hợp ta thật rất muốn mang ngươi về nhà ngươi ở đây ngoại trừ dương dương một người thân cũng không có ta muốn đế thân nhân của ta đều biến thành thân nhân của ngươi đế tết hàng năm cho ngươi cũng có chút thân nhân đoàn tụ vui vẻ vừa dứt lời nghe thấy được âm hưởng của điện thoại ở cửa cẩn đi tới cầm lấy điện thoại rơi ở cửa nhìn một chút mẹ ngươi đi tới bắt tay đưa cho ta cười cười nhận lấy minh a à, năm mới thế nào a à? mẹ ở trong điện thoại cười ha hả nói choáng váng đầu uống rượu ta nhàn nhạt nói mẹ ta còn muốn hỏi ngươi uống say khó chịu làm sao bây giờ a à, uống nhiều ít mẹ ở trong điện thoại nghiêm túc hỏi khoảng 6 ly. Ta ôm đầu, cẩn thấy được, lặng lẽ đi tới bên cạnh nâng ta dậy, để ta gối lên trên đùi của nàng, nhẹ nhàng mà giúp ta xoa huyệt thái dương, bao nhiêu độ. Mẹ còn đang cẩn thận hỏi thăm, 68, rượu ngũ lương. Ai, ta thề ta không bao giờ uống rượu ngũ lương nữa. Quả thực hành ta đến khổ sở, ngươi nhà có bị bệnh không? Nhảy con ngươi không có việc gì uống nhiều rượu như vậy làm gì chứ? Ngươi chết ta xem đổ cẩn làm sao bây giờ. Ngươi có bỏ được mẹ ngươi cũng làm sao bỏ được đổ cẩn. Đồ vô tình vô nghĩa. Mẹ đem những gì nàng nghĩ đều nói ra hết, cẩn ở bên cạnh ta, thanh âm trong điện thoại cũng có thể nghe đại khái. Cười ngây ngô, trước khi uống có ăn gì không? Mẹ chậm chậm, lại hỏi, không? Nói xong ta liền hối hận, không? Ngươi còn dám không ăn cái gì mà uống rượu? ta cho ngươi biết bụng rỗng uống rượu đây chính là tự sát dễ gây viêm loét dạ dày cao huyết áp sơ cứng động mạch sơ gan thận kết sỏi nhiễm trùng đường tiểu được rồi được rồi mẹ ngươi đây là trả bài cho ta a à. bất đắc dĩ mẹ cũng không cần biểu hiện kiến thức chuyên nghiệp cường đại của nàng vào lúc này chứ ngươi đừng không coi ra gì ngươi bây giờ cảm giác thế nào a à? có phải muốn nôn mửa đau bụng trướng không có cảm giác thèm ăn, tiêu hóa đình trệ hay không a? À. Hoặc là choáng ván ù tai, tinh thần quể oải, không còn chút sức lực nào, cơ thể run rẩy, tim đập hụt hơi, vùng gan căng đau. Nước tiểu vàng, tiểu ít, mẹ. Ta thật sự là không chịu nổi, ngươi nói những thứ này nữa ta cúp điện thoại, ta đây đang choáng váng đầu a, à, ngươi làm cho lung tung beng rồi cái gì với cái gì a, à, ta cho ngươi biết, ngươi chết ta cũng không khóc đế đổ cẩn một người khóc. Mẹ hung tợn nói. Được thôi, cũng liền đế đổ cẩn dỗ ngươi, nếu như là ta a, à, hai tác đem ngươi đánh ngất xỉu rồi ngủ. Hành. Dư hơi đi gọi điện thoại cho ngươi, cuối cùng bị ngươi làm tức chết. Cúp máy. Nói xong, mẹ cúp điện thoại, vốn là muốn hỏi cách giải rượu, bây giờ bị mẹ mắng muốn hôn mê. Để điện thoại xuống, bất đắc dĩ cười cười, lại bị mắng cẩn nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ mũi của ta, ân. Ta nhắm mắt lại, ông chặt thêm cẩn trong lòng. Không có việc gì, bị mắng thì bị mắng. Say rượu thì say rượu. Dù sao chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn. Ta nở nụ cười, chuyện gì? Cẩn hỏi ngược lại một tiếng, ân. Ta đã bàn bạc xong xuôi, cẩn, chờ qua năm mới, ta cùng ngươi đi tìm hắn, chúng ta đi nói chuyện dương dương ta nhắm mắt lại, nghe được hương thơm quen thuộc trên người cẩn, đầu càng thêm choáng váng, nghĩ say cũng có chuyện tốt. Dương Dương Ngươi tính làm sao bây giờ? Cẩn như trước xoa huyệt thái dương của ta, giọng nói hơi chậm một chút, đơn giản là hai biện pháp, một là ta chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng lấy cứng chọi cứng, còn không chúng ta khéo léo lấy nhô thắng cương. Chúng ta thỏa thuận, bác tạo áp lực, mặt khác, nho nhỏ uy hiếp ngươi mặt trắng ta mặt đen ngươi lấy tình động ta dùng lý nếu như không được thì cứ gặp nhau tại tòa mặt khác ta còn có chút âm mưu quỷ kế đến lúc đó ta lại xem tình thế mà hành sự ta nhắm mắt lại lời nói hàm hàm hồ hồ không biết cẩn nghe rõ không đây là rượu nói hay là người nói a à? cẩn cười vỗ vỗ tráng ta có điển say thế nhưng ý thức thanh tĩnh ở trong lòng ngươi ta thật muốn cứ như vậy tiếp tục say. Yên tâm đi, ta nhất định đem Dương Dương về cho ngươi. Ta thích Dương Dương, lần đầu tiên nhìn thấy Dương Dương, ta đã cảm thấy hắn đặc biệt giống ngươi, đặc biệt lúc hắn cười, với ngươi đơn giản là giống nhau như đúc. Ta nhất định sẽ hảo hảo mà chiếu cố Dương Dương, không cho người khác khi dễ hắn, để hắn khoái khoái lạc lạc. Vừa nói, một bên vương tay. Ông lấy tay cẩn khi còn bé ta đặc biệt tưởng nhớ lúc ở bên mẹ mặc dù bà nội rất tốt với ta thế nhưng lúc ta thương tâm nhất chính là nhớ mẹ dương dương cũng giống như vậy hắn nhất định rất nhớ ngươi ngươi cũng nhất định sẽ đặc biệt yêu thương hắn ta nhất định đem hắn về cho ngươi lẩm bẩm nói hơi mệt nói xong lời cuối cùng quả thực muốn rên rỉ minh nhi mệt nhọc rồi trở về phòng ngủ đi cẩn vuốt đầu của ta thấp giọng nói không mệt ta muốn nói chuyện với ngươi nhẹ nhàng nắm tay cẩn nhặt chung điện thoại ngươi là bài gì a à? cẩn cầm điện thoại di động của ta hỏi ám hiệu muốn nghe ta hát cho ngươi nghe ta cười cười hàm hàm hồ hồ hát lên ta sợ ngươi tan nát cõi lòng không ai giúp ngươi lau nước mắt mặc kệ thị phi chỉ cần chúng ta cảm thấy đúng ta sợ ngươi tan nát cõi lòng không ai giúp ngươi lau nước mắt đừng rời bỏ ta thế giới chỉ trở nên hoàn mỹ nếu có ngươi. Chương 58, Nhất Kinh Nhất Xạ Nhị Đấu Hiên, Nhất Kinh Nhất Xạ, ý tứ chỉ lúc người ta cảm xúc kịch liệt, tinh thần quá mức hưng phấn hoặc khẩn trương, căng thẳng mà có biểu hiện nét mặt hoặc cử chỉ cường điệu, khoa trương, mùng năm, cẩn nhận được điện thoại của hàng học hiên, nói là có chút chuyện cần gặp mặt nói chuyện. Nam nhân này cũng thật là ác tâm, địa điểm là nhà của hắn rõ ràng là không yên lòng bày ra tràn hồng môn yến. Tự nhiên là không thể để cho cẩn đáp ứng, cuối cùng can thiệp mãi, đổi địa điểm hẹn ở quán cà phê, lúc ta và cẩn tới hàng học hiên đã cầm chén nhỏ ở nơi đó trầm tư, thấy ta tới, hắn có chút ngoài ý muốn. Đoán chừng là cú đá của ta làm người này canh cánh trong lòng, vừa thấy được ta tự nhiên là tức giận. Đỗ cẩn, vì sao lại dẫn người kia tới? Hàng học hiên không có đứng lên, liếc mắt nhìn chất vấn, không hề như lần trước hào hoa phong nhã, mà là tràn đầy khí chất lưu manh, hàng học trưởng, xét thấy ngươi có tiền sử bạo lực gia đình, ta nghĩ đây là cần thiết. Bất quá đây là nơi công cộng, ta nghĩ ngài cũng là một người có thân phận, sẽ không tự hủy hoại tương lai a. À. Hơn nữa, có ta ở đây, chân của ta thế nhưng từ nhỏ ở bộ đội luyện, ngài tốt nhất nên tôn trọng. Ta cười cười. Đế cẩn ngồi xuống, hàng học hiên bất mãn nhìn ta một cái, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc tiếu ý. Phục vụ, một chén cực phẩm lam sơn, không có ý tứ, hàng học trưởng, không cần ngài tiêu pha. Cực phẩm lam sơn là dành cho những người không não dùng tiền uống hư vinh. Nói xong. Ta hướng phục vụ nói, phiền ngài, đem cho vị nữ nhân này một cà phê Brazil, thêm hai phần đậu Colombia. Mặt khác, một bình thiết quan âm, đế ở bàn bên kia, không để ý hàng học hiên, chỉ nhìn cẩn. Nhìn ra được đáy mắt nàng có một tia thấp thỏm. Chỉ chỉ bàn bên cạnh, cẩn gật đầu, đừng nói cẩn thấp thỏm, đế cẩn một mình đối mặt hàng học hiên, nội tâm ta cũng tồn tại một tia lo lắng. Mấy ngày tới nay mọi việc cũng biết không ít, hàng học hiên thật không phải là một chính nhân quân tử, cùng hắn giao tiếp, đặc biệt là chính diện giao phong, nên cẩn thận một chút lấy điện thoại ra, ngồi ở chỗ kia chơi trò chơi, khi thì nhìn Cẩn, lời của hai người không nhiều lắm, phần lớn thời gian là Cẩn nghe Hàng Học Hiên nói. Nhìn ra được Hàng Học Hiên lại lấy ra khí thế bức người, mà Cẩn như có như không cười cũng hiện ra vẻ tức giận, nếu như không phải là bởi vì Dương Dương, ta nghĩ Cẩn chắc là sẽ không ngồi ở chỗ này cùng Hàng Học Hiên nói chuyện. Cảnh tượng như vậy, tự hồ có chút tàn nhẫn hai người yêu nhau một ngày không còn yêu nữa, liền trở thành người lạ, thậm chí trở mặt thành thù. Thảo nào cẩn lại sợ hãi. Mặc kệ đổi thành ai. Đã trải qua chuyện chân thật thay đổi dần thành giả dối và thương tổn như vậy, đều sẽ đối với tình yêu tuyệt vọng, hàng học hiên, ngồi ở phía xa quan sát người này. Kính cộng vàng, áo len ERJOS, một nhãn hiệu thời trang của Trung Quốc, quần Tây, giày da hết thảy đều cho thấy đây là một người có tu dưỡng và thân phận. Văn học học sĩ, trong thời đại sinh viên đại học ngày càng nhiều này. Học sĩ đã không coi vào đâu. Nhưng dù sao cũng là một người chuyên nghiệp văn học, tự nhiên là đối với quốc học thâm hậu. Qua cử chỉ, nhìn ra được hắn cũng muốn làm ra một bộ dáng nho thương. Chỉ tiếc, trong người hắn thiếu điểm cơ bản nhất là nhân tính và thành thực. Trên ngón áp út là một chiếc nhẫn, có chút chói mắt. Không biết cẩn thấy chiếc nhẫn có thể hay không xúc động. Hàng học hiên, ta lại có điểm hâm mộ người đàn ông này, dù sao hắn đã chiếm được tình yêu đầu tiên của cẩn, tình yêu của cẩn là ta nguyện ý dốc hết đời sau lấy được. Có chút không cam lòng, vì sao ta lại sinh sau hắn như thế? Ngẫm lại cảm thấy mình buồn cười, kỳ thực, nếu không phải hàng học hiên, ta và cẩn vẫn là hai đường thẳng song song. Thế gian này Thị thị phi phi, hợp rồi ly tán, có mấy người thấu, đang nghỉ ngợi, đột nhiên thấy hàng học hiên đứng lên, một tay đẩy gạt tàn thuốc trên bàn xuống mặt đất. Nhìn ra được là dùng lực mạnh, cái gạt tàn thuốc vô tội bị đập nát bấy. Mấy người người phục vụ đã đi tới, có chút không biết làm sao, tưởng như trước mặt không đổi sắc, nét mặt của nàng nói cho ta biết. Đối với người đàn ông đối diện này nàng đã thất vọng triệt để lúc mới bắt đầu còn cầm ấm trà và chén nhỏ một người chậm rãi uống thấy tình huống như vậy ta ngồi không yên cầm lấy ấm trà đi qua cẩn nhìn ta từng bước từng bước đi tới đợi ta đến gần quay sang nhìn ngoài cửa sổ hàng học trưởng vì sao lại nóng tính như vậy a à? ta cười cười đem ấm trà đặt lên bàn hàng học hiên đại khái là sợ ta bất kể hậu quả tại đây động thủ đánh hắn theo bản năng ho khang vài cái, đổ chủ nhiệm, hàng học trưởng làm sao vậy? Có điểm dọa người a. Ta nhưng nhát gan, chuyện này ta sợ hãi làm sao bây giờ a. Ta vỗ vỗ vai Cẩn, ý bảo nàng đi vào trong ngồi, ngồi ở bên cạnh Cẩn, tựa ở chỗ tựa lưng, nhẹ nhàng đá chân Cẩn một cái, hàng học trưởng thích uống trà không? Ta đem ấm trà dơ lên. Rất ít uống. Hàng học hiên điều chỉnh một chút trạng thái kẻ mặt ôn hòa, nga, là vậy a, à, ta còn muốn hôm nào cùng hàng học trưởng thưởng thức trà. cái tiệm thượng đảo này không được rồi, trà không đủ chuẩn a. À. ta biết ở phố đi bộ có một tiệm trà, bài trí không tệ, trà hảo, đàn sáo dễ nghe. muốn nói hàng học trưởng ngày hôm nay tâm tình không tốt, ở trong khung cảnh quán cà phê này cũng sẽ có chút ảnh hưởng. thế a, à. chu niên muội đối với trà có nghiên cứu. Hàng Học Hiên cười nhìn ta một chút, nghiên cứu không dám nói, bất quá tiệm trà kia thực sự tốt vô cùng. Tên gọi là gì a? À? Ta nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Nga, Tử Hiên Trà Trang. Xem tên này, thật nhã. Nghiêng đầu nhìn một chút phản ứng của Hàng Học Hiên, ông chủ của Tử Hiên Trà Trang chính là người này. Nga, thế a. À? Hàng Học Hiên gật đầu, ánh mắt không còn nhu hòa, mang chút hỗn loạn không có hảo ý, đúng vậy, ngày đó ta còn nghe nói tiệm trà này bị cục thuế vụ tra xét, nói là hóa đơn xảy ra vấn đề, hình như là bị phạt tiền. Nhớ không rõ, ta người này a à, uống chút trà, tâm sự luyên thuyên, gặp gỡ bằng hữu, phi ngựa đấu cẩu tạm được, ngươi muốn tìm người nghiêm chỉnh mà nói quốc sự gia sự chuyện thiên hạ. Chu Minh ta chó má đều không phải, cẩn ngồi bên cạnh ta vốn trầm mặt đột nhiên nở nụ cười, cầm lấy ly cà phê nhấp một miếng. U, ngươi xem, đổ chủ nhiệm cũng chê cười ta. So sánh với những văn nhân nghiêm chỉnh như các ngươi, Chu Minh ta cũng chỉ là một tên học đòi văn vẽ. Có lẽ, từ nhỏ đã ở trong bộ đội, nhìn thấy đều là cục gạch vỗ lên đầu, hàng học trưởng xem qua chưa? Bộ đội luyện binh, cục gạch lớn như vậy vỗ lên đầu sẽ là tư vị gì a? À? Ai? Con em quân đội nhân dân thật không dễ dàng a. À? Ta cầm lấy ấm trà, không đụng đến cái chén, ngửa mặt lên, đem trà rót vào trong miệng, chu niên muội, ngươi nói chuyện trực tiếp một chút được không? Hàng học hiên bị ta quanh co lòng vòng làm cho có chút tức giận. Thấy hắn sinh khí, ta trái lại có chút vui vẻ. Lúc đàm phán, một khi một phương động khí, nhất định một tất vuông đại loạn, nói năng sai lầm, u, ngươi xem, hàng học trưởng mất hứng. Kỳ thực chuyện hàng dương này, là đổ chủ nhiệm sai. Ta quay đầu nhìn cẩn, nghiêm túc nói, chuyện hài tử ban đầu đã thỏa thuận tốt, ngươi không nói gì. Hiện tại lại muốn can thiệp, vốn là sai ma, cẩn nhìn ta một cái, nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút. Hiểu ý, trừng ta liếc mắt, quay đầu nhìn hàng học hiên, người này hiện tại có chút không thông, bởi vì, hàng dương sống hay chết hẳn là giao cho cảnh sát xử lý A, ngươi nói đổ chủ nhiệm là một lão sư, cũng không phải cảnh sát, như vậy can thiệp vốn là sai A. À. Ta đã nói, dù sao báo cáo nghiệm thương đã ở trong tay, liền trực tiếp báo án đi. Khởi tố thế nào cảnh sát thế nào điều tra A, à, đều không phải là chuyện của chúng ta, tội gì làm điều thừa. Ngươi nói phải không, hàng học trưởng, hàng học hiên bị ta dùng chuyến thuật vu hồi nói đến nổi giận, cắt gao nắm cái ly trong tay, hơn nữa, hàng học trưởng cũng không phải chỉ có một đứa con trai, người ta không phải có hai nhi tử sao? Người ta không sợ, ba. Hàng học hiên dùng sức đặt cái ly lên bàn. Trừng mắt nhìn ta, u, ta nói sai. Ai, ngươi xem ta, từ nhỏ cha ta luôn nói ta cái miệng này luôn chọc tức người khác, ngươi xem, lại làm hàng học trưởng tức giận. Nếu không, thế này, hàng học trưởng, ta đây có một ấm trà, ngươi cầm lấy. Ta đem ấm trà trong tay đặt ở trước mặt hàng học hiên, sau đó ngài người về phía trước đầu ta cũng ở đây ngài đừng đập đồ lật bàn đó là chuyện đàn bà làm ngài muốn là nam nhân ngài đập vào ta đây này lại đây nhắm vào đầu ta mà đập đập ra tiếng đập đổ máu chu minh ta sẽ trầm trồ khen ngợi ngài minh nhi cẩn có chút sợ kéo tay ta nhìn phản ứng của cẩn hàng học hiên cũng từng có tiền sử đánh nhau ngày hôm nay nếu hắn dám động thủ hắn chết chắc rồi. Nếu hắn không dám, hắn cũng tức mà chết, đến đây đi, hàng học trưởng, đừng khách khí. Ta khi còn bé đã luyện qua đập gạch, bất quá rất nhiều năm không tập, ngài thử xem ta đây đầu có còn cứng hay không, ngươi. Hàng học hiên có chút không biết làm sao, nhìn ta, đập đi, con mẹ nó ngươi đập đi a. À. Ta đột nhiên rống lên một tiếng, làm hàng học hiên và cẩn giật nảy mình, ngồi thẳng người, ta nở nụ cười, hàng học trưởng A, con mẹ nó ngươi thật đúng không phải là đàn ông. Lão bà ngươi ngược đã nhi tử ngươi, ngươi mặc kệ. Trong tiệm có việc, ngươi không ra mặt. Chu Minh ta một cước kia, ngươi cũng không tới báo thù. Hiện tại cho ngươi cơ hội, đầu đưa tới ngươi cũng không đập, ngươi thật là một nam nhân, ngươi ở đêm đen gió lớn hù dọa vợ trước ngươi. Ở nơi công cộng hù dọa người, ngươi là nam nhân sao? ngươi chính là một con rùa rụt đầu, hàng học hiên trừng mắt ta không để ý, quay đầu nhìn một chút cẩn, mới vừa nãy làm cẩn sợ đến không nhẹ. Đột nhiên có chút hối hận, vừa rồi không nên đế cẩn ngồi đây, hẳn là để cho nàng đi trước. Thế nhưng, nàng không ở, sẽ có rất nhiều chuyện nói không rõ, hàng học trưởng. Ta muốn hỏi ngươi, tim ngươi có phải bằng đá không? Đem ấm trà cầm trên tay, hàng học hiên theo bản năng rụt lại phía sau một cái hắn không dám đánh ta nhưng hắn biết ta dám đánh hắn ngồi bên cạnh ta là vợ trước của ngươi ngươi tuổi còn trẻ quá a à, luyến ái quá a à, lúc luyến ái thật mỹ hảo a à. vườn trường thật đẹp a à, sân bóng cỏ xanh mơn mởn bốn phía từng tầng từng tầng khán đài đường nhỏ hồ đình giữa hồ ta nghĩ những nơi ta từng đi qua ngươi cũng đều đã đi qua a à. Điều đẹp nhất của đời người chính là ở những năm tháng đẹp nhất gặp được người mình yêu nhất, trong đại học, không có áp lực cuộc sống, không có người lừa ta gạt, thi từ ca phú, thề non hẹn biển. Hàng học trưởng Thoạt nhìn dáng vẻ đường đường, đoạn thời gian này nhất định không sống ổn. Nói xong, ta thở dài, thật không biết, đoạn phát biểu cảm nghĩ này là làm lương tâm Hàng học hiên bất an, hay là ta tự ngược chính mình. Chương 59: Thỏa thuận sau muôn vàng khó khăn những điều này cũng là những điều ta từng nghĩ đi qua những chỗ đó ta thậm chí đều tưởng tượng ra hắn và cẩn ở chỗ này dạo bước lúc ở sân bóng ta sẽ theo bản năng nhìn lên trên khán đài hy vọng thời gian thay đổi cẩn sẽ ngồi ở chỗ kia chờ ta nhưng ta biết cho dù thời gian có thay đổi người nàng chờ cũng không phải ta ta đem quá khứ của họ nói ra thật lãng mạn trong lòng ta thì đầy chua xót cùng thống khổ đáng tiếc đây không phải lúc phung phí thì giờ thương tiếc cho chính mình huống hồ ta biết giờ này khắc này ngồi bên cạnh nàng là ta người nàng yêu là ta chuyện ta đang làm là mang về con trai của nàng về phần hàn học hiên qua chuyện này hắn sẽ không bao giờ có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta chậm chậm tiếp tục nói hàn học trưởng a không biết trong hồi ức ngươi còn những chuyện như thế không có một ngày nữ nhân ngươi yêu nói cho ngươi biết nàng mang thai hài tử của ngươi khi đó trong lòng ngươi nhất định rất kích động ngươi nhất định sẽ nghĩ ngươi sẽ dùng cả đời mình nuôi dưỡng đứa bé này thật tốt dùng chính đời sau bảo vệ nữ nhân ngươi yêu này đứng ở ngoài phòng sinh khi nghe hài tử kia lần đầu tiên cất tiếng khóc ngươi có rơi lệ không ngươi ngoại trừ cảm giác được sinh mệnh mình như được tiếp điển ngươi có thấy trên vai ngươi thêm một phần trách nhiệm lúc hài tử kia lần đầu tiên nhào tới trong lòng ngươi gọi ba ba, ngươi có cảm động không? Ngươi sẽ không cảm thấy gia đình của ngươi rất hạnh phúc sao? Đáng tiếc tình yêu cùng tình thân này. Suốt một thời gian dài, ngươi không để mắt đến, thậm chí quên đi. Thế nhưng khi ngươi nhớ tới, hoặc là lúc ta nhắc tới, trong lòng ngươi không đau sao, ta đã cho rằng ta đủ kiên cường, thế nhưng không nghĩ tới, nước mắt lại chảy, hàng học hiên nhìn một chút cẩn, lông mày nhíu chặt giãn ra từ từ cúi đầu xem ra lấy tình cảm tác động coi như có hiệu quả tuy rằng đem mình cũng ngược đến không nhẹ lúc nói ra những lời này trong lòng hình như có một lưỡi cưa đang cưa qua cưa lại từng chút từng chút đau đến hít thở không thông nam nhân nặng sự nghiệp không sai thế nhưng lúc ngươi thấy con trai mình bị thương ngươi cứ như vậy thờ ơ hàng học trưởng ta không nói chuyện quá khứ nói thẳng tình huống hiện tại ngài gặp phải kỳ thực đỗ chủ nhiệm nhận lấy hàng dương cũng là vì muốn tốt cho ngươi thủ tục không cần bàn tới chậm rãi lo liệu ngài cũng hiểu cho nàng một chút đã nhiều năm như vậy dù sao cũng là thân sinh quốc nhục của mình a à. về phần phụ mẫu ngài ngài còn có nhi tử ta nghĩ ngài khẳng định có biện pháp thuyết phục bọn họ hơn nữa dù quyền nuôi nấn hàng dương đổi qua cho đỗ cẩn ngài vẫn là cha của hàng dương Hắn vẫn là hàng gia tử tôn, điểm ấy không có bất kỳ người nào có thể phủ nhận. Ngài còn là người giám hộ hợp pháp của Hàn Dương. Huống hồ, gia đình ngài bây giờ cũng không phải cứ như vậy hài hòa a. À. Ở trong mắt hiền thê ngài, Hàn Dương hắn là một cái đinh trong mắt. Ngài hai đứa con trai, nuông chiều không được thiên vị không được. Đối tốt với con lớn, vợ ngài và con trai nhỏ bất mãn, vậy ngài cũng chỉ có thể đối tốt với con trai nhỏ. Còn con trai lớn ngài thì sao? Như vậy lâu dài tâm lý mất thăng bằng, tương lai hắn còn dài làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không đối với người người cha này có câu oán hận a? À? Hàng Dương đứa bé kia thật hiểu chuyện a. À? Đêm 30 cũng không quên gọi cho cha chúc mừng năm mới, ta đây một người lớn so với hắn ta đều thẹn thùng, thực sự. Dù hàng Dương không ở bên cạnh ngài, ta nghĩ hắn tương lai cũng sẽ hiếu kính ngài đỗ cẩn nàng là lão sư học thức và nhân phẩm của nàng ngài đều rõ ràng nàng đã giáo dục bao nhiêu hài tử hiện tại đem cái đinh của thê tử ngài nhổ đi việc này đối với cuộc sống của các ngài là có lợi hơn nữa đối với hài tử cũng có lợi không phải sao còn có hay ta dừng một chút chuyện này chu minh ta quyết định rồi chu gia cũng quyết định rồi đỗ chủ nhiệm là cháu nuôi của ông ta như vậy Hàn Dương cũng chính là chắc trai của ông ta, ta làm con cháu Chu gia, ta có thể không quản sao? Chu Minh ta làm việc, không làm thì thôi, muốn làm liền làm bằng được. Ngài xem, hai nhà chúng ta mặc dù nói không có gặp gỡ, thế nhưng cùng xuất hiện không ít, ai cũng chớ cùng ai gây khó dễ a. À. Hàn Học Hiên trầm mặt không nói, Cẩn cũng im lặng nhìn cái ly trong tay, trong lúc nhất thời bầu không khí thoáng cái trở nên động lại. Ta cầm lấy cái ấm trà thiếu chút nữa trở thành công cụ gây án kia. Uống lấy trà bên trong. Cuộc đàm phán này thật sự là quá mệt mỏi, cổ họng ta đều nhanh khô rác, lúc mới bắt đầu còn có thể nói ta khách quan, đến tối hậu đơn giản là có chút cuồng loạn, hàng học hiên mặt một trận hồng, một trận bạch. Thở dài, dựa vào ghế. Trong lòng hắn hiện tại cũng là đang cuộn trào mãnh liệt đi, tin tưởng hắn đối mặt sự tình cũng không ít vốn là nói cái gì cũng không chịu buông tay, hiện tại, dưới tình thế và áp lực, ta nghĩ hắn phải cân nhắc bỏ qua, được rồi. Một lát, hàng học hiên rốt cục nhổ ra như vậy hai chữ, hàng dương trước hết ở với ngươi vậy đi, nhà ta bên này, ta cũng muốn phối hợp, thở vào nhẹ nhõm. Thần kinh vốn căng thẳng thoáng cái tất cả đều trở nên thư giãn, ngồi ở chỗ kia. Còn là thắt lưng thẳng đứng, thế nhưng đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi quá, không có khí lực, vậy thì cảm ơn ngài. Ta cố dùng sức, đứng lên, ngài chậm rãi uống, chúng ta còn có việc. Lão gia tử ngày hôm nay ra lệnh muốn ta đem cháu gái nuôi về bồi hắn chơi cờ, cũng không muốn nói nhiều. Hôm nào, ta mời ngài uống trà, nói xong, ta và Đỗ Cẩn cùng đi ra khỏi quán, đi đâu? Ta nhẹ giọng hỏi. Ngồi ở trong xe chậm chậm suy nghĩ. Gần đây nghỉ ngơi không tốt, cảm giác có chút đầu óc quay cùng mới vừa rồi cùng hàng học hiên một phen đối thoại lao lực tâm tư hiện tại cảm thấy rất mệt ngươi vừa rồi không sợ hắn thật sự động thủ với ngươi cẩn mắt nhìn phía trước mặt không biểu tình nếu hắn ra tay với ta rất tốt bất việc thỏa hiệp hay tội cố ý gây thương tích hắn tự mình chọn nếu là hắn thực sự đánh ta người của chu gia sẽ cùng hắn liều mạng sự tình trái lại dễ xử lý ta vừa cười đem nút áo sơ mi bên trong cởi ra, bên ngoài quá lạnh, trong xe thì ấm, nhưng nghìn vạn lần đừng ở thời buổi rối loạn này bị cảm. Hơn nữa, hàng Học Hiên cũng không ngốc, hắn cũng biết đánh ta, không nói gì khác, cơm tù hắn ăn chắc. Dù là hắn cầu quan hệ tìm phương pháp, hắn khẳng định phải dùng tiền. Mình buôn bán còn vướng vào lao lý, tài chính mất linh, thường xuyên qua lại, hắn phải đóng cửa tiệm đóng nguồn kinh tế chặt đứt lão bà kia của hắn còn có thể ở bên hắn đánh ta đánh ta hắn cuối cùng là vợ con ly tán cửa nát nhà tan ngẫm lại cảm thấy mình nói hình như nói nặng không muốn hù dọa cẩn vội nói sang chuyện khác ta đi một từ kia còn chưa nói ra điện thoại di động vang lên vừa nhìn là một dãy số bản địa xa lạ alo sư phụ Toát mồ hôi, dĩ nhiên là tiểu thành, ai, đây thật là thêm phiền, sư phụ, ta gặp quỷ. Tiểu thành ở trong điện thoại vội vàng nói, ngươi tiểu tử này a, à, bình thường thế nào không thấy ngươi tìm ta a? À? Có việc liền nhớ tới sư phụ ngươi. Trở về cũng không nói ta một tiếng. Sư phụ, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi, bên ngoài ta có việc. Vừa nghĩ tới hắn muốn tới tìm ta, ta nhất thời toát mồ hôi tiểu tử này tìm ta nhất định không có chuyện tốt, phí một phen lời lẽ không nói, còn phải nghe hắn nói một đống lời vô ích, Nga. Vậy được rồi, nói xong, điện thoại cúp, cẩn như trước nhìn ngoài cửa sổ không nói. Quay đầu vừa mới chuẩn bị ra bãi đổ xe. Điện thoại cẩn vang lên, dĩ nhiên là đồ đệ. Tiểu tử này thật xấu, tìm ta không được liền tìm cẩn, biết rõ cẩn trong ngày thường rất dễ nói chuyện, ai, ta cũng thực sự là không may, liền dễ dàng như vậy bị tiểu tử này chộp được điếm yếu, thế nào? Thấy cẩn cúp điện thoại, ta tức giận hỏi, tuy rằng không biết bọn họ hàng huyên cái gì, bất quá nghe ý tứ cẩn hình như là đáp ứng gặp mặt đồ đệ rồi. Đi, lẩu trùng khánh ở phố đi bộ. Tiểu thành lập tức đến. Cẩn nhàn nhạt nói, được được. Không quay về cũng được. Tiệm lẩu thực sự đúng là lúc ăn tối a à, cẩn ngồi ở chỗ kia không nói một lời tự mình nhúng thịt dê ta ngồi ở bên cạnh cẩn ăn nóng tay áo sáng lên vừa uống bia vừa cùng tiểu thành trò chuyện sư phụ bạn học nữ ngày hôm nay thổ lộ với ta trên mạng ta uống một ngụm bia phun ra hai chữ tiếp tục nàng nói nàng yêu ta trước mặt ta nàng lại nói không nên lời ta làm sao bây giờ a à? ai tiểu thành tìm ta sẽ không có chuyện tốt mỗi lần đều là những chuyện hư hỏng buồn chán tử nâng cốc bia để lên bàn buông đũa ngồi thẳng thành tử ta hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi trả lời trước rồi ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao bây giờ ân tiểu thành gật đầu ngươi yêu ai ta nghiêm túc hỏi hắn hân hân ngươi xác định xác định tiểu thành không chút do dự gật đầu được rồi Ngươi có vấn đề gì, ngươi hỏi đi. Ta cầm lấy chiếc đũa, tiếp tục ăn. Sư phụ, ta trả lời nàng thế nào a? À? Cái gì mà trả lời thế nào? Cấp một cục cá viên, thật là nóng. Nàng nói nàng yêu ta, ngươi nói ngươi không yêu nàng. Nàng hỏi ta có khả năng thích nàng hay không, ngươi nói không có. Nàng nói nàng nguyện ý chờ ta, ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi để cho nàng tùy ý tự gánh lấy hậu quả đem nửa viên cá còn lại nhét vào trong miệng ai thật ngon đồ đệ không nói trừng hai mắt nhìn ta quay đầu nhìn thấy ly của cẩn rỗng cầm lấy bình nước trái cây giúp nàng rót đầy sư phụ nói như vậy có thể nào quá độc ác hay không đồ đệ nhỏ giọng hỏi độc ác ngươi bây giờ không độc ác tương lai nàng sẽ thống khổ hơn hơn nữa ngươi cũng không tốt gì quan hệ tam giác như vậy xác định sẽ làm ngươi sức đầu mẻ tráng, nói với ngươi, bóp chết ngay lúc này là hay nhất, thế nhưng, đồ đệ vẫn còn do dự bất quyết, được rồi, ta buông đũa. Người này thật sự là quá phiền toái, thẳng thắn nói rõ ràng. Tiểu tử, nếu như ngươi hỏi ý của ta, rất đơn giản, ta nghĩ, yêu một người ngươi liền yêu thẳng thẳng đảng đảng, không yêu một người, liền nói thanh thanh sở sở. Chỉ đơn giản như vậy, chú thích, thanh thanh sở sở, rõ ràng, hết chú thích, chú thích thẳng thẳng đảng đảng, thẳng thắn ngay thẳng. Hết chú thích. Vừa dứt lời, cẩn nghiêng đầu lại nhìn ta. Ta nhất thời sửng sốt, ta không có cá viên. Cẩn cười cười, ta nở nụ cười, từ lúc đi ra khỏi tiệm cà phê, cẩn chưa cười với ta cái nào, vẫn luôn nghiêm mặt, hảo hảo. Ta quay đầu, phục vụ cho một phần cá viên, ách. Đồ đệ nhìn ta một cái, lại nhìn cẩn một chút, sư phụ, ta phát hiện lúc ngươi nói chuyện cùng đổ lão sư thì cười đặc biệt mắt ói. Phanh. Ta ở dưới đáy bàn cho đồ đệ một cước, ngươi muốn ăn, thì lo mà ăn, không ăn, cút, cẩn ngồi ở bên cạnh, cười không ngừng. Chương 60, nói ra miệng, ta yêu ngươi, bờ sông, Minh Nhi lúc học trung học đã từng nói với ta, nàng thích chỗ này khi còn bé bị nhà mắng hoặc là gặp phải chuyện tâm tình không tốt nàng sẽ tới nơi này nhìn mây bay nhìn nước chảy nhìn xe lửa đi qua ầm ầm rung động cầu cao sẽ cảm thấy tâm tình thoáng hơn rất nhiều những ngày nàng không ở bên lúc trong lòng ta uất tức không phát tiết được sẽ đi tới nơi này ta nghĩ nơi chân cầu có thể sẽ lưu lại dấu chân nàng nàng hẳn đã từng nhìn mặt sông quen thuộc hít thở vị đạo thuộc về thành phố này đi qua hình hình sắc sắc đoàn người một người đứng ở địa phương vừa quen thuộc vừa xa lạ này không biết là bên trái hay là bên phải đã từng nhìn phía xa thấy những ngọn đèn phá lệ ấm áp đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện tình từ trước nếu không phải thương cảm thì là hoài niệm từ việc hoài niệm một phần cuộc sống dần dần chuyển thành tưởng niệm một hài tử tưởng niệm có bao nhiêu trọng lượng ta không biết chỉ biết phải thật kiên cường lý trí mới có thể chịu được không muốn ở đầu đường ồn ả, trong đoàn người hỗn tạp ảo giác nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Sau đó thất thần trong chốc lát. Vẫn luôn luôn đứng ở chỗ này không cách nào kiềm chế được thì thầm một cái tên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, xa xôi đến không thể xa xôi hơn. Minh Nhi đứng sau lưng ta, một trận gió lạnh thấu xương thổi qua, trên người được khoác thêm một cái áo ấm, trên áo, lưu lại một mùi hương tươi mát, tay đặt bên eo, một bộ áo trắng đơn bạc. Gió thổi qua, nhàn nhạt mùi rượu, lạnh không. Bên tai truyền đến giọng nàng nhẹ hỏi, tay của nàng tìm lấy tay ta, nắm thật chặt, đứa ngốc, kỳ thực những lời này, hẳn là do ta hỏi ngươi. Khi ngươi dùng áo ấm khoác lên cho ta, phía sau lạnh, một mình ngươi có thể gánh nổi hay không, ngữ điệu dịu dàng, vòng tay ôm ấp an tĩnh. Nàng lúc này không phải là người khí thế bức nhân ban chiều, cũng không phải là người buổi tối vui vẻ nói cười tức giận mắng mỏ mà là dụng tâm cảm thụ và lắng nghe. Có đôi khi ta cảm thấy, đứa bé này là một tinh linh rơi nhập nhân gian, mang theo sự thông tuệ và nhạy bén của nàng, làm bạn ở bên cạnh ta, cho cuộc sống ta lòng tin và dũng khí, xin lỗi, ta trầm mặt sẽ luôn khiến nàng nói ra hai chữ này. Như ngày đó chúng ta quen biết, câu đầu tiên nàng nói ra cũng như thế. Nàng vốn quật cường mà kiệt ngạo, nàng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, lại hết lần này đến lần khác trước mặt ta nhận sai mặc dù ngay cả ta cũng không biết nàng sai ở nơi nào minh nhi ta nhẹ nhàng mà kêu một tiếng xoay người ở trước vẻ mặt ngạc nhiên của nàng cởi áo khoác xuống khoác lên trên người của nàng áo khoác thật dài ở trong gió vạt áo bay lượn làm ta nhớ lại một hiệp khách trong phim truyền hình đem đầu tựa ở trên vai của nàng y phục rất dày lành lạnh không cảm giác được thân nhiệt của nàng nàng cũng đem ta ôm lấy làm ta cảm giác được sự quan tâm và bầu bạn của nàng kỳ thật người phải nói xin lỗi là ta nhắm mắt lại ta cảm giác được tim nàng đang đập ngươi có từng hối hận vì đã thi sư phạm không không có nàng trả lời không chút nào do dự bất kể là nói hay là làm nàng luôn luôn như vậy quả đoán cho dù tất cả mọi người nói nàng sai rồi nàng như trước kiên trì và dứt khoát luôn luôn như vậy tràn đầy lòng tin thế nhưng ngày hôm nay ta hối hận vừa dứt lời rõ ràng cảm giác được thân thể nàng chấn động tạm không đề cập tới tiền đồ của ngươi và thời gian tới ta chỉ hối hận để ngươi một mình ở lại nơi đó sân bóng cỏ xanh mơn mởn bốn phía từng tầng từng tầng khán đài đường nhỏ hồ đình giữa hồ những chỗ này để ngươi đi một mình đi xin lỗi những lời nói buổi chiều làm ta thật đau tất cả phản phất đều là hài tử này huyễn tưởng rồi lại là xác xác thật thật chân chính phát sinh qua lời của nàng gợi lên hồi ức với hàng học hiên từ trong mắt của hắn ta xem thấy một tia ôn nhu của ngày xưa chỉ là đây hết thảy đều không thể lại làm ta rung động từ đầu chí cuối ta đau lòng chỉ vì hài tử ngồi bên đang dùng thần thái ngời ngời tận lực che giấu nội tâm thống khổ một khắc kia Ta phản phất thấy được nàng ở sân trường cô độc tìm kiếm một hình bóng. Tại nơi đó, nàng tìm kiếm không chỉ là cuộc sống quá khứ của ta, mà còn là tình yêu đầu tiên của ta. Sân trường đại học, hoàng hôn, đèn đường lên, nàng cô đơn kiết lập nơi chốn trước đây ta trải qua lãng mạn, như vậy kinh lịch là bao hàm bao nhiêu chua xót cùng tuyệt vọng. Mà nàng đối với ta lại không nói tới một chữ thậm chí ngay cả một câu hỏi và phỏng đoán cũng chưa từng nói qua. Nàng tận tâm cẩn thận, rất sợ ta thu được một tia thương tổn và đã kích. Mà chính nàng, tự như nàng đã nói với Tiểu Thành, thản thản đảng đảng, thanh thanh sở sở. Từ khi ta nhận biết nàng, chuyện duy nhất nàng giấu giếm ta, chính là thầm mến ban đầu. Câu xin lỗi này là phát ra từ nội tâm của ta. Đến giờ này phút này, ta đột nhiên bởi vì mình không thể dành trọn tình yêu đầu tiên cho nàng mà tự trách, tâm tình như vậy ta chưa bao giờ có, ý nghĩ như vậy, một ngày xuất hiện liền như sét đánh không kịp bưng tai chiếm cứ toàn bộ lòng ta, không không không, nàng sốt ruột, thanh âm trở nên gấp gáp, trong lúc nhất thời. Hài tử vốn nhanh mồm nhanh miệng này trở nên ngắt ngứ, thậm chí còn có chút không biết làm sao. Nhìn bộ dáng bối rối của nàng, nghĩ có chút buồn cười, rồi lại thập phần khả ái nàng dùng hai tay ôm mặt ta, hơi thở tựa hoa lan, chú thích, nguyên văn, thổ khí như lan, câu đầy đủ là thổ khí như lan, phụng thân như ngọc hơi thở tựa hoa lan. Dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của Mỹ nhân động lòng người. Lối miêu tả này có thể nói là hoa Mỹ đến cực điểm, hết chú thích, đổ cẩn, ngươi nhìn vạn lần đừng nói xin lỗi với ta, ta sẽ cảm thấy đầu trống rỗng, không biết dỗ dành ngươi. Về tình về lý, Ta hẳn là hận hàng học hiên, thế nhưng ta cũng biết, nếu như không có hàng học hiên, cũng không có chúng ta. Khi nói ra những lời đó, ta cũng hối hận, ta hẳn là đơn độc cùng hắn nói, không nên ở trước mặt của ngươi nhắc tới. Chuyện quá khứ liền bỏ qua đi, kỳ thực, mỗi một lần cùng hàng học hiên giao tiếp, ta đều ở trong lòng tự nhủ, đây là lần cuối cùng, hài tử trước mắt này, áo khoác trắng, quần trắng, giữa mùa đông tuyết bay đầy trời có rất ít người mặc như vậy. Nàng yêu tha thiết màu trắng, mà ở trước mặt ta, nàng vĩnh viễn đều trong sáng như một tờ giấy trắng, về phần trong sân trường, quá khứ không có ta, chỉ có hiện tại. Trên đường ngươi từng đi qua, không lưu lại vết chân ta. Ta chỉ có thể thử tưởng tượng dấu chân của ngươi, đem chân của mình đặt ở bên cạnh. Ta cũng biết ngươi từng yêu hắn sâu đậm, ở quá khứ ta không thể nhìn thấy ái tình khắc cốt minh tâm của các ngươi những điều đó ta đều không thể chứng kiến, càng không muốn theo trí nhớ của ngươi đuổi theo một hồi ức không thuộc về ta, còn nữa, ngươi cũng không cần cùng ta thẳng thắn thành khẩn chút gì, ta cũng không muốn để ngươi tiếp tục hồi tưởng. Ta có ở đó hay không nơi quá khứ ngươi, ta chỉ có thể nói quá khứ của ngươi, ta không kịp tham dự, như vậy hiện tại. Ta tuyệt không buông tha, ta đem mặt chôn ở trong ngực của nàng, là bởi vì ta không muốn để cho nàng thấy ta rơi lệ. Đừng nói xin lỗi với ta." Nàng thở dài, thấp giọng nói, "Ngươi đều không phải cũng luôn nói sao?" Trong lúc nhất thời ta lại cười, cười đến trở nên giống tiểu hài tử, hỉ nộ vô thường, nhìn mặt sông và ngọn núi xa xa. Khóe miệng của nàng cũng hiện lên nét mỉm cười, trước đây ta từng đọc qua một thiên văn, bên trong có một đoạn văn, ta đem nhớ kỹ, nói là yêu một người phải thấu hiểu, cũng phải quan tâm phải nói xin lỗi cũng phải nói lời cảm tạ phải nhận sai cũng phải sửa lỗi phải săn sóc cũng phải thông cảm phải tiếp thu mà không nên chịu đựng phải khoan dung mà không nên dung túng phải giúp đỡ mà không nên chi phối phải an ủi mà không nên chất vấn phải nói hết mà không phải lên án là khó quên mà không phải quên là trao đổi mà không phải nói hết mọi việc là vì đối phương yên lặng thẩn cầu, mà không phải hướng đối phương chứa nhiều yêu cầu. Khả dĩ lãng mạn, nhưng không nên lãng phí. Không nên tùy tiện nắm tay, càng không nên tùy tiện buông tay. Nghe, hình như là một bài văn vội vàng, kỳ thực nếu muốn làm được, thực sự không dễ dàng, yên tâm, ta sẽ cố gắng, nói xong câu cuối, nàng mở rộng hai tay thanh âm trong đêm đen vọng lại, đây không phải là cái gì lời nói hùng hồn, nhưng bởi vì tinh tế bình dị mà có vẻ to lớn, đổ cẩn, nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc, nàng nhìn ta, vẫn không nhúc nhích, thật giống như ta sẽ trong nháy mắt tan biến. Tay nàng cầm lấy tay ta thật chặt, có chút cảm giác đau, có người nói, ái tình như bị ngạn hoa, nở tại nơi không thể đến được, ta có thể thấy nó, thậm chí hầu như có thể chạm đến lại vĩnh viễn vô pháp chạm vào, ái vật này có lẽ là hư vô, ta không biết là ta đi vào cuộc sống hư vô, hay là hư vô đi vào cuộc sống của ta, hay là cả hai. Ta đã từng nghĩ, giữa chúng ta đã có một loại ăn ý. Cứ như vậy tự nhiên tiếp tục, thật đơn giản, có thể đi được bao xa liền đi bấy nhiêu, chỉ cần vẫn như vậy vui sướng hạnh phúc. Ta sẽ không cần cầu ngươi đối với ta nói cái gì đó, ta chỉ muốn cho ngươi thấy rõ ràng ta đứng ở trước mặt ngươi là Chu Minh, không phải là người kia, cũng không phải cái gì huyễn tưởng. Ta chính là ta, không nên đem cái nhìn của ngươi đối với người khác hoặc là nhược điểm ngươi thấy ở người khác đặt lên người ta, đừng làm cho những lo lắng vô cớ này bao phủ chúng ta, được không? Vẻ mặt chân thành. Vuốt ve khuôn mặt quen thuộc này, đây hết thảy đều là không hề che giấu, hoàn toàn chân thật, nàng lúc này ưu nhã, yên lặng, thánh khiết, đạm bạc giờ khắc này, ta cảm thấy được, ta có thể buông tất cả, thẳng thẳng đảng đảng, nói lời yêu, xin lỗi. Trong lúc nhất thời ta có chút không thể kềm chế, nước mắt tràn mi, nàng nhẹ nhàng hôn lên môi ta, mềm mại, lành lạnh, đôi mi đóng chặt của nàng khẽ run, thật đẹp. Khóe mắt tựa hồ còn có một giọt trong suốt. Nhẹ nhàng, ta nhắm hai mắt lại, có chút không tự kìm hãm được vương đầu lưỡi thăm dò miệng của nàng cảm giác được nhiệt độ từ trong miệng nàng cùng với đầu lưỡi mềm mại truyền đến làm ta có chút run sợ như là không cách nào đình chỉ liên tục sở cầu tư vị ngọt ngào ấy cảm giác được cơ thể nàng nóng lên nhiệt tình tuổi trẻ có thể đem hết thảy băng tuyết hòa tan nàng ôm lấy ta thật chặt hai tay có lực như vậy không cần nói gì cả nàng thì thào ngươi biết ta đều biết ta nở nụ cười nhẹ nhàng nhắm mắt lại đồ ngốc ngươi làm sao biết được sau, xin lỗi, là ba chữ, ta yêu ngươi. Chương 61, lời nhắn không giải thích được, mùng 6, Cẩn đi làm. Mùng 10, ta trở lại trường, điều khác thường chính là, lần này bất luận ta thế nào cự tuyệt, Cẩn đều kiên trì tiễn ta đi sân bay. Cha biết được dĩ nhiên là cao hứng dị thường, nhất định phải nhúng mũi vào, tự mình lái xe đưa chúng ta đi. Dương Dương cũng không cam lòng ở nhà vốn có một hồi sân bay ly biệt liền biến thành gia tộc tiễn người. Một bên đem vali xếp vào cốc xe, một bên không ngừng trừng mắt với cha đứng bên cạnh, làm gì thế? Trúng gió à! Cha hết lần này tới lần khác không để ý tới ta, ở một bên châm chọc khiêu khích. Nhìn cha hướng mắt nhìn cẩn, sau đó lại một mặt đắc ý nhìn ta, ta nhất thời không nói gì, ai, đầu năm nay a, à, làm việc phải cẩn thận, vô luận như thế nào không thể để cho đối thủ nắm đằng chui. Bằng không liền mặt người định đoạt, vừa mới chuẩn bị lên xe, cha lại tới bảo, dương dương, lại đây, ngồi vào bên phó lái của Gia Gia. Ta đang mở cửa phó lái nhất thời sững sờ, quay đầu lại nhìn, cha đang cười cười nhìn dương dương, lập tức liền liếc mắt nhìn ta. Biết là cha đang cố ý tạo cơ hội cho ta, ta vội cười cảm kích, cẩn là lần đầu tiên nghe cha xưng Gia Gia cũng là lấy làm kinh hãi, lập tức cả cười. chỉ có dương dương tiểu gia hỏa này trong lúc nhất thời có điểm không nghĩ ra, nhìn ta một chút, lại nhìn cẩn, hình như có chút khó hiểu, lại đây. cha đi tới, sờ sờ đầu dương dương, cúi người xuống, tiểu tử, xe này của gia gia là xe cảnh sát, phía trước là cảnh sát ngồi, phía sau a, là tội phạm ngồi, chúng ta ngồi phía trước. để cho hai người các nàng ngồi phía sau, dương dương vừa nghe vui vẻ. Vội gật đầu, mặt đắc ý nhìn ta và cẩn, hắc hắc, hảo hảo, phạm nhân thì phạm nhân. Ta cười hì hì đi tới bên cạnh cha, không nghĩ tới cha thật có khiếu hống tiểu hài tử, ngươi cút ra xa cho ta, nhìn ngươi cười thật đê tiện, ta nổi da gà khắp người. Ta liền phát hiện cha không thể nhìn ta vui vẻ, chỉ cần ta lộ vẻ mặt vui mừng khẳng định liền trả đũa. Ai, quên đi, Xem cha cực lực tạo điều kiện cho chúng ta, đê tiện thì đê tiện, xe chạy, cha ở phía trước vừa lái xe, vừa dạy Dương Dương bên kia đạp ga bên kia phanh lại. Lúc mới bắt đầu Dương Dương còn có chút câu nệ, ra khu vực thành thị, lên tới đường cao tốc Dương Dương cũng đã cùng cha hồ đồ. Nói cũng liền nhiều hơn, ta lặng lẽ nắm tay cẩn, cẩn nhìn ta cười cười, đem mặt hướng ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút, từ trong túi lấy ra megapixel 3 ngồi gần nàng hơn một tí, đưa một tai nghe điện thoại cho nàng, sau đó mở Megapix C3, bài đầu tiên là một bài hát xưa, Hoa dạng niên hoa, chú thích, Hoa dạng niên hoa, tâm trạng khi yêu là một bộ phim Hồng Kông phát hành năm 2000 của đạo diễn Vương Gia Vệ với hai diễn viên chính Lương Triều Vĩ và Trương Mạng Ngọc. Tự gốc tiếng hoa của phim được xuất phát từ bài hát cùng tên của Chu Tuyền trong một bộ phim năm 1946. Tên tiếng Anh của phim lấy cảm hứng từ bài hát của Brian Ferry là âm in The Mood for lớp. Ngoài ra bài hát này cũng được sử dụng trong phim Tâm trạng khi yêu là phần thứ hai của bộ ba tác phẩm cùng thế loại. Phần đầu là A Phi Chính Truyện, phát hành năm 1991, và phần cuối là 2046, phát hành năm 2004. Tâm trạng khi yêu được xem là một trong những phim tình cảm hay nhất mọi thời đại của điện ảnh châu Á, hết chú thích, từ nhỏ đến lớn chỉ có duy nhất một bộ phim ấy khi ta xem lần đầu tiên không có xem minh bạch vẫn tranh cánh trong lòng, rốt cuộc sau đó từ từ xem hiểu một ít hàm nghĩa trong này. đây là một mệnh đề có liên quan tới cuộc sống, đang vào ái tình, một loại khẩn trương, thần bí, tình dục, một hồi nhạc mộng như tỉnh như mê, tràn đầy mỹ lệ đông phương làm cho không người nào có thể chống cự. này khẩn trương, thần bí, tình dục như một bản nhạc ở chỗ này tận sức ngân dài, rồi lại véo von, làm cho người ta vô hạn tự hỏi, đột nhiên nhãn thần giao thác. Ánh mắt tỏa nhiệt, cuồng loạn càng khó nắm giữ, vừa quay đầu, vừa vặn cùng Cẩn hai mắt nhìn nhau, nhất thời hai người đều nở nụ cười, từng xem qua sao? Ta nhỏ giọng hỏi, tân. Cẩn nhìn ta gật đầu, trong phim có một đoạn đối thoại đặc biệt kinh điển, là khi Chu Mộ Vân hỏi hảo bằng hữu A Bỉnh, "Ta hỏi ngươi, ngày xưa" nếu như người ta có bí mật, nhưng lại không muốn để cho người khác biết. Ngươi có biết bọn họ làm thế nào không? Một đoạn này cho ta ấn tượng đặc biệt sâu, cẩn cười từ trong túi sách lấy ra một chai nước, đưa cho ta, uống nước đi. Tây An rất khô, ngươi ở bên kia, phải nhiều uống nước, đừng cả ngày uống nước ngọt, ta cười tiếp nhận, cầm lấy chai nước lọc bình thường mình ghét nhất uống nửa bình, vạn nắp, như trước nhìn nàng. Bọn họ sẽ chạy lên núi tìm một thân cây, ở trên thân khoét một lỗ, đem bí mật toàn bộ nói vào, sau đó dùng bùn lấp lại, bí mật sẽ vĩnh viễn ở lại trong cây kia, không ai biết. Cẩn khóe miệng mỉm cười, đúng không, ân? Ta gật đầu, dựa vào ghế. Cao tốc rất bằng phẳng, không có cảm giác ngồi xe lắc lư như ngày xưa. Đường càng lúc càng ngắn, cách nhà ta càng lúc càng xa. Mà lòng ta càng lúc càng phiêu ly, khụ cha ở phía trước đang cùng dương dương nói chuyện trời đất đột nhiên thanh âm lớn lên rõ ràng muốn khiến cho chúng ta chú ý ta và cẩn hai đôi nhãn thần đồng thời nhìn cha dương dương a ngữ điệu cha tựa hồ có chút nín cười làm bộ nghiêm túc nói ngươi nhớ kỹ a chúng ta nam tử hán a nói phải thẳng thắn trực tiếp đừng văn nghệ dài dòng ta và cẩn bốn mắt nhìn nhau vẻ mặt bất đắc dĩ dương dương nga một tiếng xe rơi vào trầm mặt ta và cẩn đều ở đây chờ cha nói tiếp cha lại không nói cảnh sát da da dương dương đột nhiên ngẩng đầu cười ân cha mắt nhìn phía trước đáp ứng một tiếng cái gì là văn nghệ đây cha hết chỗ nói rồi lại có chút ngượng ngùng cười cười loại này khái niệm tính chất gì đó ta không rành dễ nói sai cho ngươi ngươi chờ hỏi ngữ văn lão sư đi ta và cẩn thật sự là không nhịn nổi ở phía sau cười ha hả cha chính là muốn hãm hại kết quả đem mình rơi vào hố không ra được không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt buồn bực lái xe ơ sân bay rất nhiều người không hổ là vừa qua khỏi năm mới cha không để cho dương dương xuống xe đế hắn ở trên xe với mình chỉ đế cẩn tiễn ta đi vào làm xong thủ tục check in và gửi hành lý đứng ở đó thật lâu không muốn ly khai không ngừng có người từ bên người đi qua vẫn đứng ở nơi đó nhìn cẩn nói cái gì đều nói không nên lời nhanh đi kiểm tra an ninh đi cẩn cười giúp ta sửa sang lại y phục xuống máy bay nhớ kỹ đem y phục dày đổi chiếu cố thật tốt chính mình ta còn là đứng ở nơi đó không nói câu nào trong tay vẫn cầm chai nước cẩn đưa cho ta không muốn uống lại không nỡ vứt bỏ ta có cái này cho ngươi lời vừa ra khỏi miệng chúng ta đều sửng sốt hai người dĩ nhiên đồng thời nói ra lời nói này như một cảnh trong phim truyền hình Bất đồng là, phim truyền hình là đạo diễn an bài, mà chúng ta có thể an bài chúng ta chỉ có lão thiên. Ta lấy Megapixel 3 từ trong túi ra đưa cho Cẩn, trong này ta ghi âm 110 bài hát tự thu, à, là 111 bài, còn có một bài không thu bên trong, ta hát có điểm vội, không được nhiều lắm, ngươi nghe một chút xem. Nói xong, đem Megapixel 3 đặt vào tay Cẩn. Trong máy còn có chép lời bài hát. Nếu như có bài ta hát không rõ chữ ngươi hãy nhìn ca từ, bài cuối cùng là bài gì? Cẩn nhìn ta một cái. Chờ đến lúc nên đưa ta sẽ đưa cho ngươi. Đừng nóng vội. Ta cười cầm tay Cẩn, Cẩn cầm Megapixel 3 trong tay, nhìn một chút, bỏ vào trong túi, lại từ trong túi lấy ra một hộp nhựa trong suốt, đưa cho ta, là một vòng đeo cổ, trước đây từng thấy qua ở cửa hàng lúc đó còn có người giới thiệu nói là vòng cổ ti tan. màu lam đậm rất phù hợp với phẩm vị của ta ta cũng không biết vật này đến tột cùng có hiệu quả hay không cũng có thể tâm lý tác động lớn hơn công hiệu thực tế mặc kệ thế nào một mình ngươi chú ý nghỉ ngơi đừng có suốt đêm đọc sách hay lên mạng cẩn sờ đầu ta nói ta gật đầu thấy trong lòng ấm áp ta biết khuyên ngươi cũng vô ích ngươi người này a à chính là lấy dây xích ngươi lại ngươi cũng không nhất định nghe lời ta nở nụ cười lời nói này rõ ràng thật ấn ý a à, lấy dây xích là lấy vật gì làm xích a à, dương dương hắn ta vừa định nói hãy chiếu cố tốt dương dương đã bị cẩn ngắt lời ta biết cẩn cười nét cười kia đang nói dần tan biến nàng chỉ nhìn ta vẫn không nhúc nhích ơ sân bay tiếng động lớn ồn ào ầm ỉ không ngừng có người đi tới đi lui. Nhưng thế giới của ta vào giờ khắc này phản phất như thời gian đã ngừng trôi. Ta muốn như điển viên trong phim tiến lên ôm lấy nàng ôm hôn, thế nhưng ta không thế. Dù sao, đây chỉ là cuộc sống, không có duy mỹ, cũng không có lãng mạn, chỉ có ly biệt thương cảm, nhẹ nhàng đi ra phía trước, ôm, đem mặt dán tại gò má của cẩn, nhẹ nhàng nói một câu, chờ ta, nàng gật đầu. Lúc này, tự trách tràn ngập ở trong lòng. Ta đột nhiên cảm thấy mình là một người không hề có trách nhiệm, một câu chờ ta, ta nói bao nhiêu lần, bao nhiêu năm, mỗi một lần, cẩn đều là như thế này nhàn nhạt gật đầu. Ta không bị sủng ái đến phá hủy thì cũng bị nuông chiều làm hư, miễn cưỡng cười cười, kỳ thực ta đã sớm muốn khóc cho tới bây giờ cũng không muốn người khác tiễn ta. Là không muốn nếm thử phần này ly biệt thương cảm, không nghĩ tới, lần đầu tiên là đối mặt cẩn xoay người đi tới cổng kiểm tra an ninh đi mấy bước nhìn không được quay đầu lại cẩn như trước đứng ở nơi đó nhìn ta hai mắt nhìn nhau nàng hơi nhắm mắt ý bảo ta an tâm cầm vòng cổ trong tay đột nhiên nhớ một câu nói rất quỳnh giao lòng đã bị ngươi buộc lại vừa về tới tây an lập tức liền đem sim điện thoại bản địa thay máy vừa mở vô số tin nhắn đến mặc cho điện thoại liên tục trung đem máy đặt trên bàn, trực tiếp chạy đi tắm thay quần áo, chờ đến khi ta tóc ướt mặc áo ngủ ngồi trên salon cầm điện thoại, không khỏi có chút kinh ngạc, thật nhiều tin đều là tin từ bạn học, ngoại trừ một ít tin chút Tết, còn có một chút tin ba phải mơ hồ không rõ. Tỷ như, Chu Minh, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều vĩnh viễn là bằng hữu, đọc xong ta có chút nghĩ không ra đầu không ra đuôi. Tin nhắn của Vương Tỷ rất đơn giản, nhanh chóng liên lạc với ta. Cả 10 tin đều cùng một nội dung, thấy Vương tỷ là nhớ tới Ngọc tỷ, cảm thấy muốn chết, ngẫm lại hay là quên đi, liên lạc thì chắc chắn không có chuyện gì tốt. Thẳng thắn mừng rỡ thanh tịnh, gọi điện thoại cho trưởng lớp, muốn xem nàng đã trở về chưa. Giấy chứng nhận của ta còn đang ở nơi nào, thuận tiện để cho nàng giúp ta đăng ký được rồi. Trong điện thoại, khẩu khí của nàng có chút quái dị, Chu Minh ngươi không sao chứ? Nàng rõ ràng đang suy đoán tâm tình của ta, ta có thể có chuyện gì? Thực không biết rốt cuộc phát sinh cái gì? Những người này dở trò quỷ gì, gọi điện thoại cho ngươi vẫn tắt máy. Email cho ngươi có đọc chưa, ta từ giao thừa tới giờ không có lên mạng. Có lẽ đúng là đã xảy ra chuyện gì, Chu Minh, hai ta thẳng thắn như thế, ta sẽ không giấu ngươi, nói thẳng. Chuyện ngươi là người đồng tính, Mọi người đều biết. Chương 62: Ta là tới lấy xì dầu. Trong lúc nhất thời ta còn thật sự có điểm trở tay không kịp, cầm điện thoại giật mình ở tại nơi đó, này này. Chu Minh. Lớp trưởng ở trong điện thoại nhỏ giọng hỏi thăm, "Ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, tiếp tục, ta đang nghe." Điều chỉnh một chút tâm tình để cho mình tỉnh táo lại, kỳ thực mấy ngày đầu năm nay, có người ở địa chỉ ít gửi email cho chúng ta nói. Nói ngươi cùng với những nữ nhân khác nhau, lăng nhăng lêu lỏng, là đồng tính. Lớp trưởng lời nói gián đoạn, đoán chừng là phía sau xuất hiện vài từ ngữ bất nhã, để cho nàng thấy có chút hơi khó, được rồi, ta đã biết. Nếu lớp trưởng thấy khó xử, cũng không cần phải hỏi tới, minh tử, ngươi, ngươi thực sự. Lớp trưởng còn đang thử thăm dò tính hỏi ta. Lão bang, ngày hôm nay ta cũng không vòng vo với ngươi nữa, ngươi trước đây từng hỏi qua ta vấn đề tương tự ta không trực tiếp trả lời ngươi hiện tại ta cho ngươi biết không sai ta là người đông tính về phần ta đối với bằng hữu thế nào đối với bạn học thế nào trong lòng ngươi đều biết ta cũng không nói nhiều những chuyện khác chính ngươi từ từ nhìn nhận tin tưởng một cái email không rõ ràng hay tin tưởng vào hai mắt và sự phán đoán của ngươi chính ngươi quyết định đi cười cười không nói thêm gì cúp điện thoại, thật không nghĩ Chu Minh ta cũng có ngày bị người ta chơi xấu, ai, quả nhiên là không có lòng hại người thì không thể phòng người hại, cũng khó trách vài bạn học nói cái gì đó, chúng ta vẫn là bằng hữu. Thậm chí liền trực tiếp nói, ta không kỳ thị ngươi các loại. Làm ta như là một người yếu thế cần người khác thương hại và bố thí. Thật là, ta là người đồng tính thì làm sao? Phạm pháp hay là làm hại người nào? Khôi hài. Một đám nói tên ra còn chẳng biết, còn Kỳ thị ta. Ta là học tập không bằng các ngươi hay là các phương diện tổng hợp lại năng lực không bằng các ngươi? Ta là tàn tật hay là bị bại não? Bệnh tâm thần, Kỳ thị quỷ a. Ngươi không kỳ thị ta, ta kỳ thị các ngươi thì sao? Một người ngồi ở trên ghế salon sinh chút khó chịu, không phải là bởi vì bị người ta bôi đen, mà là thật có người nhàm chán đem việc của người khác làm loạn, trái lại ngẫm lại cũng hiểu được. Dù sao trên cái thế giới này đồng tính là thiểu số. Coi như những người này kiến thức hạng hiệp có cơ hội mở mang rồi, về phần bàn tay phía sau hậu trường, nghĩ cũng không cần nghĩ, biết ta thích nữ nhân lớn tuổi hơn ta chỉ có bạn học cấp 3 Ami, còn có cặp đôi Vương Ngọc, sự tình đã xảy ra, bây giờ làm gì cũng không ăn thua, chỉ có một phương pháp, lấy bất biến ứng vạn biến, suy nghĩ một chút, thấy tâm tình đại chấn. Trực tiếp đi sắp xếp hành lý phải nói con người của ta có đôi khi rất vô tâm vô phế, bất quá như vậy còn là tốt vô cùng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, sau khi tự trường dị thường bình tĩnh, thỉnh thoảng sẽ thu được một ít ánh mắt khác thường, bất quá không coi ra gì. Mấy người bạn tốt hỏi, cũng đều thành thật trả lời, phản ứng của mọi người nhưng thật ra tương đối nhất trí, tiểu tử ngươi. Đã sớm nhìn ra ngươi như thế. Nhưng hầu hết mọi người sẽ thấy ghê tởm, đại bộ phận bạn học đều là vội vàng làm luận văn và tìm việc, dù sao cũng là nửa năm cuối đại học, dạo này công việc khó tìm, ai còn quản chuyện của ai, ta cũng liền mừng rỡ yên ổn tự tại, chuyện công việc đã coi như xong hơn phân nữa, luận văn tốt nghiệp cũng tương đối dễ dàng. Ngày càng nhiều thời gian rảnh, cả ngày thảnh thảnh thơi thơi ở nhà đọc sách lên mạng, đổi phòng tập thể dục khác, không muốn gặp lại cặp đôi vương, ngọc, lòng ít nhiều có chút khó chịu, việc này, tám chín phần mười cùng hai người này có quan hệ bình thản tới vài ngày sau vương tỷ đã tìm tới cửa trước đó đã vài lần điện thoại cho ta ta bởi vì sợ ngọc không dám nhận lần này còn dùng phương pháp chắc chắn hơn ghé vào mắt mèo nhìn hơn nửa ngày xác định nàng là một người tới mới dám mở rộng cửa tiểu tử ngươi bốc hơi mấy ngày nay a à. vương tỷ vừa vào cửa đã bắt đầu oán giận đâu chỉ bốc hơi a à, ta hiện tại đang trôi qua những ngày thần tiên trần giang tục thế đừng tìm ta ta cười từ trong tủ lạnh cầm một lon nước ngọt đưa cho vương tỷ ai tìm ngươi nhiều lần nhưng tìm không được vốn là muốn nói chuyện nói với ngươi ta đây lòng rất buồn bực vương tỷ tiếp lon nước ngọt uống một ngụm tiếp tục quán trách sao thế vấn đề tình cảm đừng nói với ta a à, vị kia nhà các ngươi không phải người bình thường có thể chịu được tâm lý ta gánh không nổi đâu ta cười dời cái ghế ngồi ở đối diện Vương tỷ, cũng mở một lon nước ngọt, uống một ngụm, cái gì vị kia của nhà ta, ta cùng nàng chia tay rồi. Vương tỷ liếc mắt nhìn ta, "Hả?" Vừa nghe lời này, trong lòng ta dậy sóng, hiện tại ta mới phát hiện kỳ thực mình quả thật rất nhiều chuyện, bằng hữu ta đều bị nàng lừa một lần. Lễ mừng năm mới cùng bạn học học mặt, thật là nhiều người đều hỏi ta gần đây thế nào ta mới biết nàng nói với người ta ta đã xảy ra chuyện bị người đánh bị thương mượn thật nhiều tiền vương tỷ vẻ mặt khổ não chẳng trách gặp phải người như vậy cũng là khó tránh khỏi a à, bằng hữu ngươi không biết xác định một chút hình như ở thời điểm năm thứ nhất đại học giảng viên dạy chúng ta phải đánh bóng hai mắt của mình có lẽ đã tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy vương tỷ một chiêu này chưa từng học được ai nàng tìm tự nhiên đều là những người không biết tìm ta xác định vương tỷ thở dài uống nước ngọt trong tay ha hả chia tay thì chia tay tự mình tìm hạnh phúc đều không phải cũng tốt vô cùng ta cười cười vận mạng vương tỷ cũng thật long đong thế nhưng có thể trách ai được tự mưu đa phúc đi chia tay dễ dàng như vậy thì tốt rồi vừa nói chia tay liền khóc ở lì nhà ta không đi nháo một trận ai chuyện đồ đệ động thủ đánh ngọc tỷ lúc đó không biết ngọc tỷ là thế nào thêm mắm thêm muối kể với vương tỷ bất quá thấy vương tỷ thời gian dài như vậy không có liên hệ ta phỏng chừng cũng là bị làm khó dễ từ đó trong lòng có điểm trách cứ vương tỷ đối với ta một chút lòng tin cũng không có giờ này khắc này ta thấy ta cũng không chân thành nói với nàng chuyện quá khứ không muốn tra xét đến cùng về phần về sau Ta nghĩ ta sẽ không tự mình tìm một đại phiền toái như thế. Về phần Ngọc Tỷ, một người như thế, ta còn là tự tránh rất xa, hàng huyên một hồi, Vương Tỷ cũng cảm thấy xấu hổ. Có lẽ do ta trước sau đều cư xử khách khí. Vương Tỷ cũng không có nói nữa chuyện liên quan với Ngọc Tỷ. Chỉ là hẹn cuối tuần rảnh rỗi cùng đi phòng tập thể dục, buổi tối uống chút bia, yêu cầu như vậy, ta tự nhiên là nhận lời thời gian ta còn ở Tây An cũng không nhiều, vương tỷ này, sau đó còn cơ hội gặp lại hay không cũng không rõ ràng lắm. Thứ bảy, phòng tập thể dục, một khoảng thời gian không có tập luyện, trở về có chút không thích ứng. Huấn luyện viên cầm chân sửa hồi lâu. Ta mới dám đi tới cùng vương tỷ khoa tay múa chân. Không thể so với người ta xuất thân chuyên nghiệp, vài lần đem ta đá tới ngã bẹp trên mặt đất. Ai, đánh nhau kịch liệt như thế này không thích hợp với ta, ta cho tới bây giờ chỉ là ra chân uy hiếp cộng thêm vỗ cục gạch, công phu hạ cửu lưu không được thanh nhã, chú thích hạ cửu lưu, thời phong kiến chia các ngành nghề trong xã hội thành ba loại, thượng, trung và hạ, thượng cửu lưu, nhất lưu Phật tổ, thích ca mâu ni, nhị lưu tiên, nguyên thủy thiên tôn, thái thượng lão quân, bác tiên vân vân, tam lưu hoàng đế, chân long thiên tử, phong kiến đế vương, tứ lưu quang quan lại lớn nhỏ ngũ lưu lò nấu rượu xưởng rượu từng là nhà xưởng lớn nhất thời đại phong kiến lục lưu đương hiệu cầm đồ thất lưu thương thương nhân bát lưu khách trang viên chủ cửu lưu điền trang nông dân trung cửu lưu nhất lưu cử tử cử nhân nhị lưu y thầy thuốc lan trung đại phu hiệu thuốc tiên sinh tam lưu phong thủy thầy địa lý âm dương tiên sinh tứ lưu phê đoán bác tự thầy bói ngũ lưu đan thanh thi họa lục lưu tướng, tướng sĩ. Người xem tướng, thất lưu tăng, hòa thượng, bác lưu đạo, đạo sĩ, cửu lưu cầm kỳ, đàn cổ và cờ vây, đặc điểm của văn nhân, hạ cửu lưu, nhất lưu vu, phù thủy, bà đồng miền nam vẽ bùa, niệm chú, chiêu thần, đuổi quỷ, nhị lưu kỹ nữ, thanh kỹ, gái điếm, ca kỹ, tam lưu đại thần, thầy cúng, tứ lưu bang, phu canh, người gõ mỏ nửa đêm nhắc nhở củi lửa, ngũ lưu thế đầu đích, thợ cắt tóc lục lưu suy thủ nhạc công thợ làm kèn thất lưu con hát các loại diễn viên bác lưu khiếu nhai ăn mày cửu lưu bán kẹo người làm làm tò he hết chú thích đạo phục còn chưa đổi cùng vương tỷ ngồi ở trong đại sảnh nói chuyện phiếm đang lúc nói chuyện đến cao trào quan gia tới một thân mặc đồ yoga lúc này ta mới phát hiện kỳ thực vóc người ngọc tỷ quả thực thật không tệ thảo nào nàng tự tin mình xinh đẹp ta nghĩ không nhìn mặt mà nói thì đúng là thật xinh đẹp u hai người các ngươi thật thanh nhàn a à. ta rốt cuộc cúi đầu khâm phục người như vậy nữ nhân lần trước đứng ở hành lang trước nhà của ta chanh chua chửi đổng lúc này lại thân thiết như chị dâu gặp em rể ha hả ta rất không cho mặt mũi cười lạnh hai tiếng đứng dậy chuẩn bị đi vừa mới chuyển thân ngọc tỷ cũng cất lời chu thiếu gia a à, gần đây danh tiếng thật lớn a à, vừa dứt lời ta ngừng lại, hiện tại ta thực sự hồ đồ, Ngọc Tỷ đến tột cùng là một người thông minh hay là một người ngu ngốc? Nếu như nàng là một người thông minh, lời kia chính là tự thừa nhận mình làm việc mờ ám, nếu như là ngu ngốc. Nàng có tài đức gì mà làm vương tỷ đối với nàng dễ dàng tha thứ và thoái nhượng đến nước này, tiểu ngọc, đừng làm rộn được không? Không nghĩ tới ở phía sau, vương tỷ đứng ra. Nàng tiến lên hai bước, vỗ vỗ bả vai ta, minh tử ta đi ta như trước đứng tại chỗ không quay đầu lại cũng không có cử động u vương giao ngươi được lắm a à? che chở bằng hữu ngươi ngọc tỷ lại bắt đầu châm chọc khiêu khích vương tỷ quay đầu tự hồ là muốn nói nàng vài câu lại không biết nên mở miệng như thế nào ngọc tỷ thấy hai chúng ta đều không nói lời nào càng đắc ý hơn tiến lên vài bước cảm giác được nàng và ta cự ly không quá một thước thế nào a à? chu thiếu gia lão bà nhà ngươi có khỏe không không có bị bạn học trong lớp ngươi trông thấy tiểu ngọc thanh âm vương tỷ ở bên ta nổ tung trống đến lỗ tai ta ông ông bị tác hưởng ngươi được lắm ngươi bây giờ thế nào lại trở nên như vậy cúc ngươi lập tức cúc cho ta xem ra ta còn chưa tức giận vương tỷ đã nổi giận trước ngươi muốn ta đi thì ta đi hai người các ngươi suốt ngày lăn lộn cùng một chỗ, không một ai là tốt cả. Ngọc Tỷ lại bắt đầu chống nạnh khóc lóc om sòm. Dù không quay đầu lại nhìn. Ta cũng tưởng tượng ra giọng nói và thần thái của nàng, có sai biệt cũng đúng 8 chín phần 10, ta không muốn cùng ngươi ở đây dây dưa, ngươi bây giờ cút cho ta. Là ta mắt chó đuôi mù, được không? Vương Tỷ Thanh âm run rẩy đột nhiên ta cảm giác mình đứng ở chỗ này có chút khôi hài đây coi là cái gì a à? một vở kịch điển quá lố thực sự như đang ở phim trường ta vẫn đưa lưng về phía ngọc tỷ đứng thẳng vương tỷ và ngọc tỷ ở trong đại sảnh càng ngày càng ồn ào nhìn ra vương tỷ oán hận chất chứa quá sâu lúc này bắt đầu thống khoái phát tiết mà ngọc tỷ cũng thói quen chửi ầm lên hai người kia liền công khai diễn ra một hồi tình cảm gút mắt sau trở mặt thành thù, ta muốn xoay người lại, nói lên một câu, ta là tới lấy xì dầu mà thôi. Chú thích lấy xì dầu, ở Trung Quốc trước đây, khi muốn mua xì dầu người ta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau, có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn một số người dân, khi mc đó gọi một người qua đường và phỏng vấn thì nhận được câu trả lời là đã tương du rồi người này liền đi mất ý nói người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi không quan tâm đến việc khác sau này từ này thường được dùng trong trường hợp có một người đi ngang qua nhưng không để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh hết chú thích có lẽ ta coi thường chọc giận ngọc tỷ cũng có lẽ phản ứng của ta làm cho nàng nghĩ ta sợ cùng vương tỷ cãi nhau một hồi Lời của nàng bắt đầu chuyển đến trên người ta. Họ Vương, ngươi cùng Chu Minh lăng lộn, người ta có tiền, ngươi có cái rắm. Chu Minh cũng không phải đồ tốt, cái gì chuyên nhất a, à, nhất định lão bà kia của nàng cũng không phải đồ gì tốt, vừa nghe lời này, ta nổi giận, nhất thời ném chai xì dầu đi, ngươi lặp lại lần nữa. Ta mắt nhìn phía trước, thấy ngực tức giận tới khó thở, Vương tỷ không nói lời nào. Tiến lên nhìn ta một cái, ta nói, nhất định lão bà của ngươi, ba. Ta đột nhiên một cái xoay người tung chân, vừa lúc đá vào má trái ngọc tỷ. Nhất thời ngã xuống đất, bên mép chảy máu, mẹ ta nói, ta bình phục một chút tâm tình, chậm rãi nói, đánh người không đánh mặt, thế nhưng đối với loại người không biết xấu hổ như ngươi, thì không nói tới. Ngươi mắng ta ta có thể không so đo với ngươi. Ngươi mưu kế hại ta ta cũng có thể không nói, Thế nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, không nên công kích người ta yêu, nếu không lần sau, ta đảm bảo cho ngươi đau gấp trăm lần. Nói xong, nhìn vương tỷ đứng ở một bên vẻ mặt kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy nàng có điểm thật đáng buồn, còn có chút thương cảm, tỷ, xin lỗi. Ngươi nếu như muốn đánh nhau với ta, ta đứng đây cho ngươi đánh. Ngươi cứ tùy tiện đánh, ta không đánh trả, vương tỷ nhìn ta một cái, lại nhìn ngọc tỷ đang nằm trên đất, nhìn ra được, trong mắt nàng còn có một tia đau lòng, bất quá càng nhiều hơn, là thất vọng, cuối cùng, vương tỷ không nói gì, xoay người đi. Chương 63, ta trở về ở bên ngươi mãi, từ khi Minh Nhi đi rồi, cuộc sống khôi phục vẻ bình lặng của ngày xưa, chuyện bất đồng duy nhất là có Dương Dương bên người, trong điện thoại, Minh Nhi không chỉ một lần hỏi Dương Dương thế nào với đứa bé này, nàng hình như so với ta dụng tâm càng nhiều. Mỗi buổi tối điện thoại vang lên, vẻ mặt dương dương vui sướng chạy đi bắt máy sau đó vui vẻ kêu minh minh vừa vui vừa buồn không biết về sau khi dương dương hiểu được phần tình cảm không được thế tục chấp nhận này hắn sẽ có suy nghĩ gì tâm lý có bị chấn động không trời dần dần ấm lên băng tuyết đã tan hết đột nhiên hy vọng mùa hè tới mong đợi khi mùa hè bắt đầu hài tử trưởng thành kia sẽ lưng bọc hành lý đúng hạn mà về những ngày đằng đẳng sẽ không bởi vì chờ đợi mà qua mau một chút đôi lúc nhìn ngoài cửa số thẫn thờ hình như thân ảnh quen thuộc kia lại đột nhiên xuất hiện trong mắt sau đó chạy như bay đến trước mắt hiện lên là gương mặt mang nét cười tiếng chuông điện thoại phá vỡ buổi trưa vắng lặng cũng tiêu trừ một tia buồn ngủ của ta cầm điện thoại di động lên nhìn tên người gọi hàng học hiên ba chữ làm ta có một chút chần chờ từ khi minh nhi đi hắn không có liên lạc với ta không biết có phải hay không là lại muốn gây thêm phiền phức gì trong lòng có một chút bất an vô sự không lên điện tam bảo không biết lúc này đây là có tiết mục biến hóa gì hắn hời hợt chỉ nói lão sư hài tử gọi điện báo hài tử ở trường học bị thương hiện tại ở trong bệnh viện có chút ngạc nhiên với sự lạnh lùng của hắn có lẽ cách một nam nhân xử lý chuyện xảy ra so với nữ tử trầm tĩnh hơn nhiều thế nhưng Thái độ của hắn làm ta đối với hắn thất vọng gần như chạm đáy, dù sao cũng là con trai ruột của mình, sao có thể lạnh lùng như vậy, không có hỏi vặn, cũng không chất vấn, thậm chí ngay cả nói hơn một câu cũng không có. Vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, nhìn cánh tay hài tử băng vải thật dày, có chút lún cúng, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, thật lâu đứng ở nơi đó không biết bước tiếp theo làm sao tiến hành. "Lão sư của con nói, hay là đem hắn đi kiểm tra một chút?" Mà ở nơi này với ta mà nói như trước có chút xa lạ, thậm chí ngay cả một bệnh viện khoa chỉnh hình uy tín ta đều không biết. Trong hoảng hốt, hài tử lôi kéo chéo áo ta, mồ hôi trên trán làm ướt tóc, kiểm tra, chuyên gia uy tín, những từ ngữ rời rạc này không ngừng xoay chuyển trong đầu ta. Nhớ lại bệnh viện HH, nghĩ tới Tây An. Giờ khắc này, đột nhiên muốn đi Tây An, do dự mãi, vừa ngay lúc cách ngày 1 tháng 5 không xa giúp con trai xin nghỉ, ta cũng nên nhân cơ hội này, đem con về Tây An. Gọi điện cho Minh Nhi, điện thoại di động không bắt máy, điện thoại bàn cũng vẫn không ai có nghe. Hồi tưởng lại mấy ngày nay nàng hình như đều bề bộn nhiều việc, trước đó vài ngày còn nói mình năm nay thật thanh nhàn, có lẽ là vừa gặp phải chuyện gì cần xử lý. Hy vọng chúng ta sẽ không cho tạo cho nàng áp lực mới, mãi đến tối, mới cùng Minh Nhi liên lạc được biết được dương dương bị thương trong giọng nói của nàng tràn đầy lo lắng muốn lập tức liên hệ bệnh viện thậm chí đòi về nghe thanh âm lo lắng của nàng đột nhiên cảm thấy tâm không an định thoáng cái có chỗ dựa vào hàng học hiên lạnh lùng cái thành phố này xa lạ cùng thân nhân tưởng niệm vào giờ khắc này đều hóa thành vui mừng và cảm ơn ta nói chúng ta muốn đi tây an giọng nói của nàng tràn đầy kinh ngạc liền vội vàng nói sẽ đến đón chúng ta trong điện thoại nàng cất tiếng cười mà ta dĩ nhiên cũng bởi vì nàng vui vẻ mà tâm tình thật tốt nàng chi phối hỉ nộ ái ố của ta làm ta bắt đầu xác định ái tình vấn vương trong lòng mua xong vé máy bay khó có thể đè xuống xúc động nhi tử nghe nói sẽ đi tây an gặp minh minh tất nhiên là vui mừng dị thường đêm không thể chợp mắt trằn trọc cho đến khi phương đông nắng lên vẫn là hoàn toàn không buồn ngủ, Tây An, mỗi khi nghĩ đến, trong lòng có chút lo sợ, thắt thỏm, vừa ra sân bay liền gặp được nàng, vẫn một thân bạch trang, ở trong đám người phá lệ bắt mắt. Hai tay đút túi, mũ lưỡi trai màu trắng, trên túi áo vắt một cái kính râm, tiếp nhận hành lý trong tay ta. Nho nhã lễ độ. Ở trước mặt hài tử, nàng luôn biết đâu là chừng mực, sẽ không biểu hiện thân mật quá mức cũng sẽ không quá mức sơ sài. Minh Nhi dọc đường đi đều cùng Dương Dương đấu võ mồm, Dương Dương trở nên hưng phấn dị thường, nói cũng nhiều hơn. Trong đó rất nhiều thứ đều là ta chưa bao giờ nghe, lúc này mới phát hiện nguyên lai like mình cùng Nhi tử cũng tồn tại một ngăn cách khác biệt. Cho đến khi xe lái vào khu vực thành thị, mới phát giác lộ tuyến tựa hồ có chút quái dị. Minh Nhi lúc này mới nói cho ta biết, mẹ ta sinh bệnh đang nằm viện, biết được tin này, ngạc nhiên, theo sau là lo lắng đã lâu chưa trở về không biết cha mẹ thân thể có mạnh khỏe hay không có chút tự trách ta là con thế nhưng không thể làm tròn đạo hiếu ngồi ở trong xe trầm mặc không nói thẳng đến khi nhìn thấy mẹ một lòng giống như bụi rơi ngồi ở bên giường mẹ cho dù trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói cũng nói không nên một lời minh nhi không có nhiều lời chỉ là lặng lẽ đứng ở một bên mẹ nhìn thấy dương dương có chút kích động tự nhiên tránh không được hỏi han ân cần nhàn thoại việc nhà hài tử có chút sợ người lạ thấy minh nhi ở một bên nháy mắt với dương dương không khỏi thấy buồn cười chỉ chốc lát minh nhi muốn rời đi trước nhìn quanh phát hiện bên cạnh đều là người nhà thân thích bầu không khí như vậy có lẽ làm cho nàng có chút không quen mẹ tự nhiên là muốn tìm mọi cách giữ lại nhìn ra được nàng đã đem minh nhi coi như hài tử nhà mình ngôn ngữ hòa khí ánh mắt từ ái tiễn nàng tới cửa giúp nàng chỉnh lại quần áo muốn nói nàng tự mình chiếu cố thật tốt lại thấy có chút dư thừa nàng đã không còn là một hài tử bất cần đời mà là một người trưởng thành có khả năng gánh vác mọi việc nàng mỉm cười nàng nhíu mày nàng ở giữa vạn vật phù hoa biết mình muốn cái gì nàng từng bước một bước vào cuộc sống thực tế mà giống như chính nàng từng nói chỉ lo thân mình. Nếu như cái giá của việc ta lớn lên là thiếu đi những lời dặn dò của ngươi, ta đây thà vẫn luôn nhỏ bé, như vậy, ngươi không có chuyện còn có thể hướng ta trừng mắt, giống như Ngươi, một hồi nhìn ta, một hồi nhìn mây, chú thích, xa và gần, thơ của Cố Thành, xa và gần, người dịch, Trần Đình Sử, em, lúc nhìn anh, lúc nhìn mây, anh cảm thấy, lúc em nhìn anh rất xa lúc em nhìn mây rất gần hết chú thích nàng đứng ở cửa bệnh viện cười nói mỗi lần đều là nói phân nửa liền biến thành trích dẫn vẫn là thơ cố thành hình như đối với cố thành nàng đã thần tượng đến mức sùng bái sách đem gối đầu cứ như thánh kinh mà nghiền ngẫm giống như một nhân vật đi ra từ đồng thoại ánh mắt của nàng u oán như thế lại bình thản như thế thâm tình như thế lại lãnh đạm như thế nóng nảy như thế lại bàng hoàng như thế lửa của ái tình không thể thiêu đốt sự ngượng ngùng trong nội tâm nàng nàng không dám đế ánh mắt tiết lộ tâm tư lo lắng của mình mà bây giờ cái ta có thể thấy là nghị lực và kiên trì trong phòng bệnh mẹ nắm tay của ta khẽ thở dài lúc này ta mới biết được khi ta rời xa quê hương gia đình nàng đã quan tâm và chiếu cố người nhà của ta thế nào trong mắt mẹ tràn đầy ôn nhu nhắc tới minh nhi trong lời nói tràn đầy cưng chiều mẹ nói có một học sinh như vậy là phúc khí của ta ta muốn mở miệng nói ra ở trong lòng ta nàng từ lâu đã không phải học sinh đơn giản như vậy thế nhưng ta không có mở miệng có chút tình cảm muốn thế tục và luân lý thấu hiểu vẫn là rất khó mẹ nói mấy ngày nằm viện nàng cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố sau đó bệnh tình chuyển biến tốt đẹp nàng liền mỗi ngày đưa cơm hỗ trợ bôn ba giữa trường học nhà và bệnh viện lúc rảnh rỗi nàng còn cùng cha ta uống trà chơi cờ cha ngồi ở một bên không nói thêm gì chỉ khi đứng dậy ra ngoài nói một câu một thanh niên hiếm có cha mẹ khen ngợi làm trong lòng của ta thấy thỏa mãn lại thêm thắt thỏm chỉ có thể mặc sự việc sau này thế nào không muốn nghĩ đang nói chuyện dương dương đã là vẻ mặt không nhịn được hắn khi thì nhìn ngoài cửa sổ có chút lo lắng và miễn cưỡng an phận ngồi ở chỗ kia. Có lẽ, sau đó, nên an bài hắn ở cùng Minh Nhi. Dường như chỉ có đế hắn cùng Minh Nhi ở cùng một chỗ, ta mới yên tâm, liên tiếp mấy ngày, đều ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ, cũng chỉ có như vậy mới làm dịu đi cảm giác ấy nấy trong lòng. Ca ca vài lần nhìn thấy ta đều muốn nói lại thôi. Luôn cảm thấy hắn tự hồ muốn cùng ta nói cái gì đó, chỉ là ngại trước người khác không có cơ hội ca ca vẫn là như cũ không nói nhiều tâm như gương sáng công viên hoàn thành ca ca rốt cuộc do dự nói ra vấn đề của hắn chỉ có một tiểu cẩn chu minh rốt cuộc là ai ta nở nụ cười quan hệ của ta và nàng từ sư sinh đơn thuần ban đầu đến bây giờ sư sinh đồng học đồng hành đồng sự thậm chí người yêu giống như khi ta lần đầu biết yêu Ca ca luôn là người thứ nhất hiểu rõ. Hắn ngồi ở chỗ kia, chậm rãi hút thuốc. Hắn nói, hắn và Minh Nhi cùng nhau uống rượu, nàng say. Trên đường về nhà, ngồi ở băng sau xe nhẹ giọng gọi tên của ta. Từ một khắc kia trở đi, Ca ca biết nàng có tình cảm với ta. Ca ca đã bối rối, do dự, thậm chí có một khoảng thời gian hắn trở nên lạnh lùng với Minh Nhi. Cuối cùng nữ nhi quật cường ấy dùng hành động của mình thuyết phục ca ca. Làm cho lo lắng của ca ca lúc ban đầu chậm rãi trở thành tán thưởng, thở dài bất đắc dĩ, ta có thể nhận thức được, suy nghĩ và im lặng 7 năm, ta từ lâu đã bất đắc dĩ thông suốt, chỉ là còn thiếu khuyết một ít dũng khí, nhân sinh gặp gỡ, ai mới là người đúng đắn, ai mới là người thích hợp, chúng ta đều không thể tiên tri. Khi chọn lửa ra đi hoặc chờ đợi đều có khả năng bỏ qua người thích hợp nhất, nếu như người thích hợp nhất của ta là Minh Nhi, như vậy, ta xác định sẽ không bỏ qua, bởi vì cho dù bỏ qua, nàng như trước sẽ luôn đứng tại chỗ chờ ta, ca ca muốn ta hỏi lại trái tim của mình, đến cột cùng nên như thế nào tiến lui. Ta nghĩ, ta đã không còn lý do để rút lui, bởi vì ở trong lòng, ta từ lâu đã quyết định. Ta cười nói, ca, giúp ta đặt hai vé máy bay tới Hàng Châu ta muốn cùng nàng đi ô trấn, đột nhiên bắt đầu thấy nhớ nàng, nhớ gương mặt mỉm cười, ánh mắt hữu thần, độ ấm của bàn tay, đôi tay vững chắc ôm lấy ta, nhớ đến ngoài ô cửa số của trung thủ, ngươi quan tâm điều gì ở ta, ngươi yêu thích điều gì ở ta, nguyện hóa thành một làn khói nhẹ. Không ngại bất cứ rào chắn nào, mưa phùng ướt đẫm tường phủ rêu xanh, màn đêm buông xuống bao phủ lầu cao, xin ngươi hé mở khung cửa số nhỏ, ta phiêu bạc u linh chung quanh bồi hồi, ta linh hồn du đảng, khát khao tiến vào, đương mưa bụi ướt đẫm rêu xanh, màn đêm buông xuống bao phủ lầu cao, xin ngươi hé mở khung cửa số nhỏ, không ai có thể ngăn trở bước chân ta. Ta tất trở về, ở bên ngươi mãi, ta tất trở về, ở bên ngươi mãi, muốn chạy đến trước mặt nàng nói, ta yêu ngươi, giống như con sâu nhỏ biến thành hồ điệp, tình yêu của ngươi giúp ta chấp cánh điệu vũ chốn nhân gian. Chương 64, lần đầu tiên của chúng ta ngọn đèn không đủ sáng lại đủ để thấy rõ khuôn mặt trẻ tuổi của ngươi không phải đêm trăng tròn tay trong tay sóng vai đứng trên gác chuông xa xa ngọn đèn lấp lánh đường trường an vắng lặng hưởng thụ gió trên tường thành thổi nhẹ nghe ngươi nhỏ giọng tâm sự những thước phim quá khứ không ngừng hiện ra trước mắt trong những hồi ức ấy chúng ta đều mang hình dáng ngày xưa lần đầu tiên trong hành lang va chạm sách trên tay rơi đầy đất một tiếng xin lỗi dứt khoát lại mang theo ánh mắt ngạo mạn khi đó trong mắt ta ngươi là một hài tử nghịch ngợm không hề cảm thấy tức giận vì hành động lỗ mãn của ngươi chẳng qua là cảm thấy rất buồn cười một thiếu niên bướng bỉnh còn nghĩ ngươi chẳng biết thế nào là buồn có lẽ ở cái tuổi đẹp nhất đời người ấy ngươi như giấc mộng thật rực rỡ đẹp mắt mỹ lệ lần đầu tiên trong lớp đối diện trong mắt ngươi có một tia ngạc nhiên, mặc dù ngươi cực lực che giấu, như trước không giấu được sự chột dạ và thấp thỏm. Muốn đùa cợt ngươi, cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Sự thuần khiết trong mắt ngươi làm ta không đành lòng, không muốn một hài tử kiêu ngạo ở trong lớp lộ vẻ lúng túng, lần đầu tiên, gọi ngươi trả lời câu hỏi, nghĩ tới đáp án của ngươi chưa chắc theo khuôn phép cũ, cũng không ngờ tới rằng sẽ bị ngươi hỏi ngược lại. Khóe miệng vĩnh lên, trong ánh mắt lộ vẻ trêu tức một câu ngươi đoán đi làm cả lớp cười vang cuối cùng vẫn là ngươi thỏa hiệp quy củ nói ra đáp án biết ngươi gan lớn nhưng chưa từng nghĩ lớn đến như vậy đáp án gần như hoàn mỹ bắt đầu hiếu kỳ học sinh kém trong miệng các lão sư khác kia đến tột cùng là một người thông minh hay chỉ là khôn vặt lần đầu tiên cầm được bài thi của ngươi vui mừng và thỏa mãn Ta biết ngươi là một hài tử chăm chỉ. Trên sách bài tập không có bất kỳ hình vẽ lung tung nào. Chữ viết khéo tay như bay lượng, bắt đầu có chút tò mò về thế giới nội tâm của ngươi, phía trong vẻ ngoài tuấn lãng, rốt cuộc che giấu những suy nghĩ gì? Lòng của ngươi có hay không giống như chữ viết, rộng rãi nhưng trống trải, lần đầu tiên ở trong lớp biểu dương ngươi. Nhìn ngươi ngẩng đầu, tràn đầy tự tin, đột nhiên bắt đầu nảy sinh suy nghĩ muốn trêu đùa ngươi. Ở chung quanh vui cười, ngươi đối với bạn ngồi cùng bàn trợn mắt nhìn, ngay tại lúc quay đầu một chốc, ngươi cười, xấu hổ cúi đầu. Vẫn coi ngươi là một tiểu tử kiệt ngạo, lúc này đây, mới phát hiện ngươi cũng có dáng vẻ của một tiểu nữ sinh, lần đầu tiên, ở trong lớp phê bình ngươi. Một bài văn làm ta triệt đế đau đớn, chỉ sợ ngươi bởi vì nhất thời động tình làm lỡ tiền đồ của chính mình bức tường ngăn cách nhưng chưa từng nghĩ rằng phần này tình là dành cho ta nhìn ánh mắt ủy khuất của ngươi có chút lo lắng có phải mình đã phê bình quá gay gắt yêu càng nặng đau càng sâu nên cắt đứt sớm ta nghĩ ngươi hiểu nhưng chưa từng nghĩ thật ra người không hiểu được lại là ta lần đầu tiên cùng ngươi tâm sự lúc này mới biết được phía sau vẻ hào hiệp và kiên cường là cô độc cùng ủy khuất từ nhỏ độc lập sinh hoạt sau khi lớn lên độc vãng độc hành. Ngươi so với những hài tử khác hiểu chuyện hơn, lại phát hiện sự mê mang của ngươi càng sâu hơn. Ngươi khóc muốn ta đừng thất vọng với ngươi, nước mắt theo gò má chảy xuống. Lòng ta lúc ấy đau như cắt, ta như trước coi ngươi là đứa bé, một hài tử cần yêu thương và quan ái, lần đầu tiên tựa lên vai ngươi. Bướng Bỉnh lôi kéo ta đi bệnh viện, ngồi trên xe, đầu dựa vào vai ngươi đơn bạc mà non nớt. Tim ngươi đập rất nhanh, hô hấp dồn dập, muốn quay đầu lại nhìn lại không dám cử động, ngươi đỏ mặt, lạ thường khả ái. Có lẽ khi đó trong lòng ngươi đã dậy sóng từ lâu. Ngươi lại cố ý làm ra một bộ mặt gợn sóng không sợ hãi, lần đầu tiên, cùng ngươi ngủ chung giường. Đêm hôm đó, nói một chút chuyện cũ cho ngươi nghe. Có thể ngươi đoán được nhân vật chính bi kịch kia là ta, trong bóng tối, cảm thấy sự kìm nén cùng bi thương của ngươi trong giấc ngủ ngươi nói mớ mơ hồ không rõ chỉ có thể từ ngữ điệu phát hiện một tia thương cảm sáng sớm mở mắt ra đập vào mắt là dáng vẻ ngươi cuộn tròn biểu môi ngủ say lần đầu tiên thấy ngươi thất vọng đi quanh quẩn ở góc tường đi tới đi lui trên người mình vết thương chồng chất cũng không quan tâm âm ba mươi mấy độ ngươi cứ như vậy nằm ở trong tuyết cuối cùng ta không thể tiếp tục chỉ đứng nhìn ngươi từ đằng xa, ta muốn đi xuống. Tìm ngươi, mở ra lòng ngươi vốn luôn khóa kín, vuốt lên vết thương trong lòng ngươi. Không biết vì sao việc chia lớp lại ảnh hưởng lớn đến ngươi như thế, nhìn khuôn mặt ngươi gầy gò, lúc ấy, thế nhưng lại tự mình để ngươi chịu tổn thương, lần đầu tiên, nghe ngươi nói ra từ yêu. Lúc ngươi nói ra ba chữ ta yêu ngươi, giống như có một dòng điện chạy ngang đầu. Tư duy ta dừng lại, Lý trí tiêu thất ý thức tan rã thậm chí ngay cả khả năng ngôn ngữ hình như cũng mất đi không cảm giác được hô hấp không cảm thấy được tim đập hốt hoảng như thực như mơ như gần như xa lần đầu tiên hôn xúc động dồn dập thậm chí có một loại quyết liệt của thiêu thân lao đầu vào lửa ngươi đột nhiên trở nên không giống ngươi mà ta vốn biết thật nhiều nét kỳ lạ và khó hiểu thậm chí không có thời gian tự hỏi và để ý thế tục luân lý đạo đức sư đức hướng ta kéo tới, ta muốn chạy trốn, thầm nghĩ thoát đi, lần đầu tiên, đợi ngươi thức tỉnh. Nhìn ngươi mặt tái nhợt, trên cổ tay quấn băng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi. Di thư dính đầy máu, sợ đến cả người phát run. Ta từng muốn thoát khỏi thế giới này. Nhưng chưa từng nghĩ đến ngươi sẽ vứt bỏ sinh mạng mình. Dùng phương pháp cực đoan và tráng liệt như thế trừng phạt ta, để ta biết, ở trong lòng ta ngươi là chu minh bất khả phục chế không thể thay thế được thậm chí là không thể xem nhẹ lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu lúc này đây ngươi sắp đi xa thư thông báo trúng tuyển màu đỏ nhìn không ra ngươi đang hưng phấn và vui sướng trường đại học này đối với ngươi mà nói không tính là đúng trình độ thậm chí sẽ như một nét bút hỏng ta đột nhiên nhớ tới từ khi bắt đầu ngươi không thuộc về vườn trường này không thể lại có cơ hội cùng ngươi ngẫu nhiên đối mặt, lại có một tia thương cảm và thất lạc. Bắt đầu chờ đợi ngươi lớn lên, mất đi vẻ ngây ngô và non nớt, đột nhiên phát hiện một chữ bắt đầu chậm rãi xuất hiện trước mắt. Càng ngày càng rõ ràng, đó chính là ái, lần đầu tiên tiễn ngươi đi xa. Giúp ngươi cầm hành lý, nhưng không muốn ngươi một mình ở phương xa, cho dù không phải là lưu lạc, cho dù ta biết ngươi sẽ trở lại cố hương một cuộc trò chuyện ở tây an làm ta không khỏi nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa có lẽ ta đã coi ngươi là một người trưởng thành không phải là dạy bảo và giúp đỡ mà là bình đẳng nói chuyện với nhau ngươi nói ngươi muốn cùng ta đứng trên bục giảng mà nay ngươi đã bước đi bước đầu tiên lần đầu tiên khi ngươi đi rồi lại bắt đầu tưởng niệm đứng ở cuối hành lang thẫn thờ lại đi đến chỗ góc tường trong phòng học trống không ngồi vào chỗ ngươi từng ngồi nhìn thấy hàng chữ nhỏ ngươi khắc trên bàn nô thiên bút do lớp lúc khắc chữ ngươi nhất định chưa từng nghĩ đến có một ngày ta sẽ ngồi ở chỗ này minh nhi thông minh ngươi có thể hiểu thấu mọi chuyện có thể hay không đoán được lúc này ta đang nhớ đến ngươi bảy năm giữa chúng ta đã có quá nhiều lần đầu tiên bốn năm chia lìa chúng ta đều phải chịu đựng mỗi một khắc cô tịch từng ngày từng ngày mặt trời mọc rồi lặn nàng dùng một trái tim chân thật nhất đế yêu che chở chờ đợi dùng phương thức lãng mạn nhất chứng minh tình cảm của nàng làm ta dần dần cảm thụ được chân thành cùng thâm tình của nàng nàng dùng thời gian đăng đẳng chờ đợi chờ lòng ta cùng cộng hưởng đứng ở trên tường thành cảm khái thật sâu ánh trăng và ngọn đèn đang vào tạo thành bầu không khí thật ái muội nàng ở trong gió khép hờ mắt hưởng thụ sự an tĩnh này, nàng vẫn là hình dáng ta quen thuộc nhất, chỉ là thần tình không còn mờ mịt u buồn nữa, mà là có vẻ bình tĩnh thản nhiên. Ánh trăng rất sáng, mà lòng lại không thể như vần trăng sáng kia an tĩnh. Có vài lời, muốn tối nay mở miệng, lần đầu tiên nói ra ta yêu ngươi. Lại muốn nói thật xin lỗi, đã để ngươi chờ đợi thật lâu. Ta yêu ngươi, yêu ngươi từng ngây ngô cố chấp, cũng yêu ngươi hiện tại kiên cường cùng trầm tĩnh yêu dáng vẻ hao gầy của ngươi, ánh mắt sâu sắc và vẻ mặt ưu tư. Vẫn luôn đợi chính mình mở miệng, ta biết, ngươi vẫn luôn chờ đợi. Thậm chí là đã từ rất lâu rất lâu rồi, trong phòng khách vang lên một điệu dương cầm chậm rãi. Vòi hoa sen phun nước làm ướt quần áo ta, ông chặt lấy nàng, nhiệt độ chợt tăng cao thiêu đốt khiến mặt cẩn ửng đỏ, cũng đốt cháy chút ý trí lưu lại không nhiều lắm của ta. Hơi do dự một chút, mặt chậm rãi dựa sát vào nàng hơi nước mờ ảo giữa tiếng nước chảy nghe được hô hấp cấp gáp của nàng một dòng nước ấm chật chảy xuống quanh thân nàng ôm cổ ta thật chặt đôi môi hé mở đầu ngón tay mơn trớn trên lưng nàng trong khoang miệng cùng đầu lưỡi nàng gặp nhau lưu luyến dây dưa một loại cảm giác tốt đẹp trước nay chưa từng có thấm vào từng tế bào trên thân thế làm lý trí ta dần biến mất cuối cùng bốc hơi điên cuồng, chỉ một thoáng, ta giống như đắm mình vào dòng nước. Bàn chân giống như không chịu nổi trọng lượng thân thế, chậm rãi hạ thấp, cho đến khi nước bao phủ lấy ta, trầm luân, hít thở không thông, ngọn đèn có chút mông lung, cẩn nhắm mắt lại, lông mi run run. Cái trán của nàng, đôi môi của nàng, hai gò má ôm nhuận, đôi vai gầy, bàn tay ấm áp, da trắng như tuyết. Thân thể của nàng run rẩy, mặt đỏ như nắng chiều nơi chân trời hôn lên bên tai cẩn, hương thơm quen thuộc, ta biết, thời khắc này người nữ nhân này, là thuộc về ta. Vuốt ve từng tất thân thể ấm áp của nàng, trong thân thể kia cất dứt một ngọn lửa nhiệt tình sống động mà thuần túy. Âm ầm, ta như cỏ dại khô chạm phải mồi lửa, ngực của nàng phập phồng theo từng nhịp thở, là thân thể cởi bỏ đi lớp y phục tâm hồn, hay là tâm linh trúc đi lớp trang phục thân thể sâu trong nội tâm của ta như núi lửa hoạt động phun ra dung nham, giờ khắc này, ta muốn nắm giữ lấy, hơi nước như sương mù dày đặc, ngọn đèn bé nhỏ, dòng nước chậm chậm chảy, thấp giọng thì thầm như một tiếng kêu gọi, ngã nghiêng và tìm dò trong mang loạn, chậm rãi tiến vào, ấm áp và ẩm ướt, bao quanh ngón tay thật chặt chẽ, nhẹ nhàng lui ra, rồi phản phất ngược dòng mà lên. Thông thả ôn tồn. Tiếng rên rỉ khe khẽ, trực tiếp vào sâu trong chốn đào nguyên, động tác trở nên nhanh hơn, như có như không khẽ chạm, xoay thuyền chuyển hướng, thuận thế xuôi dòng, bọc nước từng dọc kích thích vỗ vào gò má. Một dòng nước nhỏ nhẹ nhàng chảy ra, ta cảm nhận được đỉnh điểm, điểm của ôm nhu, run rẩy, nhẹ nhàng, ta hôn lên hai mắt đóng chặt của nữ nhân đang thì thầm tên ta. Đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Muốn dùng thâm tình của ta sưởi ấm trái tim nàng, nắng sớm soi rọi phía đông bầu trời, một buổi tối theo Thái Dương xuất hiện mà biến mất. Nàng đang nằm trong lòng ta say ngủ, trăm ngàn lần tìm người trong hỗn độn, bỗng nhiên quay đầu lại, người đã đứng đó, phía đèn dầu đang tắt. Chú thích, trích trong bài Thanh Ngọc Án của Tần Khí Tật, Thanh Ngọc Án, Người Dịch, Điệp Luyến Hoa, đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, trụng như mưa, sao rực rỡ, ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ, phụng tiêu uyển chuyển, ánh trăng lay động, suốt đêm rồng cá rộn. Ngài tầm, liễu tuyết, tơ vàng rũ, phản phất hương bay, cười nói rộ, giữa đám tìm người trăm ngàn độ, bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó, hết chú thích. Chương 65, Chiếc cầu nhỏ, nước treo bên nhà, chú thích, một câu trong bài Thiên tịnh sa, thu tứ của Mã Trí Viễn, Thiên tịnh sa, thu tứ, cây khô, cành cỗi quả chiều, chiếc cầu nho nhỏ, nước treo bên nhà, gió tây đường của ngựa già, chiều buông ruột đức, người xa góc trời, hết chú thích, giai điệu của ám hiệu làm ta từ trong giấc mơ giật mình tỉnh giấc, không thể làm gì khác hơn là chạy đi nghe điện thoại. Hiện tại bị đồ đệ yêu quý đánh thức ta từ trong thanh thản và an nhàn, đương nhiên cũng không thể tránh khỏi bị ta mắng cho một trận, phía sau lưng hơi nhột một chút, đầu ngón tay của Cẩn Mơn trớn theo hình xăm của ta, khiến ta không có lòng dạ nào tiếp tục cùng đồ đệ nói chuyện điện thoại, có điểm lo nghĩ, cũng có chút kích động hết lần này tới lần khác đồ đệ lại lại nhảy liên tục trong điện thoại. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bị buộc đến thẹn quá thành giận, đem điện thoại ném qua một bên, bắt lại bàn tay đang tác quái, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà muốn nói gì đó, lại trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu, một đêm điên cuồng, bây giờ nhớ tới cũng có chút ngượng ngùng. Quay đầu nhìn sang, vừa vặn cùng cẩn bốn mắt nhìn nhau. Tâm tư của ta nàng tự nhiên sáng tỏ, giả vờ không biết nhìn xung quanh ngẫm lại tối hôm qua không tự chủ nở nụ cười sao ta lại cảm thấy được việc nhờ đưa khăn mặt là một cái hố bất quá coi như là ta cũng hợp tác nói tóm lại hiệu quả rất cốt xoay người ôm lấy cẩn bên cạnh đang xuất thần vốn là muốn tìm chuyện đế nói lại phát hiện cả hai đều đang lúng túng nhìn trái nhìn phải thấy nàng hai mắt khép hờ tóc vương trên trán lại làm ta rung động mặt có chút nóng lên cẩn dùng ánh mắt khác thường nhìn ta cười yếu ớt nhất thời thấy đầu có chút choáng váng lại có cảm giác như say rượu có một số việc phát sinh qua một lần liền nhất định sẽ phát sinh lần thứ hai thậm chí hiện tại mới phát hiện ta thực sự là sắc lan số một trên đời này mãi cho đến buổi tối mới rời giường thu thập sẵn sàng đến nhà ca ca cẩn ăn cơm tối tay trong tay tản bộ đèn rực rỡ dòng xe cộ ngược xuôi không phải cuối tuần, người trên đường không nhiều. Chúng ta đều không nói gì, chỉ là an tĩnh đi. Đi qua cửa Nam, đi qua công viên Hoàng Thành, xem qua sông Hộ Thành. Đứng ở dưới tường thành, nhìn phía trên đèn và tường xưa thẫn thờ, cẩn nói, đã đặt vé máy bay đi Hàng Châu, nàng muốn đi xem ô trấn, ô trấn đối với ta mà nói là một địa phương tràn đầy mộng ảo và ký ức. Ta đã từng muốn cẩn và ta, mười ngón tay đang chặt, đi qua bảy cây cầu của trấn ngắm nước chảy mây trôi hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh và tình yêu đơn giản chuyến đi này đối với ta mà nói tựa hồ có chút vội vội vàng vàng không có chuẩn bị gì cả ngày thứ hai vội vã chạy tới sân bay hàm dương ngồi trên máy bay mới phát giác được mọi việc gần đây phát triển thật sự là quá nhanh trong lúc nhất thời làm ta ứng phó không xuể cẩn ngồi ở bên cạnh ta lật xem tạp chí khó chịu sao chẳng biết lúc nào cẩn ghé vào bên tai ta nhỏ giọng hỏi không sao ta cười cười dùng ngón tay chỉ cái lỗ tai mỗi lần ta đi máy bay đều đau lỗ tai phiền muốn chết nghe ta nói như vậy ánh mắt cẩn lộ vẻ lo âu bị ta thấy được trong lòng không khỏi vui vẻ không sao đâu ha ha có thể là gần đây quá mệt mỏi ngươi cũng biết hắc hắc nói còn chưa dứt lời cẩn liền nhanh chóng bắt được lỗ tai của ta nhẹ nhàng nhéo một cái ai u đau ta cau mày giả bộ thống khổ cho ngươi đắc ý cẩn cười cười buông tay ra ngồi thẳng người tiếp tục xem tạp chí như trước không để ý tới ta đang suy nghĩ dùng biện pháp gì khiến cho tiểu nữ nhân chú ý tiếp viên hàng không đẩy xe đi tới bắt đầu phân phát đồ uống cho hành khách tiên sinh ngài uống chút gì không nghe tiếp viên hàng không nói lời lẽ nhỏ nhẹ vốn là chuyến bay dài rất buồn chán có thể nghe thanh âm như vậy coi như là một loại hưởng thụ đáng tiếc tiểu nữ nhân bên người không để ý tới ta ai tiên sinh tiếp viên hàng không kêu một tiếng lòng ta nghĩ là ai a à? không phải người ta đã gọi hai tiếng rồi sao cái lỗ tai có chuyện rồi a à? cẩn xoay đầu lại nhìn ta làm ta mừng rỡ xem ra không cần suy nghĩ biện pháp toàn bộ không uổng thời gian chỉ thấy cẩn mỉm cười nhìn phía sau ta một cái sau đó vẻ mặt cười xấu xa hướng ta nói tiên sinh người ta hỏi ngươi đó a à, ta nghĩ khi ta há hốc miệng trong ngu hết chỗ nói quay đầu tiếp viên hàng không đang mỉm cười nhìn ta tiên sinh ngài uống chút gì không chảy mồ hôi ông trời a à, vì sao mỗi lần đều đem ta ra vui đùa như thế cẩn ở một bên che miệng cười trộn, rõ ràng cảm giác được cả người đang run rẩy Cảm giác cam chịu rất là khó chịu, nhìn tiếp viên hàng không vô tội thế nhưng gián tiếp làm thương tổn tâm hồn yếu đuối của ta, bất đắc dĩ thở dài, có hồng ngư không? Ta kìm nén nói, tiếp viên hàng không sửng sốt, lập tức cười nói, xin lỗi, tiên sinh, không có, hồng tinh nhị qua đầu. Ta cầm tờ báo lên. Thấp giọng nói một câu, tiếp viên hàng không trầm mặt, cẩn ở một bên triệt để cười như nở hoa. Liếc mắt nhìn nhìn một chút giỏi thật cười đến đỏ cả mặt có cần phải thế không thật xấu hổ a à, muội muội ta rất thích nói giỡn cẩn một bên cố nín cười một bên giải thích muội muội tiếp viên hàng không nhẹ giọng lặp lại một tiếng hành khách chung quanh đều hướng ta nhìn đại thúc đang ngồi phía trước càng khoa trương mở cả dây an toàn trực tiếp đứng dậy quay đầu nhìn cảm giác như đang xem kỹ ở công viên sao chưa thấy qua nữ nhân đầu trọc a à ta có chút bất mãn thấp giọng nói ta là đệ tử thiếu lâm vừa hoàn tục biết không ta đã bao nhiêu năm không có ăn mặn còn không cho ta chút rượu ta cũng không thể ăn chay như cũ a còn chưa nói hết đã bị cẩn bịt miệng nàng đương nhiên biết ý nghĩa thâm thúy của ăn mặn và ăn chay trừng ta cảnh cáo ta đừng làm càng nữa tiếp viên hàng không không nói gì người chung quanh cười thành một đoàn ta liền buồn bực các ngươi biết cái gì a à? còn cười có gì vui đâu mà cười tiếp viên hàng không gặp khó khăn không ít cuối cùng vẫn là cẩn giúp nàng giải vây giúp ta gọi ly nước ngọt tiếp viên hàng không vừa đẩy xe cẩn liền cười tiến đến bên cạnh ta giúp ta buông bàn nhỏ xuống sau đó ghé vào bên tai ta thấp giọng nói xin hỏi am thiếu lâm ở nơi nào đến hàng châu không có dừng lại ngựa không ngừng vó câu chạy đi ô trấn ta biết nơi này là một địa phương rất đẹp là bởi vì mấy năm trước biết được một chuyện xưa thật đẹp từ bài văn của đứa trẻ này. Phố nhỏ lót đá bản nhỏ hẹp, dòng nước xanh trong uống lượng, cầu nhỏ in mặt nước, mái chèo ai nhẹ khu giữa dòng trông như một bức họa cuộn tròn đang từ từ mở ra trước mắt, chỉ là có nhiều người, không an tĩnh như trong tưởng tượng, có phần hơi ồn ả, ở đây quả thật là đi 10 bước gặp một cây cầu, ngồi ở trên thuyền, mỗi khi đi qua một cây cầu nào, minh nhi đều có thể gọi tên cây cầu đó cầu nhân thọ cầu vĩnh yên cầu đôi phùng nguyên những nơi chỉ có thể thấy qua tv chỉ có đích thân đến nơi mới có thể lĩnh hội được đỉnh cao của chúng thuyền từ từ mà qua nàng ở bên trầm mặc không nói có lẽ là nhớ lại chuyện gì đó thấy dáng vẻ nàng xuất thần đột nhiên có chút không phân rõ là chúng ta đi vào trong mộng hay là tất cả những gì trong mộng trở thành hiện thực phòng trọ minh nhi ngồi ở cửa Nhìn phiến đá trên đất bất động, nghĩ gì thế? Ta đi tới, nhẹ giọng hỏi, quay đầu cười, đứng lên. Thở dài một hơi, tự hồ có chút thất lạc, còn có chút thẫn thờ, ở đây thật giả tạo. Ngươi xem đường này, phiến đá đều là giống nhau như đúc. Đây không phải là ô trấn trong trí nhớ của ta. Nàng xoay người, nhìn ta, chỉ vào hẻm nhỏ xa xa, sông ô trấn, tựa như đường thi, làm cho người ta cảm thấy kéo dài không dứt ý nhị mười phần đường ô trấn tựa như tống văn hẻm dài hẻm ngắn chằng chịt thú vị vần chân lên xuống tâm tình trong trên mà bây giờ quá mức hoàn mỹ vẻ đẹp của ô trấn không phải là hoàn mỹ mà là vẻ đẹp ban sơ cái ta yêu không phải là hoàn mỹ mà là ban sơ đi lên trước nắm tay nàng trời đã hoàn toàn chạng vạn thiên khai thủy hạ bắt đầu cơn mưa phùng lất phất gió nhẹ phả vào mặt gió giang nam cũng mang theo mùi vị đặc biệt của giang nam ung dung khoan thai uyển chuyển ôn nhu ấm áp lại làm cho lòng người say đi tới tiệm rượu bên bờ sông minh nhi nhất định phải ở bờ sông uống rượu xem múa chúng ta đều là người phương bắc không mấy khi trải qua những điều như thế qua mấy chén rượu nàng nở nụ cười trong ánh mắt có một tia say kỳ thực chúng ta hẳn nên đến đây vào mùa hạ quay đầu ngóng nhìn men theo ánh mắt của nàng lần đầu tiên ta tới đây cũng là một ngày mưa như vậy ta ngồi ở bờ sông nhìn chiếc cầu kia khi đó ô trấn còn không có phồn hoa như hiện nay nhìn hồi lâu đều không có người đi qua sau đó ta thường xuyên mơ một giấc mơ trong mơ ngươi mặc một thân áo quần lụa mỏng mi cong cong đôi mắt mọng nước chiếc mũi xinh xắn môi đỏ mọng làn da mềm mại thân thể mảnh mai cầm một cây dù đứng ở trên cầu cây cầu không biết đã gặp bao nhiêu người, ở trong mộng của ta, chúng ta cũng là một đôi trong những người kia. Triền miên lời nói, triền miên khí tức. Chúng ta trầm mặt, nhìn nước chảy, rơi vào trầm tư, buổi tối trở về, ngồi ở trước cửa sổ uống trà, trà long tỉnh nhàn nhạt, thế nhưng đế lại vị đắng cùng dư hương nơi miệng, chuyện xưa kia cùng ô trấn có chút thương cảm, tại đây trong cơn mưa phùng lất phất. Tự hồ lật lại từng mảnh hồi ức trong lòng ở trong biển người mênh mông, ta có thể tìm thấy ngươi không? Hay là sẽ tìm được, phép lạ của cuộc đời ta. Chú thích, những câu minh nói là lời thoại trong một phim truyền hình Trung Quốc có tên đi tìm thời gian đã mất. Hết chú thích, nàng nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói, ta biết đây là một đoạn trích dẫn. Dẫn tới một đoạn tình cảm của nàng, đêm hôm đó, mưa như trút nước, ta ở trong mưa thoát đi, không phải thoát đi khỏi gia đình của ta, mà là thoát đi khỏi ký ức, đêm hôm đó Hoa hải đường phiêu diêu ở trong mưa gió, người ta yêu lướt qua bên cạnh ta, đêm hôm đó, mưa như trút nước, ta ở trong mưa phá hủy, không phải phá hủy năm tháng chồng chất, mà là phá hủy ký ức của chính mình. Đêm hôm đó, tháp đá như trước đứng sững ở trong mưa gió, người yêu của ta ở phương xa lãng quên, nói xong, nàng quay đầu, nhìn ta, trong mắt hiện đầy nhu tình, còn có vẻ u sầu nhàn nhạt, ta lãng quên sao? Cười hỏi nàng, nàng cũng không đáp chỉ là quay đầu nhìn ngoài cửa sổ ngươi còn nhớ không chúng ta đã cùng nhau ngắm mặt trời lặn ta vẫn còn nhớ ngươi còn nhớ không từng lời hứa chúng ta từng hứa với nhau ta vẫn còn nhớ ngươi còn nhớ không khoảnh khắc chúng ta ôm nhau lần đầu ta vẫn còn nhớ ngươi đã lãng quên hoàng hôn ta đang ở nơi chúng ta từng cùng nhau ngắm hoàng hôn nếu như bây giờ ngươi ở nơi này ngươi sẽ yêu hoàng hôn Vừa sợ vừa yêu, lời của nàng gợi lên hồi ức của ta. Thời niên thiếu của nàng, năm tháng thanh xuân của ta. Ta chẳng bao giờ cùng nàng nói qua trái tim mình đã từng qua những con đường nào, tình cảm biến thiên, giờ này khắc này, đột nhiên thật là muốn nói hết. Vừa sợ vừa yêu, bàn hoàng mà cẩn thận. Sợ nhưng không nỡ từ bỏ. Ta giống như ngươi, tình cảnh này, tình yêu này, cuộc đời này trong biển người mênh mông chúng ta gặp nhau, cũng là gặp được phép lạ của đời mình. Chương 66, Gió bất mưa phùng tây đường trò chuyện, một đêm này, Cẩn nói rất nhiều. Từ những chuyện cấp 3 đến bây giờ, u mê, ái muội, điên cuồng, nguyên lai like từ đầu chí cuối, nàng chưa bao giờ rời xa ta, mà là lặng lẽ ở bên cạnh ta, phòng trọ, ôm nhau ngủ, nghe mưa rơi ngoài cửa số, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi, nữ nhân trong lòng ngủ say đột nhiên cảm thấy sinh mệnh trở nên tươi sáng và rực rỡ cuộc sống của ta từ một câu ta yêu ngươi của cẩn đã mất đi phù hoa lắng động ái tình sáng sớm chúng ta dậy rất sớm mưa vẫn chưa ngừng tí tách rơi mười ngón tay đang chặt dắt nhau đi chúng ta không buông dù nước mưa rơi ở trên đầu theo gò má chảy xuống cẩn nhìn thấy dùng ống tay áo ta lau đi máy ảnh đế ở trong phòng bút vẽ cũng y nguyên không nhúc nhích. Chúng ta đang tìm, đang cảm ngộ, không cần dựa vào bất cứ cái gì, chúng ta đều có thể đem ngày này cùng với tất cả mọi việc phát sinh nhớ rõ không quên, cái trấn này không lớn, không mất bao lâu liền đi dạo xong, thương lượng một chút, chúng ta liền đón xe đi Tây Đường, Tây Đường thuộc huyện Gia Thiện của thành phố Gia Hưng. Có người nói cũng là một phen nhà nhà giữa biến nước. Trên mặt nước là những cây cầu nhỏ, trên cầu có người đi qua, thuyền nhỏ trôi phía dưới cầu đầu cầu lập cửa hàng trong nước có ảnh ngược trên số tay du lịch viết tây đường từng có tên là tư đường tương truyền khi ngũ tử tư phụ trợ ngô vương từng mở rất nhiều đường thủy một đoạn sông tây đường từng được xưng là tư đường sông mà tư đường trở thành tây đường có người nói là bởi vì do giao lưu ngôn ngữ nên có nhiều âm bị thay đổi cũng có người nói bởi vì sau đó ngũ tử tư bị phù sai ép tự sát là tội nhân tên không được lưu truyền, vì thế chỉ có thể dùng âm gần giống. Nhưng mặc kệ thế nào, Tây Đường đã trở thành một cổ trấn mỹ lệ rất mực phong tình. Làm người lưu luyến không quên, sắp đến cửa ngoài, liền gặp một đám phu xe kéo đến gần, nói là có thể giảm miễn vé vào cửa, đồng thời có thể chở đi xung quanh. Đối với người như thế, ở những khu tham quan khác cũng không hiếm thấy chỉ là chưa thấy qua nhân số đông đảo như thế, không thèm nghe đám người kia lải nhải, thương nghị với hắn đưa chúng ta đến cửa vào. Tự chúng ta mua vé, mua vé, phu xe kia như trước theo ở phía sau, nhất thời làm ta phản cảm. Quay đầu lại hỏi hắn còn có chuyện gì, hắn cũng không nói lời nào. Vẫn đi theo sau chúng ta, loại này vô lại, thấy đã muốn đạp, chỉ là ngại cẩn bên cạnh, lười động thủ. Thứ nhất, Chúng ta là người từ nơi khác, Cường Long không áp được rắn độc. Thứ hai là ta không muốn khiến cho bất kỳ xung đột nào uy hiếp cẩn. Tìm phòng trọ dừng chân, cuối cùng thấy được một nhà trọ coi như sạch sẽ. Nhà trên sông, trong phòng tự nhiên có chút ẩm ướt. Ta lớn lên ở phương Bắc, không quen thuộc khí hậu và độ ẩm nơi đây. Vừa ngồi xuống không lâu, phu xe bỗng nhiên đến, nói là chúng ta trả thiếu tiền xe. Nói nói đột nhiên đặt mông ngồi lì ở trong phòng chúng ta không chịu đi. Muốn chúng ta cho hắn thêm 10 đồng, khẩu âm bản địa xen lẫn, rất nhiều từ ta cũng không thể nghe được rõ ràng. Không cần hắn nhiều lời ta tự nhiên biết đây chính là thủ đoạn hay xuất hiện trên TV và báo chí. Cẩn ông vai đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ra ngoài ta đứng ở bên cạnh nàng, nghe phu xe ba bánh ở nơi đó một người nói liên miên cằn nhằn liên tục. Lúc mới bắt đầu, phu xe kia là một bộ dáng vẻ ủy khuất, nói mình là như thế nào nuôi gia đình tạm sống qua ngày, trên có già dưới có trẻ, thấy ta và cẩn nhìn nhau cười, chính hắn cũng hiểu được thủ đoạn đó đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Vì vậy lời nói thay đổi, bắt đầu mặc lộ vẻ hung sắc, tuyên bố chúng ta không cho hắn tiền thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Tây Đường. Cười, đột nhiên cảm thấy một cuộc du ngoạn thật cốt lại gặp phải loại này bại hoại thật sự là có điểm thích thú bại hoại mới vừa tiến về phía trước một bước đã bị cẩn ngăn cản nàng chính mình ngược lại bước lên trước bắt đầu cùng phu xe lý luận ta đứng ở bên cạnh cẩn tận lực thân thể nghiêng về trước che cho cẩn cẩn lời nói sắc bén phu xe thẹn quá thành giận tiến lên muốn kéo tay cẩn ta vừa thấy tình hình như thế nhất thời nổi trận lôi đình một cước đá phu xe bay trên mặt đất phu xe kia không có chút khí thế nào đứng lên để lại vài câu chửi rủa rồi yểu xìu rút đi đây là lần đầu tiên ta ở bên cẩn động thủ với người khác cẩn nhìn ta đầu tiên là sửng sốt sau đó vẻ mặt tức giận kéo lỗ tai của ta ngươi được lắm lại còn động thủ hắn lưu manh ngươi cũng lưu manh giống hắn cẩn vặn lỗ tai ta vừa cười vừa giáo húng ta không không phải mà ta thấy hắn muốn ra tay với ngươi, người nọ là một tên kiếm nam xuân, tiện nam, ngươi xem ta cho hắn một cước hắn liền chạy không phải sao. Ta cầm lấy tay cẩn đang nắm lỗ tai ta, cười nói, chúng ta là người lạ. Vạn nhất người ta tìm một đám người địa phương tới trả thù thì làm sao bây giờ? Ngươi người này làm việc luôn không thèm cân nhắc hậu quả, ai nha? Ngươi xem hình dạng hắn hèn mọn như thế, hắn còn dám trả thù, ngươi yên tâm, dù đem tới 10 người 20 người cũng không thành vấn đề, ta sẽ hai chân đá bọn chúng xuống sông. Ta vỗ vỗ ngực, phát hiện cái lỗ tai có điểm đau. Lực đạo tay cẩn đã tăng thêm, ta đem ngươi đá xuống sông bây giờ. Cẩn ghé vào bên tai ta, xoay tới xoay lui, sau đó buông ra. Đầu tiên là nghiêm túc nhìn ta, sau đó liền bật cười, cất hành lý xong, chúng ta liền ra ngoài đi dạo, tây đường không bị khai thác, thảm như ô trấn, tự hồ còn bảo lưu lại một ít nguyên trạng. Ta mang theo một bình rượu hoa điêu ngồi ăn vặt bên đường. Cẩn bồi ở bên cạnh ta, nói rất ít. Mỗi lần đem thức ăn gì đó đưa cho nàng nàng đều lắc đầu cự tuyệt, chỉ là chờ ta ăn xong liền cẩn thận giúp ta lau bên mép đầy dầu mỡ, chú thích, rượu hoa điêu, gốc từ rượu thiệu hưng tỉnh Chiết Giang, đã có từ nhiều ngàn năm và là một loại danh tửu của Trung Hoa. Người ta chọn loại gạo ngon nấu thành rượu, để lâu có màu vàng khi hâm lên mùi rất thơm hết chú thích bún thịt lá sen mì hoành thánh đậu nành hung thịt kim bánh ú bánh ngọt bánh trần bì đậu hũ thối ăn một đường đi qua cầu thấy một quán rượu ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái nhéo nhéo tay cẩn cười nói cẩn a à, chúng ta đi ăn cơm đi cẩn dùng một loại ánh mắt như vừa nhìn thấy quỷ nhìn ta ngươi còn có thể ăn a à, ta ăn đều là đồ ăn vặt mà đến giờ ăn cơm rồi cần phải đi ăn a à. nói xong lôi kéo tay cẩn vào quán rượu bốn món mặn một món canh cẩn không uống được rượu hoa điêu tự chọn một chai bia tây đường một bên oán giận ta gọi nhiều món một bên chê cười ta ăn một đường lại vẫn có thể tiếp tục ăn đồ ăn lên đủ ngồi ở bàn cạnh cửa số đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ vừa xuất hiện mưa phùn lất phất sắc trời dần dần tối xuống đèn lồng màu đỏ nổi bật trong đêm đen phá lệ ấm áp và yên tĩnh, uống vài hớp bia, mặt cẩn chuyển sang màu đỏ. Ăn cơm trong tay, lơ đẳng ngẩng đầu đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cẩn mặc áo khoác vàng nhạt, dựa vào cửa sổ ngồi. Thỉnh thoảng nhìn mưa, nước chảy cùng du thuyền ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, cầu đá cong rất khác biệt. Lơ đảng cũng nhớ tới cầu nhỏ, nước chảy, nhà trên sông như một bức tranh sinh động và sinh ý dạt dào. Đúng vậy, Cảnh trí đó, trấn nhỏ đó, mặc dù trải qua ngàn năm, trước thử thách của thời gian, có vẻ càng thêm phong cách cổ xưa và thâm hậu. Thần tình của Cẩn cực kỳ giống nhân vật trong tranh, dịu dàng hàm súc, chốc chốc lại thản nhiên cười, này. Cẩn kêu ta một tiếng. Đem ta kéo trở về hiện thực. Có chút ngượng ngùng gãi đầu, tiếp tục ăn cơm, Cẩn bất đắc dĩ nhìn ta, phỏng chừng nàng cũng buồn bực. Ta ở trong mắt của nàng Tự hồ Vĩnh Viễn đều dừng lại ở tuổi 16, năm đó ở trong lớp thần tình có lẽ cũng ngu si giống như bây giờ, gió bất mưa phùn, vốn nghĩ muốn ngồi thuyền dạo đêm, cẩn thấy không an toàn đành phải thôi. Ta cười nói ta biết bơi, dù thuyền lật cũng không có gì. Vừa lúc cho ta một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Cẩn nhéo nhéo lỗ mũi của ta, nói trong đầu ta đều là tư tưởng không lành mạnh và những chuyện kỳ lạ trong phim ảnh, ta liền buồn bực té sông là chuyện lạ sao? Nếu như té sông thoáng cái chuyển kiếp thì đó mới là kỳ lạ a, à, hành lang mưa bụi, phong cách cổ xưa, yên lặng, tản mạn, trầm tư, dưới ánh đèn lờ mờ. Gió lướt qua như khẽ thì thầm, hết thảy đều như vậy nhu hòa thân thiết, cửa hàng cũng cũng dần dần đóng cửa, chỉ có tốt năm tốt ba du khách tản bộ, trong sự tĩnh lặng của đêm, mặc sức cho tâm hồn cất cánh. Cầm tay cẩn, đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái cẩn đang nhìn dọc theo sông đột nhiên quay đầu nhìn ta ánh mắt ôm nhu bóng đêm dần hòa vào thinh lặng cổ trấn dịu dàng và ẩm ướt đã gột bỏ đi huyên náo của trần thế tâm hồn như chậm rãi chìm đắm vào lòng sông chúng ta không phải đã yêu nhau từ ngàn năm trước cũng không cần đợi đến ngàn năm sau ở thời điểm tốt nhất gặp nhau ở thời gian thích hợp nhất yêu nhau dắt tay suốt cuộc đời trước kia một người bạn đã từng nói ta phồn hoa thật tịch mịch Khuynh Thành cũng uổng công. Cả đời một người, rốt cuộc có thể thật sự yêu bao nhiêu lần. Khi đó ta cười không đáp. Suốt 23 năm ta đã sống, đã có bao nhiêu người đi qua đời, mà tình yêu của ta, duy chỉ có một, một bức tranh thủy mặt như thế, một loại ý thơ nhu tình, linh hồn như tìm được một nơi nương tựa bình yên nhất, tình cảm như một dòng chảy từ trong đáy lòng chậm rãi tuôn ra. Bàn tay cẩn mềm mại nằm trong tay ta, từ từ dấn bước lúc trở lại phòng trọ đã nhanh đến nửa đêm lúc tắm xong đi ra cẩn đã mặc áo ngủ đứng ở bên cửa sổ nhẹ nhàng đi tới từ phía sau đem nàng ôm lấy hôn một cái lên vai nàng đang chuẩn bị một đường hôn tiếp cẩn xoay người mỉm cười nhìn ta minh nhi vì sao ở chỗ này ta vẫn cảm thấy không chân thật cẩn như có điều suy nghĩ bởi vì chúng ta chỉ là khách qua đường chúng ta không thuộc về nơi đây ở trong lòng ngươi ngươi biết, cuối cùng chúng ta phải ly khai. Hơn nữa, chúng ta đều là người phương Bắc, đã nhìn quen những tòa nhà lớn hay khoảng sân rộng, đến nơi này sẽ cảm thấy như bước vào một bức tranh. Ta cười nói, ngươi thích phương Nam hay là phương Bắc? Cẩn đột nhiên cười hỏi ta. Phương Bắc phía Nam quá dịu dàng, cảm thấy nói chuyện ở đây đều phải giảm ngữ tốc, thanh âm rơi chậm lại. Phía Nam, phương Bắc đại biểu cho bất đồng phong tình bất đồng màu sắc bất đồng văn hóa bất đồng ý nhị chưa nói tới thích hay không thích chỉ là thói quen và không có thói quen ta vừa nói một bên vỗ về chơi đùa với tóc của cẩn gió tây bắc tuyết đông bắc rất phù hợp tính cách của ngươi ta nghĩ ngươi sẽ thích phương bắc nhìn ngươi sẽ cảm thụ được ngươi là một hài tử phương bắc cẩn sờ sờ đầu của ta ánh mắt rơi vào trên mặt của ta đúng vậy đúng vậy, hài tử phương Bắc, ngươi xem bốn phía đều yên tĩnh. Lại không mang theo sách, không thể hồng tụ thiêm hương. Ta đừng nên cô phụ một đêm đẹp thế này. Chú thích hồng tụ thiêm hương, chỉ việc thư sinh đọc sách có mỹ nữ bên cạnh. Hết chú thích. Chương 67, Tây Hồ chơi thuyền cười nói chuyện phím, ở Tây đường hai ngày, chuyện phu xe gây hấn cẩn lo lắng vẫn không có phát sinh nhưng thật ra trước khi đi chúng ta lại gặp người phu xe kia ở trạm vận chuyển hành khách hắn nhìn thấy chúng ta liền tránh ra xa xem ra trên thế giới này người ta chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu hơn mình lúc đến hàng châu đã gần buổi trưa may mà đã sớm đặt phòng trước vị trí tốt tây hồ ở một bên đẩy cửa số ra liền thấy được tây hồ không phải cuối tuần du khách cũng không nhiều Vốn đinh trước là xếp xong hành lý sẽ đi ăn Tây Hồ Túy Ngư và tôm nõn long tỉnh. Kết quả lúc buông hành lý xuống hai người đều thấy mệt mỏi, lười buông ba. Cuối cùng trực tiếp ăn qua loa mì sợi lấp đầy bụng ở phụ cận. Chậm rãi đi dạo dọc theo Tây Hồ thì thấy du thuyền. Lúc ở ô trấn và Tây đường tự nhiên đã biết cẩn thích chơi thuyền, đến Tây Hồ, tự nhiên không thể thiếu chơi thuyền, luôn cảm thấy mấy ngày nay cuộc sống tựa thần tiên. Gió nhẹ nhẹ thổi, con người lười biếng, nửa ngồi nửa nằm, khép hờ hai mắt, thích ý vô cùng. Trầm một chai trà trên tay, ở trên thuyền uống. Không biết là lão đại chèo thuyền cố ý hay bất cẩn, thuyền một trận lay động, thiếu chút nữa sặc không nói, nước còn chảy xuống cổ, ngồi dậy nào. Xem bộ dạng ngươi kìa. Cẩn ngồi đối diện cười vỗ vỗ chân của ta. Đưa khăn giấy cho ta, bình thường nhìn thân thể khỏe mạnh vô cùng, hôm nay làm sao vậy? Ai? ta quay đầu lại liếc nhìn người lái đò nhìn hắn đang chuyên tâm dùng chí chèo thuyền có lẽ tịnh không chú ý chúng ta nói chuyện vì vậy một bên lau đồ uống trên cổ một bên ủy khuất nói còn làm sao a à? ta đây ba ngày phải buông ba buổi tối buổi tối ho khang một cái ta ho khang hai tiếng liếc một cái mặt của cẩn dần đỏ lên ngươi đáng ghét cẩn vừa nói một bên dùng sức véo chân của ta một cái quần dinh rất dày hơn nửa quanh năm đá cầu và luyện ti cao bắp chân tương đối cứng rắn dĩ nhiên véo không đau cẩn hỗn hển ba một tiếng rối cuộc vỗ một cái lên trên chân của ta ta không có cảm giác gì nhưng thật ra nữ nhân đối diện đầu tiên là vẻ mặt nghiêm túc ngay sau đó nở nụ cười không được buông tay ra ngươi là người nào a à? transformer a à? cẩn vừa buông tay ra vừa nói ha 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 nhất thời cười quặn bụng ai xem ra đề cao luyện tập thể dục thể thao đúng là nâng cao năng lực chịu đánh ngồi ở trên thuyền nhà đò thỉnh thoảng giảng giải một ít chuyện về tây hồ và cảnh trí cho chúng ta nghe chỉ tiếc ta đứng núi này trong núi nọ chỉ lo nhìn cẩn nhà đò nói nhưng thật ra không thế nào chú ý cẩn a cố sự tây hồ thật sự cố sự không ít a ta vừa nhìn cẩn đang suy tư vừa nói đúng vậy cẩn cười cười nhìn một chút mắt thấy sắp tới tam đàm ảnh nguyệt ngươi biết cái gì a à, thiết còn đố ta ta cười cười chỉ vào cây cầu nói nhìn xem đây là nơi bạch nương tử và hứa quan nhân gặp gỡ cẩn men theo hướng ta chỉ nhìn cây cầu cười cười kỳ thực ta luôn cảm thấy câu chuyện xưa này không đơn giản như vậy cẩn thấy vẻ mặt ta nghiêm túc cẩn thận nghe ta nói ta nghĩ pháp hải nhất định là có tình cảm với hứa tiên nên sau đó cố ý chia rẽ bạch nương tử còn tiểu thanh nữa ngươi nói xem ban đầu không phải nàng vẫn là một nam nhân a à, sau lại liền biến thành nữ nhân ta nghĩ hay nàng thích bạch nương tử nghĩ thầm ta làm nam nhân không tranh được với hứa tiên vậy dứt khoát chuyển thành nữ nhân là tranh được rồi lúc mới đầu cẩn còn mang vẻ mặt thành thật lắng nghe sao lại nghe ta càng nói càng bậy vẻ mặt bất đắc dĩ ngươi xem phim truyền hình quá nhiều rồi a à? cẩn vương tay vẫy vẫy mặt nước trông thấy cảnh này tâm thần ta liền nhộn nhạo cái gì a à? ta đây là đang kể chuyện lịch sử ai bất quá nói tới phim truyền hình a à? quả thực là kinh điển ai quả thật là kinh điển nhất trung quốc a à? ngươi nói biên kịch nghĩ như thế nào để hai nữ nhân điển vai chính đúng là vương đạo a à. Chú thích, bộ phim Đài Loan Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ là phiên bản về thanh xà bạch xà được đánh giá là thành công và có sức ảnh hưởng lớn nhất. Trong đây, hai diễn viên chính Hứa Tiên, Diệp Đồng và Bạch Tố Trinh, Triệu Nhã Chi do hai nữ diễn viên thủ vai. Hết chú thích, ách. Cẩn nghe không nổi nữa, đổi đề tài khác đi, ta cúi đầu cười trộn một trận, suy nghĩ một chút, bên kia còn có một cây cầu dài. Không phải trong sách nói đây là nơi Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài 18 dặm đưa tiễn a, là nơi kia. Ta nhìn bản đồ trong tay, định vị một chút, cuối cùng chỉ tay về phía bên kia, u, không sai a, biết không ít. Cẩn gật đầu tán thành. Đương nhiên, nói như thế nào cũng là chu tài tài a, phải biết ít nhiều chứ. Ai, đây cũng là uyên ương khổ mệnh. Ta thở dài, cẩn nhìn ta, lại nhìn phương xa, nụ cười trên mặt chậm rãi phai đi ai lúc chúc anh đài bày tỏ thật lắm phiền phức a à, người ta khẳng định rất ngượng ngùng lấy hết dũng khí yểu điệu nói lương huynh a à, kỳ thực ta phát hiện ta thích ngươi sau đó lương sơn bá khẳng định nói anh đài ta cũng thích ngươi lúc này chúc anh đài liền giả vờ khổ sở nói đáng tiếc chúng ta đều là nam nhân nhất thời lương sơn bá trong mắt nở hoa anh đài không sao ai nói hai nam tử thì không thế Cẩn vừa vặn đang uống nước, nghe ta nói như vậy, một ngụm nước trực tiếp phun lên mặt ta, cười to không ngừng, ngươi xem lại ngươi một chút, ta vừa lau mặt, vừa cười. Còn chưa kể xong ngươi đã cười đến thế này, Cẩn ôm bụng cười sặc sụa như cũ, chúc anh đài vừa nghe, choáng ván, nghĩ thầm nguyên lai Lương huynh thích nam nhân là sự thật a, à, thế nhưng không được a, à, ta là nữ a, à, vì vậy, liền ngượng ngùng nói, "Lương huynh, kỳ thực ta là nữ." Lương Sơn Bá vừa nghe, nhất thời huyết khí dâng lên, gương mặt bi thống bất thành. Ta thích nam nhân a, à. ai? Cho nên nói, Lương Chúc là một bi kịch, chờ ta giả vờ nghiêm trang thuật lại xong, Cẩn đã triệt để cười đến tê liệt, ai nha? Cẩn dùng hai tay xoa xoa gương mặt đã cười đến tê cứng, một bên treo gẹo ta, ai nha chu tài tài ngươi a, à, trong đầu ngươi rốt cuộc chứa những gì a? À. Nếu bảo thiên hạ vi công, tức là đại đồng a. À. Nếu bảo đại đồng, chính là nói mọi người đều là đồng, không đợi ta nói xong, cẩn dơ chân đạp mạnh vào chân ta một cái, chú thích, câu thiên hạ vi công, thiên hạ là của chung, thường được bác sĩ tôn giật tiên nhắc tới trong sách lễ ký là, đại đạo chi hành giả, thiên hạ vi công, nghĩa khi đại đạo được thi hành. Thì thiên hạ là của chung, đại đồng nghĩa là tất cả mọi người đều chung một mái nhà, không phân biệt quốc gia hay chủng tộc, được đối xử bình đẳng và bác ái đại đồng còn là một tiếng lóng được sử dụng trong giới LGBT để chỉ một thế giới chỉ toàn các cặp đồng tính, hết chú thích, ai u. Không nghĩ tới nữ nhân này còn biết dùng một chiêu này, hơi đau một chút. Chu tài tài cái gì, ngươi rõ ràng là một tên hôi Thái Lan, sói, lưu manh. Cẩn trừng mắt nói, đôi lúc thôi a, à, phần lớn thời gian, ta vẫn là hỷ dương dương, dê, ngây thơ. Ta cười nhìn chung quanh bốn phía một cái, sau đó nghiêm túc nhìn cẩn, thân ái, ngươi không phải muốn xem tam đàm ảnh nguyệt sao? Ta trịnh trọng nhắc nhở ngài, chúng ta đi qua nó rồi, chú thích hỷ dương dương giữ hôi Thái Lan, hỷ dương dương giữ hôi Thái Lan 500 tập phim hoạt hình đơn giản. Kể về những cuộc đấu trí giữa một bầy dê và hai con sói. Hết chú thích, a. À. Cẩn nhìn chung quanh một chút, phát hiện ngay lúc chúng ta nói chuyện, thuyền đã lượn quanh một vòng, Tam đàm ảnh nguyệt đã ở phía sau đều tại ngươi cẩn không chịu bỏ qua do chân đạp mạnh trở lại khách sạn vội vàng đem giày cởi ra xem chân may mà ta mang giày thế thao nếu mang giày xăng đan chân này hôm nay coi như phế cẩn còn đang bực dọc vì không được ngắm tam đàm ảnh nguyệt trực tiếp ngồi ở một bên từ từ uống nước không để ý tới ta ai nha làm sao rồi ta đổi sang dép vẻ mặt lấy lòng đi tới đều tại ngươi cẩn trừng ta, được được, tại ta. Ngươi xem, nơi đó được gọi là tam đàm ảnh nguyệt. Hiện tại không có trăng, muốn ngắm chúng ta buổi tối ngắm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối ăn cơm xong, chúng ta đi dạo Tây Hồ, thế nào? Ta cười đi tới bên cạnh cẩn, đem nàng từ trên ghế kéo ra, sau đó xoay người ngồi ở trên ghế trên, để cho nàng ngồi lên đùi ta, đi dạo đêm Tây Hồ. Có thể sao? cẩn cầm lấy số tay du lịch trên bàn lật xem hình như chưa nói có dịch vụ này a à. có cái gì a à, muốn dạo thì đi dạo chẳng lẽ còn có thể đem rào chắn người ở bên ngoài tây hồ lớn như vậy ta nghĩ cảnh trí buổi tối cũng rất thú vị ta nhìn số tay du lịch trong tay cẩn như có điều suy nghĩ không biết buổi tối có còn xe không hạng mục dịch vụ phụ cận tây hồ rất nhiều a à, du lịch hàng châu phát triển thật tốt cẩn vừa lật số vừa nói mấy thứ sao tốt bằng ta ngươi cần gì ta giúp ngươi phục vụ ta xấu xa cười ngươi ngươi sẽ hát hay nhảy múa a à? cẩn tự nhiên minh bạch ý của ta chỉ là vòng quanh không nói nhảy múa không được múa võ trường quyền thái cực quyền quân thể quyền đều được hát tạm được ta không phải ghi âm cho ngươi nghe rồi sao hơn nữa sao lại muốn múa hát khiêu vũ a à? trở hứng. Ta nói xong, che mặt cười trộn, cẩn dùng ngón tay xỉ tráng ta, khẽ nhíu mày, trong đầu ngươi toàn tư tưởng đen tối. Ta hiện tại rốt cuộc phát hiện, chu tài tài ngươi ngoại trừ tư tưởng, hết thảy đều rất khỏe mạnh. Lời này nhất thời nói xong, ta không nói gì. Suy nghĩ một chút, ta cười, ai, đúng thế a, à, ta khỏe mạnh hay không khỏe mạnh cũng chỉ có ngươi biết. Một câu nói nói xong. Cẩn hoàn toàn bị ta nói đến hết chỗ nói rồi. Liếc mắt trừng ta, sau đó nghiêng đầu nghĩ đối sách, Minh Nhi a. À. Cẩn đem số tay du lịch đặt sang bên cạnh, "Ông cổ ta, ngươi có nhớ hay không lúc ở sân bay ngươi đưa cho ta Megapixel 3 từng nói ngươi ghi 111 bài, thế nhưng trong Megapixel 3 chỉ có 110 bài, đúng vậy. Ta luôn luôn tự nhận là nhanh trí, không nghĩ tới Cẩn hôm nay tư duy so với ta còn nhanh hơn." muốn biết bài cuối là bài gì ta tò mò hỏi cũng không phải người lúc đó nói như thế nào cẩn nghiêng đầu mỉm cười nhìn ta ta nói ta lâm vào tự hỏi ta mỗi ngày đều nói những lời như vậy hiện tại bất thình lình hỏi tới thật đúng là phải suy nghĩ thật kỹ ta nói trong đây ta có ghi âm không đúng không đúng cẩn cắt đứt lời của ta không phải câu này câu sau ta hỏi ngươi bài cuối là bài gì lúc đó ngươi trả lời như thế nào đây quả thật là kiểm tra trí nhớ của ta a à? suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng nhớ ra a à, ta nhớ ra rồi ta nói chờ đến lúc nên đưa ta sẽ đưa cho ngươi đúng rồi cẩn cười vỗ đầu của ta ghé vào bên tai ta nhỏ giọng nói bây giờ có phải đến lúc nên đưa cho ta không a à, không được còn phải đợi nói đến phân nữa đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, tay của cẩn từ từ trợt đến quần áo của ta, nhẹ nhàng vuốt lưng của ta, suy nghĩ một chút lời cẩn nói, tim đập thình thịch, nhất thời, trên mặt ta nóng lên, xong rồi, cái này đùa thật ác a. À. Chương 68, Tài Tài tại Hàng Châu Bị, đây là lần đầu tiên ta cẩn thận dò xét lưng của nàng, mỗi một lần mơn trớn, đều sẽ khiến nàng run rẩy trong bộ dạng của nàng đã không còn là tiểu minh cười rộ lên xấu xa như ban nãy nữa mà trở nên rụt rè và sợ sệt hình xăm to lớn chữ viết dọc theo cột sống xuống phía dưới thẳng đến thắt lưng chữ viết lồng vào hình hoặc nhìn như là đã được tỉ mỉ thiết kế không biết hình xăm lớn như thế mất bao nhiêu thời gian ta nghĩ sẽ phải thật lâu vóc người của nàng thực sự rất tốt có lẽ do quanh năm rèn luyện không có một chút mở thừa, cao gầy, tinh tế, nàng tự hồ có chút khẩn trương. Chu Minh vốn không sợ trời không sợ đất, lúc này đây cũng vô kế khả thi. Một tay che mắt. Một tay nắm chăn thật chặt trong trí nhớ của ta, hình như chưa thấy qua bộ dáng này của nàng bao giờ, chậm rãi, nàng trở nên nhạy cảm và nóng hầm hập, mắt vẫn như cũ nhắm không chịu mở. Hôn nàng, chậm rãi để cho nàng trầm tĩnh lại, nhưng bởi vì một cái chạm lơ đảng của ta mà trong nháy mắt thân nhiệt lại tăng cao, tựa hồ có loại cảm giác kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nàng ôm lấy ta, động tình hôn, chạm nhẹ lỗ tai của nàng, nàng run rẩy, nắm chặt tay của ta, làm ta không thể động đậy, ngoan, ta ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, nàng mở mắt ra, nhìn ta, có chút thấp thỏm và lo lắng. Ta đã thấy qua nàng nghiêm túc, thâm tình, dáng dấp tiêu sái, khí chất kiệt ngạo, mà bây giờ, vẻ mặt vô tội làm ta thấy phá lệ yêu thương, chậm rãi một đường dời xuống. Sâu bên trong rừng hoa đã trở nên ẩm ướt, nhẹ nhàng tham nhập, ngón tay bị chặt chẽ bao vây. Nhìn chầm chầm ánh mắt của nàng, thấy nàng đột nhiên cho mày, lập tức tiến sâu thêm, sau đó trở nên chậm rãi thư thái, nàng mở mắt nhìn ta, vương hai tay ôm lấy ta, ghi ta vào ngực, lần đầu tiên hoang ái trên giường đã đạt đến cao triều chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết. Nhưng trong cuộc sống chân thật lại là. Nàng khép hờ hai mắt. Trên trán tầng mồ hôi miệng, lông mày hơi nhíu lại, còn có, đóa hồng mai trên giường và đầu ngón tay đỏ sẫm, ta chưa từng trải qua một loại đau đớn như vậy, nó không giống với bất cứ loại đau đớn nào trong trí nhớ, mà như thể linh hồn bị xé rách. Rất sợ nàng sẽ hỏi ta có cảm giác gì hay không, bởi vì ngoại trừ đau đớn, hình như không có cảm giác đặc biệt gì khác một khắc kia khi nàng áp chế ta, ngực co chặt giống như vón thành một đoàn, theo động tác của nàng không ngừng quặn lại, cuối cùng như là một lô bánh quai chèo vừa ra lò, nàng nhìn ta, nhìn không chớp mắt, ta cười nói bộ dáng của nàng giống như một con gấu koala ngồi trong rừng sâu. Nàng ôm lấy ta, đầu tựa trên vai ta để ta dễ dàng lật người sang, hôn lên trán, lên gò má nàng. Thâm tình hôn trả lại, răng môi kháng khiếp, đầu lưỡi ngọt ngào làm ta quên đi tất cả chỉ có dục vọng ngày càng dâng trào chú thích bánh quai chèo là cái này đây một câu trong bài ta là một hài tử thất thường của nhà thơ cố thành hết chú thích màn đêm dần kéo qua nàng như một đồng cỏ mềm mại và nguồn nước kề cận trên người của ta một lần lại một lần tìm kiếm Do hỏi lưu luyến như không ngừng leo lên dãy anper rồi ở trên đỉnh núi thả người rơi xuống hưởng thụ kích thích cùng chấn động thậm chí ngay cả hô hấp đều thấy thật khó, khó có thể ức chế vui sướng lan đến từng mạch máu. Ta phát hiện ta cùng với nữ nhân này đã trở nên hòa quyện thể xác và tinh thần, có những khoảnh khắc, ta phản phất nghĩ, chúng ta là một thể. Ánh nắng lách qua rèm cửa số, tiến đến, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Đeo kính, kinh hải nhìn đống hỗn độn trong phòng, cẩn vùi ở khuỷu tay ta, ngủ thật say. Nửa vai lộ ở bên ngoài, trên đó rõ ràng còn lưu lại ấn ký của một đêm tình cảm mãnh liệt. Không biết là nằm mộng thấy gì, khóe miệng mỉm cười. Nhìn nàng ngủ, ta không khỏi nở nụ cười. Nguyên lai like hạnh phúc rất đơn giản, đó chẳng qua là một loại cảm giác thỏa mãn, gối không biết đang ở nơi nào, ngay cả y phục cũng rải rác khắp nơi, ngẫm lại cảm thấy mình thật giỏi, một nữ nhân nghiêm túc như vậy lại bị ta lừa đến tận tình một buổi tối, ngực có điểm ấy nấy lại có điểm đắc ý vênh váo nhớ tới tao ngộ tối hôm qua vẫn có chút không được tự nhiên không nghĩ tới vừa mở mắt n loại tình cảm trên thế gian ta đều cảm nhận được một người nằm ở đó cười ngây ngô chỉ chốc lát cẩn tỉnh tỉnh ta nghiêng đầu thấp giọng hỏi tân cẩn nhìn ta gật đầu vừa định đứng dậy lấy mắt kính nghĩ có điểm không ổn hình như ta chưa có mặc quần áo suy nghĩ một chút cười xấu xa một cái nằm ở nơi đó bất động. Cẩn A, đứng lên đi, ngươi đi tắm một cái, ta dọn dẹp một chút. Ta vừa cười vừa nói, ân. Cẩn dụi dụi con mắt, vừa muốn đứng dậy, thấy ta ngồi ở chỗ kia vẻ mặt cười xấu xa, cũng nhất thời hiểu, lại gần nhéo lỗ tai của ta, ai nha nha. Đây là ý gì? Ta cau mày giả bộ thống khổ, ngươi. Ngươi muốn ta đứng lên, sao ngươi lại không đứng dậy? Cẩn vừa cười vừa nói. Ta đứng lên A. À? Gì chứ? Không lẽ ta không đứng lên ngươi không đứng lên được A? À? Ta cũng không có áp ngươi. Ta giải cứu cái lỗ tai trong tay Cẩn, xoa nhẹ nhẹ, ngươi không áp. Cẩn trừng mắt nói với ta, lời vừa ra khỏi miệng, Cẩn tự mình cũng nghĩ lời nói này có chút. Bao nhiêu tức giận đều rơi tại trên đầu ta, không nói hai lời, cầm tay ta cắn một cái, sấm sét đầy trời nhất thời ta cảm thấy như chạm tới xương, ta thật không nghĩ tới có một ngày ta sẽ bị cẩn cắn, nhìn dấu răng trên tay, nín đã lâu, rốt cuộc bật cười, hoa ha ha, tiểu mỹ nhân của ta, ngươi đúng là làm cho ta ngoài ý muốn. Ta ngồi ở trên giường một bên sờ dấu răng, một bên cười to không ngừng. Không chỉ có cẩn, còn có ta bị hành vi của mình làm hoảng sợ. Thấy ta cười to không ngừng có chút mù mờ. Sau đó nghe ta nói hết trực tiếp không để ý tới ta ông chăn che chỗ nhạy cảm nhìn chung quanh tìm y phục đại khái là ta gần đây luyện tay thật sự hiệu quả quần áo cẩn đều bị ném về góc xa cẩn nhìn chung quanh một vòng phát hiện không thể ngồi mà lấy y phục trực tiếp lượm áo thun ta từ dưới đất khoác lên người ánh mặt trời soi chiếu tóc bay tán loạn áo thun rộng thùng thình chân thon dài ý nghĩ không an phận bắt đầu chiếm lĩnh đầu óc ta Nhìn chằm chằm Cẩn không chớp mắt, nhìn cái gì? Đi sang một bên. Cẩn trừng mắt ta, nổi giận đùng đùng la lên một tiếng. Ta nghe thấy thanh âm vừa giận vừa thẹn đó. Làm chút không an phận trong ta nháy mắt bành trướng, chính ngươi mặt thành như vậy, còn đổ thừa ta. Ta vừa nói vừa nằm xuống giường. Nhìn Cẩn vào phòng tắm, ta mới từ trong chăn chui ra, xuống giường tìm quần áo mặc, lúc chạm đất cảm thấy chân mềm nhũn ngẫm lại liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Bước hai bước đến phía tủ quần áo, tìm y phục mặt sau đó thu lượng quần áo nằm tán loạn trên sàn, đang chuẩn bị tìm điện thoại dịch vụ dọn vệ sinh của khách sạn, cẩn ở trong phòng tắm gọi. Minh, lấy giùm ta quần áo, nhất thời nở nụ cười. Ai, không phải mỗi lần đều như vậy a. À. Tuy rằng ta tuổi trẻ cường tráng, năng lực tự chủ không kém, thế nhưng cũng không qua nổi hấp dẫn như vậy a. À tìm kiếm, lấy ra y phục của cẩn, gõ cửa phòng tắm, không bao lâu, cửa mở. Còn chưa kịp nhìn vào trong, áo thun đã trùng lên đầu của ta, sau đó trong tay nhẹ đi. Nữ nhân đem y phục cầm đi. Chờ tới lúc ta lấy cái áo thun xuống, cửa đã đóng, mồ hôi, thật đúng là phòng ta như phòng sắc lan, một bụng ảo não trở lại chỗ. Cầm hướng dẫn phục vụ của khách sạn nghiên cứu, bao tử có chút thầm thì rung động, nhìn một chút liền thấy dịch vụ phục vụ ăn uống nguyên lai like nơi này vừa có tây hồ túy ngư vừa có tôm non long tỉnh khách sạn năm sao đầu bếp nhất định là hạng nhất cai thật không biết ngày hôm qua nghĩ như thế nào còn muốn chạy đến nơi xa ăn thực sự là cưỡi lừa đi tìm lừa đang chìm đắm trong thực đơn thức ăn ngon mê hoặc cẩn đi ra cầm đồ trong tay ta đế qua một bên ngồi lên chân của ta sau đó quỷ dị nhìn ta làm làm sao vậy? Ta trên dưới quan sát Cẩn một phen, lại nhìn một chút chính mình. Có điểm lờ mờ, nhưng trực giác nói cho ta biết, ta xui xẻo rồi, Chu Tài Tài, ngươi xem bên kia. Cẩn chỉ chỉ cửa sổ, ta vừa quay đầu lại, rèm cửa sổ buông xuống, không có bất kỳ khác thường gì, vừa định xoay đầu lại hỏi cho rõ, đã cảm thấy trên cổ một mảnh ấm, ngực rung rung một cái, cảm giác biến hóa, có điểm ngứa tối hậu còn có chút đau, này. Ngươi mưu sát chồng A. Ta ngồi ở đó quỷ kêu. Phát hiện không làm nên chuyện gì, trực tiếp thẳng tắp ngồi bất động, mặc cho nữ nhân này tác quái, một hồi, tự hồ hài lòng, cẩn bưng mặt ta, đắc ý cười, ngươi làm sao thế? Ta vuốt chỗ cẩn vừa cắn qua, không hiểu ra sao, gậy ông đập lưng ông. Cẩn trừng hai mắt nhìn ta một cái, đứng lên, trực tiếp đi sấy tóc, vội chạy đến phòng tắm trên cổ nổi bật một vết hồng lớn đạo lý gậy ông đập lưng ông ta rốt cuộc hiểu được ai đi ra phòng tắm lấy điện thoại di động ra muốn gọi dịch vụ dọn phòng cẩn thấy ta cầm lên hướng dẫn khách sạn xoay đầu lại hỏi ta muốn làm gì sau khi biết được cười yếu ớt một chút chỉ chỉ cái giường cái này làm sao bây giờ a à? trong lúc nhất thời ta không hiểu làm sao vậy a à? ta tò mò đi tới. Vén chăn lên, nhất thời, cảm thấy một khao khát muốn nhảy lầu, câm nín, phi thường câm nín, cẩn cười không ngừng, tắt máy sấy, đi tới, từ phía sau ôm lấy ta, lão công A, à, cái này nên làm cái gì bây giờ A, à, cả người nổi lên một tầng da gà, lời này thật ổng ẹo A, à, nhất thời thấy nghẹn họng, vội hắn giọng một cái, chỉ cần chúng ta vừa ra khỏi cửa, nhân viên vệ sinh khẳng định sẽ vào thay vỏ chăn. Cứ như vậy, cực kỳ mất mặt, nếu như lặng lẽ đem cái này giặt sạch, không có bột giặt không nói, giặt xong phơi ở nơi nào còn là một vấn đề, ai nha, sớm biết thế đã ở nhà. Nói còn chưa dứt lời, bị ta miễn cưỡng nuốt trở vào, ta phát hiện mình càng ngày càng chậm chạp, ở nhà. Cẩn bắt trước giọng ta, vẻ mặt đắc ý, nếu không, đem về nhà, cái gì nha? Khách sạn người ta buồn bực chết, khách này chuyện gì xảy ra a? À? ở một đêm ra giường đều biến mất ai, phiền phức, thực sự là phiền phức. Chương 69, Linh ẩn tự trung tự ẩn Linh, đứng ở trước giường suy nghĩ thật lâu, nhìn ra giường màu trắng, bất động. Đi tới ước lượng một chút, dùng bàn tay đo kích cỡ, suy nghĩ một chút, đứng lên, từ trong túi du lịch lấy ra con dao đa năng thụy sĩ, tìm được một cây kéo nhỏ, cẩn thấy ta mặc lộ vẻ hung sát hướng phía giường đi đến, nhất thời hiểu ý đồ của ta. Cười trộm, mặt mũi ngươi nghiêm trọng cứ như đang đi ăn trộm a. À. Người ta sẽ hoài nghi trong phòng này có con chuột, nửa đêm cắn một lỗ thủng trên ra giường, quay đầu lại nhìn Cẩn, cười cười, tay nâng kéo, trên ra giường màu trắng xuất hiện một lỗ hổng, này, như vậy kết quả cũng không có gì khác nhau a, à. sẽ phải bồi thường cái khác. Ta còn tưởng rằng Chu Tài tài đồng học có cao kiến gì. Cẩn ở một bên không được trêu ghẹo ta. Như vậy nhìn tốt hơn tránh cho người ta nghĩ bậy ta vừa múa dao vừa nói nghĩ bậy cái gì a à? cùng lắm thì nghĩ là kinh nguyệt thôi cẩn nhìn ta tò mò hỏi gì a à? người ta dĩ nhiên không ngốc màu sắc không giống màu kinh nguyệt tương đối đậm hơn ách ta không nên thảo luận cái này biết không ai vừa rời giường đói bụng lại đi thảo luận một vấn đề đậm chất học thuật như thế thật đúng là có điểm không thích ứng Ai nha nha. Ta cầm mảnh vải vừa cắt ra, bất đắc dĩ lắc đầu, thật là chán ghét. Dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy, tìm một chỗ vứt đi, đừng ném loạn, nào, cho ta. Cẩn cười từ trong tay ta tiếp nhận, cẩn thận đem cất, đây chính là nhược điểm của ngươi a, ta phải hảo hảo bảo quản, ngất, cái gì nhược điểm a, quả thực chính là muốn lấy cái mạng nhỏ của ta. Từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, đốt nằm úp sấp trên giường cầm điếu thuốc đốt vòng quanh cái lỗ vừa cắt, mất nửa ngày, đến khi miệng lỗ hiện lên vết cháy xém tự nhiên, ách, như vậy không phải có chỗ hơi ác sao. Cẩn cũng nằm úp sấp trên giường, vừa nhìn ta làm, vừa nói. Ai, chung quy cũng là bồi thường cái ra giường, nói là cháy hỏng tổng thể vẫn tốt hơn so với cái kia a. À. Hoặc nhìn thấy không sai biệt lắm, đem thuốc lá trong tay dụi tắt, như trước nằm lì ở trên giường nghiên cứu, thế nhưng, coi như là không cẩn thận cháy hỏng cũng không có khả năng chỉ cháy có ra giường a à, ngươi thấy nhà ai làm cháy mất ra giường trong khi tấm nệm phía dưới vẫn bình yên vô sự chưa cẩn cười trêu ghẹo ta ý ngươi là muốn ta đem căn phòng phóng hỏa ta ngẹo đầu nhìn cẩn cẩn liếc mắt trừng ta không nói lời nào như trước cẩn thận quan sát kiệt tác của ta ai nha được rồi được rồi mặc kệ nó không được thì giả ngu mặc kệ người ta thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, cùng lắm thì nói ta biến thái SM, nghịch cái gì nến các loại, cũng không phải chỉ có ta một người. Có người cùng ta mất mặt. Ai? Lời còn chưa nói hết, cẩn liền tiến lên bóp cổ ta, lúc này đây rõ ràng cho thấy lực đạo tăng thêm, ngươi là cái tên bại hoại, ngươi còn biết SM, một bên xin khoan dung, một bên không ngừng nghĩ, tiểu nữ nhân thật là, chính mình không nghĩ lại, mà còn đi nói ta. Nếu như nàng không biết FM là gì, như thế nào lại biết ta bại hoại? Bất quá! Ta cũng hiểu được có chút thời gian ta quả thực rất hư hỏng. Nghĩ vậy, không được cười trộn, lúc đến nhà hàng ăn cơm ở quầy tiếp tân trong đại sảnh nói một tiếng, nói là ở trong phòng hút thuốc vô ý đốt cháy ra giường, theo giá bồi thường. Đồng thời yêu cầu người ta thay ra giường cho ta, dằn co nửa ngày, Ta đói đến tóc dạ dày, ở trong phòng ăn ăn một bữa thật đã đời. Cẩn thích tôm non long tỉnh, nói là mùi vị rất tốt. Ta bị dị ứng hải sản, nhìn dĩa tôm run run, cẩn gấp lên một con hỏi ta có muốn ăn hay không, ta nói nếu như ta ăn phỏng chừng cả người sẽ đỏ như dĩa tôm kia, sẽ không a. À. Tối hôm qua ngươi cũng không có ăn tôm mà so với tôm còn đỏ hơn a. À. Cẩn vừa ăn vừa nhàn nhạt nói, một ngụm canh phun ra, tiểu nữ nhân học xấu, quả thực chuyện gì đều có thể liên tưởng đến. Ai, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Những người từng là học sinh cẩn nếu như biết lão sư cẩn thận tỉ mỉ cơ trí nho nhã trong mắt mình nói một câu như vậy, có thể có một loại cảm giác bị thiên lôi đánh trúng hay không? Cẩn a, ta nghĩ tới một câu nói. Ta dùng khăn giấy lau miệng, quay đầu nhìn cẩn, phỏng chừng cũng không phải lời tốt đẹp gì cẩn vừa ăn một bên liếc mắt nhìn xem ta ta đột nhiên cảm thấy a à, trên mạng có một câu nói rất đúng không sợ lưu manh chỉ sợ lưu manh có văn hóa vừa mới dứt lời vội vàng quan sát sắc mặt nhìn xem khả năng động thủ có bao lớn ai là lưu manh cẩn chuyển đôi đũa sang tay trái làm ta đột nhiên có cảm giác nguy hiểm là ta ta ngẩng đầu nói chỉ thiếu vỗ ngực tự hào cẩn nhìn ta một cái nở nụ cười hài lòng với câu trả lời này tiếp tục ăn rốt cuộc cũng tự mình hiểu lấy nhìn dáng vẻ cẩn đột nhiên cảm thấy lòng thật ấm áp càng ngày càng thấy lão bà ta thật sự khả ái không ngừng gấp thức ăn bỏ vào chén của nàng nhìn nàng ăn cảm thấy rất vui vẻ vì sao không ăn a à? không giống ngươi a à, bình thường đều là ăn mất mạng cẩn phát hiện ta vẫn đang nhìn nàng có chút mất tự nhiên không dám tranh với ngươi sợ ăn đòn ta cười cầm lấy cái ly nhấp một hớp đồ uống cẩn suy nghĩ một chút nhíp lại gần bên ta nhỏ giọng nói ta cũng cảm thấy mình gần đây thay đổi rất nhiều hình như không muốn thấy ngươi đắc ý vừa nhìn thấy ngươi đã muốn đập ngươi một trận làm sao bây giờ a à? cẩn cố ý làm ra vẻ khổ sở không có việc gì a à, đánh thì đánh khổng tử còn nói nên dùng cục gạch đập khổng tử nói vừa nhắc tới vấn đề chuyên nghiệp cẩn liền hứng thú đúng vậy ta để ly xuống giả vờ nghiêm túc tử đã từng viết qua đánh người phải dùng gạch ném thẳng mặt mà ném không được ném lung tung ném không trúng lại ném tiếp ném đến chết thì thôi ném chết rồi thì không cần ném nữa người không chết chính là anh hùng lúc vừa bắt đầu nói cẩn còn nghiêm túc lắng nghe càng về sau càng cười không ngừng nhẹ nhàng vỗ đầu ta ôm nhu nói ném cái gì mà ném nhanh ăn đi một hồi thức ăn nguội hết ăn cơm xong cẩn nhớ tới tối hôm qua không đi dạo tây hồ không ngừng oán giận nói là ta hồ đồ kết quả làm trễ nải cơ hội thật tốt thật là oan cho ta a à. hình như ngày hôm qua chuyển từ đi dạo tây hồ sang đi dạo trên giường không phải là do ta a à. tính toán một chút tiểu nữ nhân nói là do ta thì là do ta đi hình như có người từng nói qua lão bà luôn luôn đúng buổi chiều cố ý chạy đi linh ẩn tự trước khi tới từng có bằng hữu nói cho ta biết nhất định phải đi nơi này, nói là cầu nguyện rất linh. Ngồi trên xe ta giống như cẩn một mực tham thảo nên cầu nguyện điều gì? Hình như ước nguyện xong, nếu như linh nghiệm thì phải trở lại lễ tạ thần linh. Ai, những người ở xa như chúng ta, nếu như nguyện vọng thành sự thật, chẳng phải là lại phải hưng sư động chúng tới đây một lần nữa. Cẩn cười nói ta không có lòng thành, trong đầu toàn là tư tưởng tà ác, dù thiên sứ có muốn cứu cũng cứu không được vừa nói nói thiên sứ ta nhất thời cười không ngừng không khỏi hỏi cẩn nha ngươi nghĩ hai ta ai giống thiên sứ đương nhiên là ta cẩn nhưng thật ra một điểm đều không khách khí trực tiếp nói nga ta cũng thấy thế nói xong ta cười trộn cẩn nhìn ta một cái liền suy nghĩ một chút tự hồ nghĩ lời của ta hình như là chưa nói xong nói ngươi lại nghĩ ra ý tưởng quỷ quái gì? Cẩn bắt tay đưa đến bên hông ta, chuẩn bị nhéo, không, ta chỉ là nhớ tới một câu nói, con người không phải thiên sứ, cũng không phải cầm thú. Người người đều muốn như thiên sứ, không may mỗi người lại là cầm thú. Hiện tại nghĩ thật có đạo lý, vừa mới dứt lời, bên hông đau xót, linh ẩn tự, tên cũ là Vân Lâm Thiện Tự, khởi xây vào thời Đông Tấn, tới nay đã có 1.600 năm lịch sử, là một tòa thiên niên cổ tháp, giang nam danh tự. Ta lại nghĩ đây không giống như là chùa miễu, mà giống một vườn cây hơn. Cổ thụ rợp mát con đường nhỏ, muôn vàng tượng Phật cùng muôn vàng tư thế. Mỗi một tượng Phật đều được điêu khắc cẩn thận, trông rất sống động. Đi qua một đường, cuối cùng đến Đại Hùng Bảo Điện. Thiện nam tính nữ đến thắp hương bái Phật cũng không ít. Kỳ thực, ở sâu trong tâm linh của tuyệt đại đa số người Trung Quốc, đều còn có một lòng hướng thiện thành kính tinh phật tin vào nhân quả đây là kết quả mà văn hóa trung quốc mất mấy ngàn năm đế tạo dựng ăn sâu bén rễ vào tâm mỗi một người trung quốc lễ phật dân hương ta lặng lẽ cầu nguyện một điều đó là có thể đế ta và cẩn cả đời ở bên nhau bất quá nguyện vọng này của ta cho dù thành hiện thực ta cũng đã qua đời muốn lễ tạ thần linh không thể làm gì khác hơn là chờ kiếp sau kiếp sau như thế nào ta không có cách nào dự liệu. Chưa bao giờ tin tưởng có cái gì thập thế nhân duyên các loại thuyết pháp. Thay vì cầu trời có thể đế chúng ta gặp lại nhau ở kiếp sau, tiếp tục duyên phận kiếp này, chẳng bằng quý trọng từng ngày được ở bên nhau. Thế nhưng, ta trái lại có chút tin tưởng kiếp trước. Ta tin tưởng tình cảm của người trên thế gian, vô luận là ai gặp được ai, đều không phải là trùng hợp, mà là do nguyện ước kiếp trước thành hiện thực. Thế nên, nếu gặp được người kia của sinh mệnh ngươi phân tình cảm này xin hãy quý trọng kiếp này bỏ qua kiếp sau sẽ không có cơ hội trùng phùng ở trước phật lạy ba lạy kéo tay cẩn trong lúc lơ đãng thấy được phật châu trên cổ tay lúc nhận lấy lễ vật này ta thật sự không có nghĩ tới sẽ có một ngày ta sẽ dùng bàn tay đang đeo phật châu này cầm tay người ta yêu màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính sân tĩnh lặng chìm đắm trong thiên địa vắng vẻ lĩnh ngộ vẻ đẹp kỳ ảo đó những người yêu nhau ở chỗ này kề cận bên nhau cùng nhau hô hấp đi ở trên đường nhỏ cẩn đột nhiên hỏi ta minh nhi cho ngươi ra một câu đối ngươi đối thử xem linh ẩn tự trung tự ẩn linh linh thiên ẩn trong chùa linh ẩn bất đắc dĩ ta đây thấy thế nào giống như đang thi trạng nguyên a ta van ngươi đây là câu đối nổi danh có được không là đấu kê sơn hạ sơn kê đấu sao còn muốn ta đối Ta không ngừng lẩm bẩm, gà rừng chọi nhau dưới hòn gà chọi, thắng cảnh ở Hạ Long, ai nha? Ngươi cũng sẽ không tự mình nghĩ một chút. Cẩn dừng bước, nhéo mũi ta một cái. Ta suy nghĩ một chút, chính mình bắt đầu cuồng tiếu, hồng đến hạt cực hạt đến hồng, hạt đầu đỏ ăn hạt đến hồng, tức acentriosip là một loại chất độc. Cẩn bất đắc dĩ, đứng tại chỗ không đi, dùng sức trừng ta liếc mắt, ngươi muốn chết a? À? đối cái gì đó, cười đến gần như điên cuồng, ông bụng nói, không phải ta muốn chết, là hạt nó hẳn phải chết. Đây không phải là vừa đúng lúc sao, chết rồi thì siêu độ ngay tại đây, cũng không uổng công đi cả đoạn đường dài, cẩn cố ý nghẹo đầu, không rảnh đế ý ta. Phỏng chừng vừa mở miệng lại muốn nói ta nói năng không tôn trọng tri thức, vội vàng cướp lời, lạc dịp tùng hạ tùng dịp lạc. Được không? Ta thử thăm dò cẩn suy nghĩ một chút, gật đầu cười. Lá tùng rụng dưới gốc tùng lạc diệp, dắt tay đi mấy bước, đột nhiên nghĩ đến một vế đối tuyệt diệu, ghé vào bên tai cẩn, nhỏ giọng nói, minh ái cẩn thì cẩn ái minh. Hết phần 4 Bye. các phụ nữ nha, Radio xin phép đây, hẹn gặp lại nhá my you stay strong and fake, a smile until life.